đứng lên trước đi, ta muốn hỏi nàng chút chuyện, hay nàng hãy nói về nhi tử của hải thần trước đi. Phong Phi Vân cảm thấy xưng hô nhi tử của hải thần có nguồn gốc gì đó, nếu không Tác Phỉ đã không khẳng định hắn là nhi tử của hải thần ngay khi thấy pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh. Tác Phỉ thấy Phong Phi Vân không tức giận thì chậm rãi đứng lên, cung kính nói. Đây là tiên tri viễn cổ khác bên cạnh hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Nhi tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần Linh Dương Buồm vượt sóng, từ tận cùng biển cả đến, mang theo thần chỉ của hải thần trở thành chủ nhân mới của biển cả. Nhi tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần Linh Dương Buồm vượt sóng, từ tận cùng biển cả đến, mang theo thần chỉ của hải thần trở thành chủ nhân mới của biển cả. Tiên tri này lan rộng trong đại dương, hầu như mỗi sinh linh hải tộc đều nghe thấy. Ước vạn năm qua đi, nhi tử của hải thần mãi không xuất hiện, nhiều người đã quên lời tiên tri. Tác Phỉ hải đế sư thấy pháp tướng hải thần mới nhớ đến tiên tri, nghĩ mọi thứ đúng là hình ảnh tiên tri viễn cổ miêu tả. Tác Phỉ càng kính sợ Phong Phi Vân nhiều hơn. Theo lời Tác Phỉ nói thì thế giới dưới đáy nước thành từng hải lĩnh, mỗi hải lĩnh kích cỡ bằng lãnh thổ một giới Tây Ngưu Hạ Châu. Giao nhân tộc chiếm 2.400 hải lĩnh. 2.400 hải lĩnh tương đương với 2.400 giới, nhìn như bao la vô biên nhưng không quá lớn. Trên đất bằng lãnh địa một số thái cổ thánh yêu tộc cường đại cỡ ngàn tòa biên giới, còn bốn yêu tộc thì hơn một vạn. 188 giới của nhân tộc so với mấy chủng tộc này chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tại sao mỗi chủng tộc đều muốn trở thành thái cổ thánh tộc? Vì thái cổ thánh tộc có thể khai thác lãnh đại lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn. Hồng hoang cổ hải bao la hơn diệt thế bia văn, giao nhân tộc chỉ chiếm cứ 2.400 hải lĩnh, không xem như lợi hại. Phong Phi Vân nói, nghe đồn Nam Thiệm Bộ Châu xếp hàng đầu trong thái cổ cửu châu, diện tích lãnh thổ lớn hơn Tây Ngưu Hạ Châu ít nhất mấy chục vạn hải lĩnh. Giao nhân tộc chỉ chiếm hơn 2.000 hải lĩnh, xem như một góc nhỏ Nam Thiệm Bộ Châu. Tác Phỉ hồi hộp hỏi, nhi tử của hải thần định thi triển đại thần thông lục địa chìm lại nổi lên mặt biển. Tác Phỉ lo Nam Thiệm Bộ Châu dâng lên từ đáy biển sẽ ảnh hưởng giao nhân tộc sinh tồn nên rất căng thẳng. Phong Phi Vân gãi mũi, khẽ thở dài. Đây đều là pháp chỉ của hải thần. Tác Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, nếu đó là ý chí của hải thần đại nhân thì đương nhiên có ẩn ý trong đó, chúng ta không thể ước đoán, chắc sẽ không ảnh hưởng giao nhân tộc sinh tồn. Tác Phỉ tiếp tục bảo. Ta muốn mời nhi tử của hải thần đi giao nhân tộc làm khách. Các vị tế sư lão tổ cũng rất muốn gặp nhi tử của hải thần. Phong Phi Vân cũng muốn đến gặp các lão tổ tông giao nhân tộc, tìm hiểu chuyện liên quan Nam Thiệm Bộ Châu. Có lẽ từ miệng chúng nó Phong Phi Vân sẽ biết một số bí ẩn người ngoài không biết. Đây là một lục địa thái cổ chìm, nói không có di tích linh khí ai tin. Chờ Mao Ô Quy, Mao Thành Thật quay về, đám người Phong Phi Vân xuống đáy biển, đi tổ địa giao nhân tộc. Tác Phỉ biến sắc mặt nói. Mùi máu quá nồng, nguy rồi, có biến cố lớn. Trong lòng Tác Phỉ sinh ra khủng hoảng. Khu vực biển này bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi là xác giao nhân tộc. Trong nước biển tràn ngập hơi thở oán sát đậm đặc. Ánh mắt Tác Phỉ tức giận trừng Mao Ô Quy. Mao Ô Quy vô tội nói. Nhìn ta làm chi, ta không phải kẻ thích giết người vô tội, mới rồi còn sống tốt. Phong Phi Vân nhíu chặt mày. Không phải lực lượng Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Là diệt thế giả vực ngoại, bọn họ đã đến. Người Tác Phỉ run rẩy. Sao nhi tử của hải thần biết? Tác Phỉ nghe mấy chữ diệt thế giả vực ngoại thì rất sợ. Hai nắm tay Phong Phi Vân siết chặt, mắt bắn ra tia lửa, có hai con phượng hoàng đốt cháy trong con ngươi. Không phải chân lý của Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, quy tắc khác nhau. Tác Phỉ không nghe hiểu Phong Phi Vân đang nói gì nhưng Mao Ô Quy thì biết, vì nó biết hắn tu luyện đạo chân lý. Mỗi Hỗn Nguyên đại thế giới đều có quy tắc chân lý độc lập. Nói cách khác trong Hỗn Nguyên đại thế giới, trong Hỗn Nguyên đại thế giới này tồn tại chân lý chưa chắc sẽ có trong Hỗn Nguyên đại thế giới khác. Táo là một tiểu thế giới, chuối cũng là tiểu thế giới. Trong chuối có hột, đây là chân lý. Trong chuối có hột thì không phải chân lý. Hiện giờ Phong Phi Vân cảm giác Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới có xen lẫn quy tắc chân lý của Hỗn Nguyên đại thế giới khác nên suy đoán diệt thế giả vực ngoại đến xâm nhập. Tâm tình mỗi người trở nên nặng nề, bay ra khỏi mặt nước, ngước đầu nhìn trời. Trên bầu trời mây đen dày đặc, đen như mực, sấm chớp gió giật. Các cái bóng xuyên toa bên trong. Đi sâu vào khu vực biển, cả nước biển sôi sục nổi bong bóng, nhiệt độ rất cao.
nước biển hóa thành hơi nước trắng xóa, như sương bao phủ thiên địa. Có lửa hiện ra trong nước biển, các đốm lửa trôi nổi, một đảo biển bị hòa tan thành dung nham đỏ thẫm. Mao Ô Quỳ giật mình kêu lên. Có người đang đốt trời nấu biển, đây là một trong những cảnh tượng diệt thế, từng xuất hiện trên diệt thế thần bia. Diệt thế giả vực ngoại đến. Cứu mạng. Con của ta, hu hu, ác quỷ, liều mạng với các ngươi. Khắp nơi là tiếng gào khóc thảm thiết của giao nhân tộc. Nhiều giao nhân bình thường bị nấu chín, thịt sưng lên, xác nổi lên mặt biển. Khu vực biển mấy ngàn vạn dặm toàn là xác chết trôi, cảnh tượng làm người ta rợn tóc gáy, vô cùng thê thảm, thiên địa bi thương. Các tiếng gào thét vang lên, đan xen thành khúc ai ca. Một lão nhân tu vi bán thánh cảnh vọt lên từ nước biển, lão đã bị thương rất nặng, ngực bị xuyên thủng, toàn thân đẫm máu. Lão nhân hét lên. Diệt thế giả vực ngoại đến, tác phỉ hãy trốn đi, đi tiểu linh tiên giới. Lão nhân cầm pháp trượng thủy tinh rộng mạnh phía dưới, tia chớp bắn ra từ pháp trượng làm mặt biển bao phủ một tầng sấm sét. Trăm vạn tia chớp đi đùng. Bùm! Một móng vuốt to lớn từ đáy biển vươn ra, dài mấy trăm dặm. Móng vuốt xé nát lôi điện công kích, bắt chặt lão nhân. Trong nước biển vọng lên tiếng cười lạnh lùng nói. Bán thánh bình thường cũng dám đối địch với bổn tọa. Tu sĩ Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới ngốc không tả nổi. Cơ thể lão nhân bị bóp vặn vẹo, rách toạc, máu chảy ròng ròng, giọt máu cháy lửa. Tác, tác phỉ, mau, mau trốn. Ra ra. Tác phỉ hải đế sư thấy cảnh này lòng căm hờn, người run bần bật. Tác phỉ hải đế sư định tấn công nhưng bị Phong Phi Vân kiềm chặt. Phong Phi Vân nói. Nàng không phải đối thủ của hắn. Lão Mao, đi chém nó. Mao Ô Quy sớm nôn nóng hăm hở, nó như đạn pháo bắn ra, móng vuốt chém một luồng thần nhẫn chặt đứt bờ hàn tay khổng lồ, cứu lão nhân. Hi hi, diệt thế giả vực ngoại đúng không? Rất oai đúng không? Rồi rồi, lão Mao sẽ đánh ngươi, vẹo, luôn. Mao Ô Quy đánh ra thần thông như thiên địa thần kiếm, tách nước biển ra, sóng nước cuồn cuộn giạt sang hai bên. Giữa biển có đoàn thần vụ lơ lửng, một lão nhân đứng ngay chính giữa. Ha ha ha. Thánh linh ti tiện, ở trước mặt Long Sơ Tôn giả này ngươi dám vênh váo. Long Sơ Tôn giả cười âm trầm, khu vực biển trăm vạn dặm bị âm khí bao phủ, trong âm khí trôi nổi các đốm lửa, có khoảng hàng ức ngọn lửa. Mỗi đốm lửa có lực lượng đốt cháy cả khu rừng. Hai loại lực lượng di chuyển trong người lão nhân, tu vi cao thâm khó dò. Long thúc, bố khỉ, dám chơi trên đầu cha quy ra. Mao Ô Quy hơ nắm đám đập xuống đầu Long Sơ Tôn giả. Long Sơ Tôn giả cười nhạt, hai tay vẽ âm dương đồ. Nhưng Long Sơ Tôn giả chưa vẽ xong âm dương đồ thì đầu đã bị Mao Ô Quy đập trúng, thủng một lỗ đỏ. Long Sơ Tôn giả văng ra ngoài. Đầu Long Sơ Tôn giả sắp bị đập nát, trước mắt tối đen. Long Sơ Tôn giả khó khăn ổn định thân thể, giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Ta là cảnh giới đỉnh vũ hóa đệ bát trọng, không thể nào bị ngươi một chiêu đánh bại. Mao Ô Quy vênh váo nói. Ha ha ha, thì ra diệt thế giả vực ngoại rác rưởi như thế. Nếu không phải quy ra muốn đánh ngươi thêm mấy lần thì vừa rồi đã cho ngươi hình thần đều diệt. Phong Phi Vân nói. Tốc chiến tốc thắng, ta cảm giác cường giả không thuộc về thế giới càng lúc càng nhiều. Biểu tình Mao Ô Quy nghiêm túc, đằng đằng sát khí, miệng phun đoàn lửa. Đây là huyền vũ chân hỏa, lửa đốt Long Sơ Tôn giả thành cho. Mao Ô Quy nói. Diệt thế giả vực ngoại thật sự quy mô lớn kéo đến. Đây là một vấn đề rất trầm trọng. Phong Phi Vân gật rồi lại lắc đầu, nói. Có lẽ, thánh linh các tộc đi tiểu linh tiên giới, bây giờ Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới không có thánh linh. Chỉ một thánh linh vực ngoại giáng lâm cũng đã là sự đả kích hủy diệt cho Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Tác phỉ và gia gia của mình quỳ trước mặt Phong Phi Vân. Nhi tử của hải thần, cầu xin người mau đi lục địa thái cổ. Những chí cường vực ngoại đã đến đó, nếu chúng phá vỡ phong ấn hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh thả Thâm Uyên ma quân ra, không ai địch lại nổi Thâm Uyên ma quân. Khi ấy toàn thiên địa sẽ tỏa đại kiếp nạn. Phong Phi Vân hỏi, Thâm Uyên ma quân là gì? Ra đầu Mao Ô Quy tê dại, cái đuôi nhếch cao. Mao Ô Quy run cầm cập nói. Đồn rằng trong diệt thế giả vực ngoại có một vị quân vương, bị phong ấn trong cửu u Thâm Uyên. Trời khó diệt, đất có chôn, giết không chết. Mục không giữa, chỉ có thể phong ấn. Đây là tồn tại vô pháp vô thiên, từng đánh ngay mặt với Thái Cổ Thần Phượng.
Mới gần đây nội dung diệt thế thần bia bị giải mã, ghi lại tỉ mỉ trận chiến ấy. Đoạn tin về Thâm Uyên Ma Quân cũng được ghi. Điều này quá kinh thế hãi tục, hù người bay mất hồn vía. Phong Phi Vân hít sâu, nói. Thái cổ qua đã lâu, dù đây là tồn tại vô pháp vô thiên e rằng đã chết dục. Đại thánh đều không thể sống từ thái cổ đến hiện tại, không có thứ gì ngăn cản được năm tháng ăn mòn. Mao Ô Quy lắc đầu, nói. Thái cổ thần phượng cũng không chết, giữ lại một thần niệm. Đến đẳng cấp đó thì người phàm tục như chúng ta không thể tưởng tượng thủ đoạn thần thông của bọn họ. Dù Thâm Uyên Ma Quân chết nhưng nếu diệt thế giả vực ngoại có được truyền thừa của Thâm Uyên Ma Quân thì sẽ là tai họa không thể tưởng tượng. Chuyến này hải liều mạng. Phong Phi Vân nói. Không cần, người ở lại thanh trừ mấy diệt thế giả vực ngoại, cố gắng giảm thương vong giao nhân tộc đến mức thấp nhất. Ta đi hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh, người giải quyết sạch diệt thế giả vực ngoại từ bán thánh trở lên rồi hãy hội hợp cùng ta. Tác Phỉ, Tác Gia Gia rất cảm kích Phong Phi Vân. Mao Ô Quy biết hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh vô cùng nguy hiểm, Phong Phi Vân sắp xếp như vậy là không muốn nó mạo hiểm. Phong Phi Vân định một mình đi nghênh chiến cường giả diệt thế giả vực ngoại. Mao Ô Quy la lên. Bà nội nó, giết. Mao Ô Quy định tốc chiến tốc thắng, giết thiên hôn địa ám rồi sẽ chạy đi giúp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gọi thanh đồng cổ thuyền ra, điều khiển thuyền lướt đi với tốc độ cao nhất thẳng hướng hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Một bán thánh vực ngoại phát hiện thanh đồng cổ thuyền liền chặn lại, chiến binh hình mâu đâm qua. Chết! Phong Phi Vân vung tay đánh ra đại thủ ấn đánh nát bán thánh vực ngoại, chiến binh giã thành mấy khối sắt vụn. Bán thánh vực ngoại thành đồ ăn của địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. Hiện nay địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương có sức chiến đấu đẳng cấp bán thánh, còn là thân bất tử. Dù có đánh chúng nó thành bột phấn thì địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương sẽ lại ngưng tụ thân thể. Miễn Phong Phi Vân còn sống, địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương sẽ không chết. Dao động chiến đấu đằng trước càng kịch liệt hơn, vô số cường giả trong diệt thế giả vực ngoại công kích, đáy biển chất đống xác chết. Thiên kiếp, tay Phong Phi Vân chỉ lên trời, muôn vàn lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, mỗi một lôi kiếp như tia chớp hình người, kiếp uy khiếp người. Ầm 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 ầm. Thiên kiếp càn quét, mấy trăm vạn cường giả diệt thế giả vực ngoại bị chém thành bột phấn, khói xương. Khu vực biển này bị dọn sạch. Phong Phi Vân cưỡi thanh đồng cổ thuyền lướt đi, giấy lên sóng nước lớn. Tác Phỉ Hải Đế Sư, Tác Cốc sợ hãi cứng họng. Điều động thiên kiếp, một ngón tay tiêu diệt mấy trăm vạn cường giả, đây là lực lượng sức người có thể phát huy ra sao? Đây là lực lượng chỉ thần mới có. Hải thần. Những tu sĩ giao nhân tộc Phong Phi Vân tung chiêu vừa rồi làm ngạc nhiên ngây người. Bọn họ nhìn thanh đồng cổ thuyền lướt qua cạnh minh. Không biết là ai đầu tiên tỉnh lại, hét to. Nhi tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần linh đến. Nhi tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần linh đến. Trong biển sôi trào, Phong Phi Vân cảm nhận dao động lực lượng càng cường đại hơn, có đạo tắc thánh linh mạnh mẽ đang va chạm. Đây là chiến đấu đẳng cấp chuẩn thánh. Phong Phi Vân thu về thanh đồng cổ thuyền, khiến Tác Phỉ Hải Đế Sư, Tác Cốc ở lại tại chỗ, một mình hắn bay sâu vào khu vực biển tối đen. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn bắn ra hai cột sáng. Từ xa thấy hơn 10 chuẩn thánh ngồi xếp bằng dưới đáy biển đấu pháp, lực lượng khủng bố đến mức tận cùng, tùy tay phất một cái là lật trời đổ nước, hư không tan vỡ. Một nam nhân trung niên tóc mai có vài sợi bạc đi trong đáy biển đục ngầu, mặc áo vàng tím, đầu đội miện lưu quang. Nam nhân trung niên vươn tay chộp một lão tổ tế sư giao nhân tộc. Ta muốn có truyền thừa Thâm Uyên Ma Quân để lại, ai dám ngăn cản ta sẽ chết. Bùm! Cơ thể lão tổ tế sư thành bột phấn. Nhuộm đỏ khu vực biển sặc sỡ hơn. Một tay bóp chết một vị chuẩn thánh, sức mạnh thân thể cường đại làm người ta tim đập nhanh. Một lão tổ tế sư ngồi xếp bằng trên giếng cổ cao trăm trượng, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo khe rãnh, đôi mắt sáng như đuốc. Lão tổ tế sư nói, Thánh linh Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chúng ta canh giữ ở vực ngoại tinh vực, sao các ngươi đến đây được? Nam nhân trung niên đội miện lưu quang từng bước tiến tới trước, lòng bàn chân lóe hoa văn đạo tắc. Nam nhân trung niên đội miện lưu quang lạnh lùng cười. Thánh linh Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới các ngươi đã bỏ trốn, đáng buồn là đám đáng thương các ngươi còn tưởng bọn họ trấn thủ vực ngoại. Các ngươi chỉ là con kiến bị vứt bỏ. Một lão tổ tế sư cắn chặt răng, không tin lời nam nhân trung niên. Không thể nào.
Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang lạnh nhạt nói. Nếu thánh linh các người có mặt trong tiểu linh tiên giới thì một ý niệm là bọn họ biết ngay nơi này xảy ra chuyện gì. Tại sao bọn họ không trấn áp chúng ta đi? Vài lão tổ tế sư giao nhân tộc biến sắc mặt. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang nói tiếp. Nếu thật sự có thánh linh trấn giữ vực ngoại tinh vực thì sao chúng ta có thể xuất hiện tại đây? Ha 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 ha, các ngươi đã liên lạc với thánh linh giao nhân tộc đúng không? Nhưng không liên lạc được phải không? Để ta cho các ngươi biết lý do, bởi vì bọn họ đã bỏ trốn, chạy ra khỏi tinh vực này. Thánh linh ở trong mắt các ngươi thấy chúng ta còn sợ hãi. Các ngươi muốn sống thì hãy làm nô bộc của ta đi. Tám lão tổ tế sư cùng phun búng máu. Phụt, nam nhân trung niên đội miễn lưu quang con ngươi co rút. Gã nhắm ngay cơ hội biến hình ba đầu sau tay, liên tục đánh ra ngàn chiến pháp giết hai lão tổ tế sư. Ba lão tổ tế sư bị nam nhân trung niên đội miễn lưu quang đánh trọng thương. Chết hết đi. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang lấy thánh linh dụng cụ ra, hình dạng như đao, sống dao có một con rồng. Không phải rồng đúc bằng kim loại mà là long cốt chân long. Lực lượng thúc dục, long cốt như sống lại. Lực lượng thánh linh dụng cụ ập đến bao bọc sáu lão tổ tế sư. Định giết sáu chuẩn thánh. Dừng tay. Những lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống, thân thể như mãnh hổ vồ sư tử, hai tay giang ra biến thành vuốt rồng. Vang tiếng rồng ngâm. Growl. Nhìn từ xa nửa người trên của Phong Phi Vân như biến thành hình rồng. Đầu và vuốt rồng hiện ra, long uy hùng hồn bộc phát từ cơ thể Phong Phi Vân. Biển cả dao động. Ầm. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang bị chấn bay ra sau mấy trăm dặm. Gã trượt dài mấy trăm dặm đáy biển mới ổn định thân thể. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang cầm chiến đao đẳng cấp thánh linh dụng cụ, ánh mắt âm trầm nhìn nam nhân đột nhiên lao ra. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang nói. Có thể dùng thân thể ngăn chặn khí linh thánh linh, thật lợi hại. Trong Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới có vài nhân vật tạm được. Phong Phi Vân đứng dưới đáy biển, hai tay hơi nhức. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang rất mạnh. Cường đại hơn chuẩn thánh bình thường gấp mấy trăm lần, cộng thêm thánh linh dụng cụ, bộc phát ra uy lực càng đáng sợ. Phong Phi Vân nhìn xác hai lão tổ tế sư, thầm nghĩ. Nếu ta đến sớm hơn một bước thì bọn họ đã không chết. Còn lại sáu lão tổ tế sư, ba người bị thương nặng, ba người uể oải. Lời nam nhân trung niên đội miễn lưu quang vừa nói đã ảnh hưởng tinh thần lão tổ tế sư. Phong Phi Vân nói. Các vị tiền bối biệt bị hắn nói dăm ba câu ảnh hưởng đạo tâm. Nếu diệt thế giả vực ngoại rầm rộ kéo đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới thì sao đến lượt tôm tép như hắn lấy truyền thừa của Thâm Uyên Ma Quân. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nam nhân trung niên đối diện, cười mỉa mai. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang con ngươi co rút. Ngươi nói ta là tiểu nhân vật. Khí thế tăng vùn vụt, 2600 vạn đạo tắc thánh linh hiện ra bao phủ thiên địa. Phong Phi Vân khinh thường nói. Có đại khí phách, đại hàm dưỡng sẽ không nói dối. Cho nên ngươi là tôm tép. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang cười hỏi lại. Ngươi không tin các ngươi bị thánh linh vứt bỏ. Phong Phi Vân lắc đầu, kiên định nói. Ta không biết thánh linh các tộc đi đâu, không biết các ngươi thông qua cách gì đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới trước. Nhưng ta biết thánh linh tuyệt đối không bỏ trốn. Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang cười nói. Tu vi của ngươi không tệ, nếu chịu quy phục thiên đạo đại nhân, làm nô bộc của thiên đạo đại nhân có lẽ sẽ sống sót. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Hóa ra các ngươi là người của thiên đạo thông qua cách gì đưa các ngươi đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới? Mục đích của các ngươi là gì? Bên trên nước biển, một nữ nhân mặc chiến giáp rực lửa từ trên trời giáng xuống. Lửa bao phủ người nữ nhân, có chín hỏa long vòng quanh thân nàng. Nữ nhân mặc giáp giáng xuống đây, toàn bộ khu vực biển sôi trào, nhiệt độ từ người nàng nấu biển bốc hơi. Nhạc Tước Linh đáp xuống đáy biển, nhiệt độ trên người làm nước biển bốc hơi hết. Danh Đao, uổng ngươi là đệ tử đời thứ ba thiên ngoại thiên thế mà không giải quyết được con mồi nhỏ tuổi hơn mình. Nhạc Tước Linh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ánh mắt kèm theo lực lượng xuyên thấu hư không. Uẩn Thánh Đại Viên Mãn. Phong Phi Vân cảm giác trình độ tu vi của Nhạc Tước Linh. Ngang hàng với Mao Ô Quy. Nhưng số lượng đạo tắc thánh linh trong đạo thai thì nhiều hơn Mao Ô Quy, đến 3.200 vạn đạo tắc thánh linh. Cùng cảnh giới, Nhạc Tước Linh dựng dục ra đạo tắc thánh linh gấp 4 lần Mao Ô Quy, là anh kiệt cái thế vực ngoại, thiên kiêu đẳng cấp thần thoại.
Nam nhân trung niên đội miễn lưu quang tên danh đao lạnh lùng cười. Nhạc Tước Linh, người phản diệt giáo các ngươi đến nhanh thật, muốn có được truyền thừa Thâm Uyên Ma Quân hãy tự dựa vào sức mình. Danh đao, Nhạc Tước Linh cùng ngước đầu, một thanh trường thương từ trên trời cắm xuống đáy biển. Thiếu niên khoanh tay trước ngực đứng trên trường thương từ bao giờ, đứng thẳng còn hơn cả thương. Thiếu niên ngạo nghễ nói, Thâm Uyên Ma Quân là tổ tiên của Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chúng ta, truyền thừa của Thâm Uyên Ma Quân đương nhiên thuộc về Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Nhạc Tước Linh, danh đao, các người đi về được rồi. Trường thương cắm xuống đất, người đứng trên thương, hòa hợp thành một với trường thương. Trên người thiếu niên có đạo tắc lỗ đen, gã như lỗ đen, ánh sáng rơi vào người gã sẽ bị cắn nuốt. Nên thân thể thiếu niên mơ hồ không rõ, chỉ có cái bóng đen. Danh đao, Nhạc Tước Linh cùng nghiêm túc nói. Hắc ám thiên tử. Tuy bọn họ cùng được gọi là diệt thế giả vực ngoại nhưng đến từ đại thế giới khác nhau. Ba cường giả khí thế hùng hổ đứng ba phía, tu vi cao thâm khó dò, hơn xa chuẩn thánh bình thường. Danh đao, Nhạc Tước Linh, Hắc ám thiên tử còn mang theo thánh linh dụng cụ vực ngoại. Danh đao nói, giải quyết mấy con mồi di châu hỗn nguyên đại thế giới trước đi. Muốn lấy truyền thừa của Thâm Uyên Ma Quân thì phải xem ai có duyên với Thâm Uyên Ma Quân hơn. Ba người cùng tấn công, bên cạnh còn năm chuẩn thánh vực ngoại cùng xông lên. Mỗi người đều là cường giả tuyệt thế vô song. Tám lực lượng xông lên từ tám hướng. Sáu lão tổ tế sư giao nhân tộc bị Phong Phi Vân quát tỉnh táo lại, bảo vệ sáu hướng hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Lão tổ tế sư dựng lên trận pháp thánh linh do tiên thánh bày ra, trận pháp thánh linh bao bọc phạm vi mấy ngàn dặm chặn lại hàng vạn ánh sáng ập đến. Danh đao toát ra bá uy. Trận pháp thánh linh thì sao? Phá cho ta. Hai tay danh đao cầm chuôi đao đột nhiên vỗ xuống đáy biển. Chiến đao đẳng cấp thánh linh dụng cụ, lực lượng hầu như bị kích hoạt hoàn toàn. Sức mạnh hùng hồn giáng xuống, xé trận pháp thánh linh thủng một lỗ. Tu vi đến đẳng cấp như bọn họ, còn cầm thánh linh dụng cụ, bộc phát ra lực lượng thậm chí có thể đánh vài chiêu cùng ngụy thánh không có thánh linh dụng cụ. Thánh linh bình thường bày trận pháp đương nhiên không ngăn được Nhạc Tước Linh, danh đao, Hắc ám thiên tử. Không phải thánh linh nhưng chưa chắc thánh linh giết được bọn họ, đây là tồn tại đỉnh cao nhất dưới thánh linh. Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm, vung tay, kiếm khí phá vực quang hộ thể của một chuẩn thánh vực ngoại, chiến kiếm đâm vào người nữ chuẩn thánh. Nữ chuẩn thánh bị yêu hoàng kiếm nô dịch, đôi mắt vẫn trong trẻo nhưng sâu trong lòng xem Phong Phi Vân là chủ nhân của mình. Nữ chuẩn thánh khom người hướng Phong Phi Vân, phụt xoay người, bàn tay vỗ vào Nhạc Tước Linh. Trong trưởng ấn chứa ngàn pháp tắc thần lực, như ngàn thần long lao nhanh. Nhạc Tước Linh là cảnh giới uẩn thánh đại viên mãn, tu vi cường đại, ánh sáng hộ thể trên người chặn lại trưởng ấn của nữ chuẩn thánh, hất nàng bay ngược ra. Nhạc Tước Linh la lên. Đáng ghét, bị khống chế. Vù 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 vù. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm yêu hoàng kiếm đâm xuống đầu Nhạc Tước Linh. Tốc độ mau như tia chớp, Nhạc Tước Linh không kịp trốn. Yêu hoàng kiếm đánh vào áo giáp lửa nhưng không đâm thủng, chỉ chính là tiếng kim loại va chạm đinh tai, khí thánh linh tứ tán. Nhạc Tước Linh giang hai tay, áo giáp lửa nhấp nháy vô số ánh sáng thánh linh. Đây là áo giáp đẳng cấp thánh linh dụng cụ, Nhạc Tước Linh dốc sức thúc giục, áo giáp từng đỡ ba trưởng của thánh linh mà không chết. Một sợi tóc của thánh linh có thể chém chuẩn thánh nhưng không giết được bọn họ. Họ mạnh hơn chuẩn thánh bình thường gấp mấy trăm lần. Chín con hỏa long vòng quanh người Nhạc Tước Linh cùng công kích Phong Phi Vân, lực lượng mỗi con hỏa long sánh bằng chuẩn thánh dốc sức đánh ra một kích. Tựa như chín vị chuẩn thánh cùng đánh ra thần thông mạnh nhất công kích Phong Phi Vân. Một vạn linh thú chiến thể lao ra từ sau lưng Phong Phi Vân, một đấm đánh qua đập nát chín con hỏa long. Phong Phi Vân bay vọt lên đáp xuống cách hơn 10 trượng. Ba người này tu vi thật mạnh. Danh đao quát. Khử tiểu tử này trước. Tu vi của hắn rất lợi hại. Danh đao một đao chém xuống đầu Phong Phi Vân. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân vừa điều khiển yêu hoàng kiếm đối kháng Nhạc Tước Linh vừa đánh ra Phật thủ ấn màu vàng công kích danh đao. Hắc ám thiên tử nói. Đối thủ không tệ. Hắc ám thiên tử cầm cây trường thương như bóng am địa ngục, mũi thương kèm theo đạo tắc vô tận đâm vào ngực Phong Phi Vân. Chớp mắt mũi thương đâm đến ngực Phong Phi Vân. Một vạn linh thú chiến thể nhập vào người Phong Phi Vân, chúng nó khoác tấm da thần bia văn, lĩnh ngộ đạo diệt thế.
linh thú chiến thể nhập vào cơ thể khiến làn da Phong Phi Vân dày đặc diệt thế bia văn, khí diệt thế uấn nhưỡng trong người hắn. Băng Thiên Đạo. Đây là 3000 đạo diệt thế trong diệt thế thần bia, một đao là Băng Thiên Đạo. Khí diệt thế vỡ nát thiên địa từ người Phong Phi Vân tuôn ra, thần uy hủy thiên diệt địa phá vỡ cả đại dương, dẫn đến sóng thần ức giảm. Thiên địa này sôi trào. Các chuẩn thánh bị Phong Phi Vân thi triển một chiêu Băng Thiên Đạo đánh bay, bao gồm 6 lão tổ tế sư văng ra mấy ngàn dặm. Trong đó 2 chuẩn thánh vực ngoại vì trực tiếp đối diện khí diệt thế của Băng Thiên Đạo nên cơ thể rách tọc thành mấy mảnh, linh hồn bị xóa sổ. Danh đao, nhạc tước linh, hắc ám thiên tử bay ra ngoài. Lực lượng một kích vừa rồi của Phong Phi Vân sắp ngang ngửa thánh linh, nếu không cầm thánh linh dụng cụ thì 3 người đã bị thương nặng. Phong Phi Vân đứng dưới đáy biển, nước biển tự động tách ra 2 bên người hắn. Một nữ chuẩn thánh cung kính quỳ ở trước mặt hắn. Nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân, P. Cho ta biết trong tình huống thánh linh phong tỏa không gian các ngươi làm sao đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Ý chí nữ chuẩn thánh vốn định chống cự nhưng khi Phong Phi Vân cắm yêu hoàng kiếm vào đầu nàng thì bị trấn áp hoàn toàn. Nữ chuẩn thánh Huệ Ao ỉ nói. Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới có một thiên cơ trùng động, không ở trong không gian mà là thời gian, thánh linh cũng không thể phong tỏa trùng động này. Phong Phi Vân hỏi tiếp. Thiên cơ trùng động nằm ở đâu? Nữ chuẩn thánh còn ngoan cường chống cự. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Phong Phi Vân nói. Vậy sao? Yêu hoàng kiếm phát ra thanh âm giống như Phong Phi Vân, là yêu ma chi thể kiếm linh, cười khẩy nói. Bản tôn, ngươi thật dở, để ta dạy dỗ linh hồn nàng. Yêu hoàng kiếm nhấp nháy bắn ra ánh sáng yêu tính. Nữ chuẩn thánh như chịu khổ hình, người run bần bật, ý chí tan vỡ. Thiên cơ trùng động ở. Một luồng thánh quang bá đạo chán nữ chuẩn thánh, đánh nát thành bãi máu. Phong Phi Vân thu về yêu hoàng kiếm, thi triển luân hồi tật tốc lùi xa ngàn dặm. Phong Phi Vân ngước lên trên, sức mạnh hùng hồn từ bầu trời đè xuống như thể một mảnh trời sao rơi. Thánh uy khiếp người, thiên địa run rẩy. Đáy biển, nhiều sinh linh quỳ dưới đất. Một cái bóng đỏ rực hiện ra trong tầm nhìn, hình dạng giống tổ sim nhưng đường kính dài mấy ngàn dặm. Nguyên mặt biển bị bao phủ. Các sinh linh bị khí thế của nó đè ép không dám thở. Hai tay Phong Phi Vân ôm kiếm nhìn tổ chim đỏ thẫm bên trên, thấy hà khí ngút trời. Một bóng người ngồi xếp bằng bên trong, không thấy rõ tuổi chỉ biết đó là nữ nhân. Lòng Phong Phi Vân nặng trĩu. Thánh linh vực ngoại. Nhạc tước linh cung kính quỳ dưới đất, cúi đầu. Cung nghênh ô xào thánh tôn giá lâm. Hắc ám thiên tử, danh đao thầm la. Nguy rồi, thánh tổ phản diệt giáo giá lâm. Truyền thừa Thâm Uyên ma quân sắp bị lấy đi. 6 chuẩn thánh giao nhân tộc lòng run rẩy. Thánh linh vực ngoại giá lâm, giờ còn biết chiến thế nào? Không thể giữ gìn hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh được sao? Thề sống chết bảo vệ hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. 6 lão tổ tế sư đứng 6 hướng, phun ngụm máu lại dựng trận pháp thánh linh, ánh mắt kiên quyết thấy chết không sờn. Ngu xuẩn! Trong tổ chim đỏ rực bắn ra cột sáng lửa đánh nát từng tầng trận pháp thánh linh. Thánh uy đốt trời nấu biển công kích 6 lão tổ tế sư. Băng Thiên Đạo. Phong Phi Vân giơ đoản kiếm đứng trước mặt 6 lão tổ tế sư, thi triển ra lực lượng 3000 đạo diệt thế. Tuy chỉ là một đạo nhưng uy lực không thể ước chừng. Khí diệt thế Băng Thiên Đạo và lửa thánh linh oanh kích, va chạm kịch liệt. Không gian bị xé xé nát, Phong Phi Vân bay ngược ra ngoài, thân thể hoạt trượt hơn ngàn dặm đụng vào vách hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Mặt đất quanh hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh nứt vỡ. Đây là lực lượng của thánh linh sao? Quá mạnh. Huyết khí dâng trào trong người Phong Phi Vân, cơ thể như bị ngũ lôi oanh đỉnh, làn da nứt rạn. Nhưng cơ thể Phong Phi Vân rất mạnh, da nứt lại khép, ánh sáng vàng bắn ra từ thân thể, chiến ý bốc cháy. Phong Phi Vân cười chỉ vào thánh linh. Thánh linh thì sao? Ngươi diệt được ta sao? Vậy ta sẽ diệt ngươi. Trong sào huyệt màu đỏ bắn ra ức vạn ánh sáng, các ánh sáng tụ tập lại thành dòng lũ hà khí, tựa như ngân hà rầm rộ ập đến. Khi Phong Phi Vân đụng vào hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh thì lỗ tai đất đột nhiên nhúc nhích, như thức tỉnh từ giấc ngủ say. Lỗ tai đất phát ra tiếng thở dài thườn thượt, bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Lỗ tai đất lơ lửng trong không trung phát ra khí viễn cổ hùng hồn, xóa tan lũ hà khí do ô xào thánh tôn đánh ra. Cái gì? Những sinh linh vực ngoại nhìn lỗ tai đất, cảm thấy thật khó tin.
một lỗ tai đất mà đỡ được công kích thánh linh. Ô Sào Thánh Tôn cũng khẽ kêu. Một con rùa chắp hai tay sau lưng từ xa nghênh ngang đi tới, có một trái cây đi theo bên người nó. Mao Ô Quy kiêu ngạo nói. Một đám sinh linh vực ngoại vô tri, các người hãy chạy trốn đi. Tượng đất đã thức tỉnh, thánh linh sẽ phải run rẩy. Nhạc Tước Linh hừ lạnh một tiếng. Thánh linh là chí tôn thiên địa, chỉ là một lỗ tai đất không lẽ có thể đối kháng lại thánh tổ sao? Thật là huy anh hoang, nói chuyện giật gân. Mao Ô Quy ngạo nghễ nói. Tiểu cô nương, nói nàng thiếu kiến thức không ngờ đúng thật. Mao Ô Quy cung kính cúi đầu hướng lỗ tai đất. Trước khi Hoa Hậu Đại Thánh Bổ Thiên Đạo đã nặn hai tượng đất, truyền thừa hai loại đại thánh của mình. Hai tượng đất tên là Thái Tổ, Nhân Tổ. Lỗ tai đất này là tai trái của Nhân Tổ. Nhân Tổ đã thức tỉnh, dù chỉ một lỗ tai ở đây muốn giết một thánh linh cũng dễ như trở bàn tay. Hỡi sinh linh vực ngoại, hãy run rẩy đi. Đại thánh là chí tôn trong thiên địa, đến hỗn nguyên đại thế giới nào cũng là tồn tại chí cao vô thượng. Tu sĩ vực ngoại đều nghe tiếng Hoa Hậu Đại Thánh, rất e ngại nàng. Trong tổ chim đỏ dày đặc hà khí vạn dặm, Ô Sào Thánh Tôn đứng dậy, kinh khủng mông lung, thánh quang rực rỡ. Ô Sào Thánh Tôn nói. Nếu Hoa Hậu Đại Thánh tái hiện nhân gian thì bản Thánh Tôn ở đi ngay, không dám tranh phong với Đại Thánh. Nhưng một lỗ tai tượng đất do Hoa Hậu Đại Thánh nặn mà muốn nhủ sợ bản Thánh. Các ngươi không biết Thánh Linh mạnh cỡ nào. Con thần ô bay ra khỏi ổ chim đỏ rực, người tỏa ánh sáng đen, cánh dương rộng dài 8.000 dặm, mắt sáng rực, miệng phun tia chớp khiến nước biển trào sóng. Đây là con quạ Ô Sào Thánh Tôn nuôi từ nhỏ đến lớn. Một con thần nha có huyết mạch thái cổ thánh thú, ăn thịt thánh linh mà sinh. Trên tinh cầu chôn xương thánh linh, Ô Sào Thánh Tôn gặp được và nuôi dưỡng nó, tu vi cực kỳ cường đại. Vù 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 vù. Lỗ tai đất nghênh chiến, vô số đạo tắc thánh linh bay ra, ngưng tụ từng đợt thần thông thánh pháp đánh thần nha liên tục thụt lùi. Bên trên lỗ tai đất ngưng tụ bức tranh nguyên thủy thương sinh, tụ tập từ đạo tắc thánh linh. Có đất đai nguyên thủy thái cổ, các loại hình dạng ức vạn thương sinh. Đại biểu đạo pháp chí cao vô thượng. Phập, cơ thể thần nha vỡ ra, lưng rạch một vết máu to, lông chim rơi rụng. Ô Sào Thánh Tôn hừ mạnh, các ngươi luồng thiên quang nghênh chiến lỗ tai đất. Bùm 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 bùm. Không gian nháy mắt bị xé nát, thần nha, Ô Sào Thánh Tôn lao vào hư không, diễn ra chiến đấu đẳng cấp thánh linh. Vô số đạo tắc thánh linh bao bọc bọn họ, không thấy rõ bóng dáng của ai. Tu vi trước giờ chưa từng có chuẩn thánh ở đây chỉ có thể tự bảo vệ mình, thậm chí né ra xa. Nếu bị dao động chiến đấu trong hư không đánh chúng sẽ hình thần đều diệt. Đám cường giả vực ngoại hết hồn, một lỗ tai đất mà bộc phát ra lực lượng đối kháng cùng lúc với Ô Sào Thánh Tôn, thần nha. Nếu là tượng đất hoàn chỉnh thì sẽ ghê gớm đến cỡ nào. Phong Phi Vân cũng rất giật mình. Đây là lực lượng của nhân tổ sao? Thánh linh không phải rau ven đường. Ở nơi đâu thì thánh linh luôn là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, trong ức vạn người mới ra một. Nhưng chỉ một lỗ tai nhân tổ đã cùng lúc đối kháng với hai đẳng cấp thánh linh. Nếu nguyên thân thể nhân tổ thì hùng vĩ biết bao, thật khó tưởng tượng. Mao Ô Quy nói, Hoa Hậu Đại Thánh là tồn tại vĩ đại nhất thiên địa, hầu như sinh ra cùng Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Nặn đất tạo người, truyền thừa vô thượng đại thánh đạo của mình. Nhân tổ kế thừa sinh mệnh đại đạo của Hoa Hậu Đại Thánh, tụ tập vạn vật mẫu khí mà sinh. Hoa Hậu Đại Thánh lấy thân bổ thiên đạo, trong thiên địa chỉ còn lại nhân tổ và thái tổ. Nhân tổ đi trong chín châu 80 muốn biển, định lục địa, an hải dương, trị lý thái cổ hỗn loạn đại thế, là vĩ nhân vô thượng, vĩ đại như Hoa Hậu Đại Thánh. Đồn rằng nhân tổ đi dưới đất một bước là dấu chân biến thành một người. Sau này nhân tổ biến mất trong thiên địa. Nhân loại trở thành chúa tể Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Phong Phi Vân kinh ngạc nói. Nhân tổ đi một bước dưới đất là dấu chân biến thành một người. Đây là thần thông đẳng cấp gì? Phong Phi Vân không thể tưởng tượng đó là cảnh giới gì, đã vượt qua lẽ thường hiểu biết. Mao Ô Quy nói. Trước có nhân tổ sau có người, một dấu chân một linh trưởng. Nhân tổ được gọi là nhân tổ chính vì lý do này, đây là điển cố về nhân tổ ghi trong thần điển mộ phủ. Khó khảo cứu tính chân thật. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nhân tổ sinh ra sau Hoa Hậu Đại Thánh, nhưng Hoa Hậu Đại Thánh là thể bán yêu. Nếu có chuyện trước có nhân tổ sau có người, vậy chắc Hoa Hậu Đại Thánh đến từ thế giới khác.
Nếu điển cố trong thần điển mộ phủ là thật vậy thì thần thông của nhân tổ quá đáng sợ, sức người không thể tưởng tượng. Ầm, hư không bị đánh nát vụn, ánh sáng đỏ thẫm chớp lóe trong không trung truyền ra tiếng rên rỉ. Thần nha gặp tổn hại nặng, toàn thân đầy lỗ máu trốn vào tổ chim đỏ rực, nước biển lan tràn máu đỏ. Nhiều sinh linh trong biển bị lực lượng máu đỏ giết chết. Đây là máu của thánh linh, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, sinh linh bình thường không chịu nổi. Ô Sào Thánh Tôn cũng bị thương nặng bay về ổ chim, biến tổ chim thành hình cầu to cỡ ngôi sao, tỏa ánh sáng đen. Tổ chim bay ra khỏi biển cả, lơ lửng trên bầu trời. Không uổng là đạo tắc đại thánh, lợi hại. Ô Sào Thánh Tôn hiện pháp tướng đứng bên trên tổ chim, không đến gần hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Lỗ tai đất bay về từ hư không, lơ lửng bên trên hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Cổ xưa đơn giản như lỗ tai đất bình thường, nhưng không ai dám xem thường nó. Trong lỗ tia bình thường này chứa lực lượng khủng còn hơn thánh linh. Sáu lão tổ tế sư giao nhân tộc cùng quỳ xuống vái lạy lỗ tai đất, vẻ mặt tôn kính từ tận đáy lòng. Bái kiến nhân tổ. Lỗ tai đất lơ lửng bên trên hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh, thở dài xa xăm. Phong Phi Vân đột nhiên cảm giác khí lạnh lẽo, người hắn run run nhìn hướng hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Phong Phi Vân hỏi. Các ngươi có nghe trong hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh phát ra thanh âm gì không? Mao Ô Quy nói. Không, ta chỉ nghe lão nhân gia nhân tổ thở dài. Không phải, là. Phong Phi Vân chưa nói xong. Ầm 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 ầm. Dao động dữ dội từ trung tâm hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh như trời long đất lở, đẳng cấp chuẩn thánh cũng bị hất bay. Giếng cổ lắng đọng bao nhiêu năm tháng, chữ trên nền đá chấp lóe, chảy xuôi từng vòng huyễn văn. Răng rắc, đá lót nứt ra, miệng giếng cổ cũng nứt. Trong hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh phát ra tiếng cười dài, tiếng cười nhẹ khào khào nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi sinh linh, làm người ta lạnh gáy. Đám cường giả vực ngoại sợ hãi. Nhiều người có chung một suy nghĩ. Chẳng lẽ Thâm Uyên ma quân chưa chết? Chuyện này không thể xảy ra, nhưng tiếng cười đó là sao? Mặt Mao Ô Quy trắng bệch tát mạnh vào mặt mình. Cái mỏ quạ này, chết tiệt. Nếu Thâm Uyên ma quân không chết, bò ra từ hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh thì tiêu đài. Ngày xưa Thái Cổ Thần Phượng cũng không giết nổi đại ma đầu kia, chỉ có thể phong ấn tại đây. Mao Ô Quy nói đến Thái Cổ Thần Phượng khiến lực lượng trong hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh càng khủng bố hơn, giếng rung lắc bần bật. Một vết rạn từ miệng giếng cổ lan tràn ra đến mấy trăm dặm. Lỗ tai đất lơ lửng bên trên hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh, phát ra ức vạn ánh sáng chặn lại cái giếng, cưỡng ép khép vết nứt. Phong Phi Vân nói. Nơi này sắp xảy ra biến đổi kinh thiên, không chừng Thâm Uyên ma quân dùng thủ đoạn nghịch thiên gì sống sót. Sáu vị lão tổ tế sư, chúng ta hãy rời đi trước. Sáu lão tổ tế sư gật đầu, biến thành sáu cột sáng theo đuôi Phong Phi Vân lao ra mặt biển, may đi xa. Đám người. Bùm. Băng giá nứt dạn phát ra một tiếng vang thật lớn, vô số khối băng tung tóe. Một đoàn khói đen bay ra hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh lao thẳng lên bầu trời. Mây đen tụ tập cả bầu trời, sấm chớp đi đùng, muôn vàn tia chớp xuyên qua tầng mây. Một lỗ tai đất đuổi theo khói đen bay ra khỏi tầng băng, phát ra thần uy hủy thiên diệt địa liên tục va chạm vào đoàn khói đen. Ầm 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 ầm. Khói đen bao bọc thứ gì va chạm với lỗ tai đất, như một tòa thần sơn và ma sơn va chạm. Khói đen lao vào tổ chim màu đỏ phát ra thanh âm bá đạo độc ác, nuốt luôn thần nha. Trong tổ chim chỉ còn lại mấy khúc xương trắng hếu. May mắn Ô Sào Thánh Tôn trốn nhanh, nếu không bây giờ nàng cũng đã bị khói đen nuốt. Vù 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 vù. Khói đen không dây dưa với lỗ tai đất, nó bay hướng thiên ngoại, đụng vỡ hư không chân trời, mở cánh cửa hư không bay vào trong. Lỗ tai đất biến thành luồng sáng đụng vỡ hư không đuổi theo khói đen. Tuy khói đen và lỗ tai đất đã bỏ chạy nhưng khu vực biển này không bình thường, khắp nơi là dư âm thánh linh. Đối với những bán thánh thì nơi này đã là khu vực biển cấm kỵ. Một lão tổ tế sư đứng xa nhìn cuộc chiến vừa rồi, lòng run rẩy. Chẳng lẽ Thâm Uyên ma quân chưa chết? Lão tổ tế sư khác nói. Chắc không thể nào, tuy khói đen kia rất mạnh nhưng chênh lệch xa với Thâm Uyên ma quân trời khó diệt, đất khó chôn trong truyền thuyết. Mao Ô Quy nói. Các ngươi thì biết gì? Dù một vị đại thánh bị phong ấn mấy trăm ức năm cũng sẽ vô cùng yếu ớt. Các ngươi không thấy mới rồi khói đen nuốt thần nha sao? Ta đoán là vì Thâm Uyên ma quân vừa mới phá tan phong ấn,
rất yếu ớt nên mới nuốt thần nha để phục hồi lại lực lượng của mình. Ta đi Hải Thần Thâm Uyên cổ tỉnh điều tra là biết ngay có phải Thâm Uyên ma quân xuất thế không. Phong Phi Vân triệu ra 8 tam vị chân hỏa lô ngưng tụ thành lo trận hòa tan biển cả đóng băng. Phong Phi Vân lặn xuống dãy biển, quay lại chỗ Hải Thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Nhưng nơi này đã bị đánh tan nát, không tìm thấy miệng giếng. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân cảm giác động đất, hắn không đứng vững. Lần này không đơn giản là mấy ức giảm rung rinh mà thiên địa đều lắc lư. Thiên đạo quy tắc thác loạn, như thể nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới trao đảo. Phong Phi Vân cảm giác đất bùn dưới đáy biển chậm rãi trồi lên trên. Đất rung rinh, nước biển cuồn cuộn. Phong Phi Vân đứng ở đáy biển, xung quanh nổi bong bóng, đất bùn hỗn đục dâng lên trên. Đây là... Phong Phi Vân biến thành cột nước bắn lên trời, đứng dưới tầng mây, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn bốn phương tám hướng. Phong Phi Vân phát hiện nguyên mặt biển dao động, vấn đề không chỉ xảy ra một nơi mà là nguyên hồng hoang cổ hải. Mao Ô Quy, Mao Thành Thật, sáu lão tổ tế sư đứng trên một hòn đảo biển. Đảo biển vốn chỉ cao hơn 10 trượng nhưng bây giờ không ngừng nâng cao, phần thân đảo chìm dưới nước biển chậm rãi nổi lên. Nửa canh giờ ngắn ngủi đảo nhỏ nâng lên hàng trăm thước, diện tích to gấp mấy chục lần. Ầm 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 ầm. Đảo nhỏ vẫn nâng lên tiếp. Vù 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 vù. Phong Phi Vân đáp xuống đảo biển. Hải Thần Thâm Uyên cổ tỉnh đã bị san bằng, không tìm thấy miệng giếng. Sáu lão tổ tế sư rất thân thiện với Phong Phi Vân, xem hắn là nhi tử của hải thần trong tiên tri. Một lão tổ tế sư nói. Hiện tại khu vực biển này bị gì? Chẳng lẽ là thánh linh đại chiến phá hủy vỏ đất, khiến vỏ đáy biển di chuyển? Mao Ô Quy đứng ở điểm cao nhất đảo biển nhìn mặt biển bên dưới hùng dũng, mắt trợn to không nhúc nhích, như con rùa hóa thạch. Mao Thành Thật đứng bên cạnh Mao Ô Quy, bắt trước nó trợn to mắt không nhúc nhích. Phong Phi Vân bí hiểm nói một câu. Chờ thêm chút nữa xem sao, mấy hôm nay chắc sẽ có đáp án. Phong Phi Vân trợn to mắt nhìn mặt biển dậy sóng, lòng suy tư. Sáu lão tổ tế sư lần lượt rời đi. Cường giả vực ngoại tấn công là kiếp nạn không thể xóa nhòa với giao nhân tộc. Lão tổ tế sư cần đi cứu tộc nhân của mình, xử lý công việc sau kiếp nạn. Sau khi Hải Thần Thâm Uyên cổ tỉnh xảy ra biến dị, những tu sĩ vực ngoại chết hoặc trốn khỏi khu vực biển. Ít ra bây giờ Phong Phi Vân dùng thần thức không điều tra được tung tích của bọn họ. Một ngày sau, đảo biển nâng lên hơn 1.000 thước, diện tích mở rộng đến mấy ngàn dặm như đại lục cỡ nhỏ. Đảo biển tiếp tục dâng lên, không ngừng lại. Đến lúc này Phong Phi Vân khẳng định phỏng đoán trong lòng mình. Đại Châu chìm trong hồng hoang cổ hải hơn 200 ức năm rốt cuộc lại thấy mặt trời. Phong Phi Vân đứng trên ngọn núi đảo biển, gió lốc mãnh liệt thổi qua muốn xé rách áo hắn. Cảnh tượng trước mặt rung động lòng người, như thế giới bao la nổi lên. Mắt Mao Ô Quy bắn ra thần quang, nó đứng im tọn một ngày trời, cảm ngộ chí lý của lục địa chìm nổi. Cơ thể Mao Ô Quy càng tĩnh lặng như hòa hợp với thiên địa. Ha 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 ha, ta hiểu, hiểu rồi. Thì ra muốn độ thánh linh sinh kiếp thì phải nhìn thấu đại thế chìm nổi. Đời người phí thời gian, cuộc đời do vui buồn hờn giận cấu thành. Lúc vui thì cười, lúc buồn thì khóc. Thánh pháp tức pháp quang minh chính đại, nên khóc thì khóc, nên cười thì cười. Gỡ xuống mọi gài tạo đó là sinh, đây là thánh. Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân, hộ pháp giúp ta muốn độ kiếp sinh ngay, lập đất thành thánh. Mao Ô Quy nói xong đứng im không nhúc nhích, như hóa đá, nhịp thở và tim đập đều ngừng. Mao Ô Quy vốn đã là cảnh giới uẩn thánh đại viên mãn, tùy thời độ sinh kiếp. Trước kia Mao Ô Quy chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ thì khác. Khi quan sát quá trình Nam Thiệm Bộ Châu từ đáy biển dâng lên, Mao Ô Quy cảm nhận đại đạo thánh linh, ảo diệu sinh, nên nó bắt đầu độ sinh kiếp. Đây là lĩnh ngộ vạn cổ khó gặp, nếu bỏ lỡ muốn lại cảm ngộ đại đạo thánh linh không biết sẽ đợi đến năm nào tháng nào. Phong Phi Vân mừng cho Mao Ô Quy, khi độ qua sinh kiếp nghĩa là trở thành thánh linh, chí tôn trong thiên địa. Một giọt máu có thể giết chết bán thánh, một sợi tóc chém phá ngôi sao. Hiện nay trong Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới không có thánh linh, nhưng tu sĩ vực ngoại xuất hiện cần có thánh linh chủ trì đại cục, thành một cây cột chống Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Mao Thành Thật đứng bên cạnh Mao Ô Quy, dường như cũng chìm trong trạng thái huyền diệu, nó giữ yên không nhúc nhích đưa mắt nhìn bầu trời hỗn loạn. Ầm 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 ầm.
thiên đạo quy tắc trong thiên địa không ngừng xảy ra thay đổi. Biển và đất liền thay đổi, ảnh hưởng rất lớn đến thiên đạo. Đây là cơ hội tốt, khi nắm chắc được cơ hội này sẽ nhận được cảm ngộ trước giờ chưa từng có, do đố đột phá về mặt bản chất. Mao Ô Quy, Mao Thành thật đều có được cơ hội này nên chúng nó dốc hết sức ngộ đạo. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên đảo biển hộ pháp cho Mao Thành thật, Mao Ô Quy. Phong Phi Vân truyền âm cho sáu lão tổ tế sư, nói với bọn họ là Nam Thiệm Bộ Châu sắp xuất hiện lại, kêu lão tổ tế sư dẫn tộc nhân nhanh chóng rút khỏi khu vực biển này. Giao nhân từ dưới nước lên bờ, giao nhân có tu vi mạnh sẽ không chịu ảnh hưởng gì lớn, nhưng những giao nhân bình thường sẽ chết một đống. Ba ngày sau, Phong Phi Vân cảm giác lỗ chân lông giãn nở, hắn cũng đột phá, từ cảnh giới đạo thai đến thai động. Đây là lĩnh ngộ sinh ra từ thiên đạo thay đổi. Lúc này một tòa đảo biển đã dâng lên cao hơn 5.000 thước, đảo biển biến thành đại lục, chiều dài ven biển kéo đến mấy ngàn vạn dặm. Đất liền không ngừng dâng cao. Một tháng sau, đại lục dưới chân đã vô cùng bao la, thần thức của Phong Phi Vân không tra xét được giới hạn. Trên đại lục có nhiều rong, san hô, mặt đất toàn là cá biển, bị ánh nắng chiếu vào nhanh chóng mục rửa. Có một số thiên cung đáy biển hiện ra, linh thủy cổ rửa uẩn dưỡng dưới biển cũng hiện hình. Phong Phi Vân vẫn hộ pháp cho Mao Thành Thật, Mao Ô Quy. Phong Phi Vân thả địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương ra để chúng nó đi gom cổ dược hiện ra dưới biển. Mỗi ngày địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương kéo một đống linh tụy cổ dược về, dọn nhiều báu vật trong động phủ dưới biển. Đáy biển hiện ra quá nhiều báu vật, trong đó có một loại thần dịch khiến Phong Phi Vân vô cùng kích động. Địa ngục Diêm La đào thần dịch này trở về, một vũng nhỏ cỡ nắm tay, tỏa ánh sáng màu tím, chứa lực lượng đặc biệt như chất lỏng ngưng tụ từ thiên địa đạo tắc. Phong Phi Vân hưng phấn nói. Chẳng lẽ đây là thiên đạo chi thủy trong truyền thuyết? Ta hiểu rồi, Nam Thiệm Bộ Châu đã chìm dưới biển hơn 200 ức năm, bây giờ nó nổi lên mặt nước, thế là thiên địa đạo tắc trong biển và thiên đạo quy tắc trên lục địa sinh ra va chạm hình thành thiên đạo chi thủy. Nếu có thiên đạo chi thủy tương đương đang dùng thiên đạo quy tắc. Đây là thiên tài địa bảo cao cấp nhất. Quý giá hơn thánh chi tinh hoa gấp vô số lần. Quá trình hình thành thiên đạo chi thủy giống như nước mưa. Tầng mây cực âm và cực dương chạm vào nhau sẽ hình thành nước mưa. Thiên đạo chính là mây, thiên đạo quy tắc trong biển đại biểu tầng mây cực âm. Thiên đạo quy tắc trên đất liền là tầng mây cực dương. Hai bên va chạm mạnh khiến thiên đạo quy tắc thay đổi, biến thành thiên đạo chi thủy số lượng ít ỏi. Đây là mới kỳ ngộ chỉ gặp chứ không thể cầu. Dùng thiên đạo chi thủy tương đương dùng thiên đạo quy tắc, nếu tìm được đủ lượng thiên đạo chi thủy không chừng Phong Phi Vân sẽ một hơi bước vào thánh linh cảnh. Vạn thú nghe theo lệnh ta, hiện tại đi Nam Thiệm Bộ Châu tìm thiên đạo chi thủy ngay. Sau khi tìm được có thể tự dùng hoặc mang trở về giao cho ta. Phong Phi Vân tả một vạn linh thú chiến thể ra để chúng nó tìm thiên đạo chi thủy trên lục địa mới nổi lên mặt biển. Hiện tại linh thú chiến thể đã tương đương lực lượng bán thánh vũ hóa đệ bát trọng. Trí tuệ chúng nó không thấp hơn nhân loại. Thoáng chốc linh thú chiến thể biến mất trước mắt Phong Phi Vân, chúng nó đi tìm cơ duyên thuộc về mình. Mắt địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương tỏa sáng, biến thành hai luồng âm sát khí biến mất khỏi đất liền bao la trống trải. Lại qua một tháng, Mao Ô Quỳ đứng im không nhúc nhích, không hơi thở, không sự sống, không có dấu hiệu sinh mệnh. Phong Phi Vân bắt đầu thấy lo, dù sao đây là thánh linh đại kiếp nạn. Độ qua kiếp này sẽ là anh kiệt trong một vạn sinh linh chỉ có một. Tuy trước khi độ kiếp Mao Ô Quy vỗ ngực bảo sẽ lập đất thành thánh, nắm chắc ảo diệu thiên đạo. Nhưng hai tháng đã trôi qua mà không có chút động tĩnh gì. Nếu không độ qua sinh kiếp sẽ là người thực vật. Đại kiếp nạn thánh linh đâu dễ vượt qua. Mô ỷ chuyện phải xem tạo hóa của nó. Phong Phi Vân ngồi chờ suốt một năm mà Mao Ô Quy vẫn đứng yên. Bình thường có người trong khoảnh khắc độ qua thánh linh sinh kiếp. Dài nhất là nửa năm. Nhưng đã một năm mà Mao Ô Quy không tỉnh lại. Dường như Mao Ô Quy độ kiếp thất bại. Độ thánh linh kiếp bị thất bại cũng là chuyện bình thường. Đồn rằng từng có thiên tài đẳng cấp thần thoại lúc tuổi trẻ có thể so sánh với đại thánh nhưng vẫn chết vào ải thánh linh sinh kiếp. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều chết vì cửa này. Chuyện này không có gì đáng buồn, có thể đến một bước này đã xem như đỉnh cao. Không đi đến cảnh giới thánh linh cũng xem như cuộc đời huy hoàng. Lại qua một năm, ý chí Phong Phi Vân hơi dao động. Chờ thêm một năm nữa, nếu nó vẫn không tỉnh lại thì ta sẽ đưa về Tây Ngưu Hạ Châu chôn cất. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng,
lòng không dao động vui buồn. Phong Phi Vân chậm rãi nhắm mắt, để lại một thần thức ngoài người, tiếp tục tham ngộ đại đạo chân lý. Lại qua một năm, Nam Thiệm Bộ Châu bình yên hẳn, hoàn toàn nổi lên mặt biển. Nhiều chỗ mọc thảm thực vật, đặc biệt khu vực có linh mạch chảy, cây cối rậm rạc, các gốc linh thảo đâm chồi từ nền đất. Chờ thêm năm cuối, tuyệt đối không đợi nữa. Đây là lần thứ 7 Phong Phi Vân nói câu này, nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xếp bằng. 10 năm nay Phong Phi Vân ngồi yên không nhúc nhích, người đã phủ lớp tuyết dày. Vì địa lý thăng cao nên Phong Phi Vân đang ngồi trên đỉnh núi cao nhất Nam Thiệm Bộ Châu, cách mặt biển 18 vạn thước. Tuyết trắng răng khắp lối, hàng vạn núi tuyết đứng thẳng, đỉnh vượt qua tầng mây. Hôm nay gió mát nắng ấm, một luồng sáng đỏ xẹt qua chân trời kéo cái đuôi y ửa dài đáp xuống đỉnh một ngọn núi tuyết. Là Chí Cường đến từ vực ngoại, Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh mặc áo giáp lửa, 9 con nhả long bay quanh người, không gian đốt đỏ rực. Nhiệt độ trên người Nhạc Tước Linh làm hòa tan băng trên núi tuyết. Phong Phi Vân mở mắt ra, biểu tình trầm trọng. Cảnh giới Thánh Linh. 10 năm trước trong cuộc chiến hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh, Nhạc Tước Linh là cảnh giới Uẩn Thánh Đại Viên Mãn. Nay Nhạc Tước Linh đã độ sinh kiếp, bước vào cảnh giới Thánh Linh, khí thế đôi khi che giấu không dấu vết, đôi khi phát tán cắn nuốt khung trời. Biển đất thay đổi, thiên đạo quy tắc biến hóa, không chỉ đám người Phong Phi Vân được kỳ ngộ. Nhưng diệt thế giả vực ngoại cũng được kỳ ngộ, nhất là thân phận đẳng cấp thần thoại như Nhạc Tước Linh càng một hơi vượt qua bước cuối cùng vào cảnh giới Thánh Linh. Nhạc Tước Linh nói, sau khi bổn tọa thành thánh hiểu được mọi chuyện trên thế gian, lòng máy động là nhìn thấu mọi nhân quả căn nguyên. Phong Phi Vân, người được gọi là đệ nhất vương giả trí tôn Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Còn ta thì là đệ nhất vương giả trí tôn của Nguyên Thiên Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Trong cuộc chiến hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh, chúng ta chưa phân thắng bại, hiện tại bản thánh muốn giết ngươi đã dễ như trở bàn tay. Nhưng bản thánh thích tài, nếu ngươi chịu bái ta làm sư phụ thì bản thánh sẽ tha mạng cho ngươi. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh lơ lửng sau lưng mình, sẵn sàng chiến đấu. Phong Phi Vân nói, sư phụ của ta là Hoa Hậu Đại Thánh, tuy ngươi đã thành thánh nhưng ngươi cảm thấy mình mạnh hơn Hoa Hậu sao? Nhạc Tước Linh vươn một ngón tay. Thật đáng tiếc, hôm nay sẽ có một vương giả trí tôn chết. Nhạc Tước Linh diểm vào Phong Phi Vân, một con hỏa long bay ra. Ground. Hỏa long bay ra ngoài, đất đai biến thành hỏa diễm sơn mạch. Trong đất bốc lửa, bầu trời rực cháy ánh lửa. Phong Phi Vân nhìn Mao Ô Quy, Mao Thành Thật còn đứng yên không nhúc nhích. Phong Phi Vân cắm yêu hoàng kiếm trước mặt chúng nó, bày một tòa kết giới yêu kiếm. Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng vào, biến thân con nồng bi phóng lên cao, đấu cùng hỏa long do Thánh Linh đánh ra. Tu luyện 10 năm qua Phong Phi Vân đã luyện 990 khối phượng cốt, chỉ thiếu thêm 9 khối là sẽ tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa. Cộng với lực lượng áo da phượng vảy rồng, Phong Phi Vân sắp có lực lượng đấu cùng Thánh Linh. Móng vuốt Phong Phi Vân xé rách, lưng hỏa long react một cái lỗ to. Muôn vàn đóa hoa lửa trào ra khỏi lưng hỏa long như mưa lửa rơi xuống. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Móng vuốt rồng vỗ xuống, đánh ra vô số Phật quang màu vàng, ngưng tụ thế giới Phật Pháp. Các Phật long màu vàng bay múa trong thế giới kia, đánh lùi hỏa long. Phong Phi Vân nói. Tuy ta không phải Thánh Linh nhưng Thánh Linh muốn đối phó ta cũng không dễ dàng. Phong Phi Vân vạn dụng pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh chấn hỏa long đứt hai khúc, mạnh mẽ cắt đứt hỏa long. Nhạc Tước Linh nhìn Phong Phi Vân bu ới cặp mắt khác, biết đây là yêu nghiệt không dễ đối phó. Nếu để Phong Phi Vân đột phá cảnh giới Thánh Linh thì Nhạc Tước Linh tuyệt đối không đánh lại hắn. Ngưng! Hỏa long bị Phong Phi Vân chặt đứt lại ngưng tụ thân thể hiện ra sau lưng Nhạc Tước Linh. Hỏa long gầm rú. Nó rất tức giận, bất mãn Phong Phi Vân, muốn tái chiến. Phong Phi Vân giống to. Vạn thú quay về. Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Linh thú chiến thể giải khắp Nam Thiệm Bộ Châu tìm kiếm thiên đạo chi thủy nghe Phong Phi Vân kêu gọi, chúng nó mở cửa trùng động, bay vào trong. Không lâu sau hư không gợn sóng, các cánh cửa không gian mở ra. Mãnh thú hung dữ lục tục xuyên qua cánh cửa không gian nhập vào người Phong Phi Vân. 10 năm qua các linh thú chiến thể nuốt nhiều thiên đạo chi thủy, tất cả ngưng tụ ra đạo thai, bước vào cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng. Linh thú chiến thể còn mang về nhiều thiên đạo chi thủy, tụ lại cỡ một cái ao nhỏ. Thiên đạo chi thủy tỏa ánh sáng tím chói mắt,
chứa năng lượng khổng lồ như thần chỉ từ thần giới rơi xuống. Phong Phi Vân hít sâu, thiên đạo chi thủy trong ao nhỏ chui vào người hắn. Chất lỏng bao bọc người Phong Phi Vân, cơ thể hắn phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt, như thần dương đứng trong không trung. Ầm! Tất cả thiên đạo chi thủy nhập vào người Phong Phi Vân, cơ thể hắn kêu đì đùng, phát ra 999 luồng thần quang chói mắt tụ tập thành quyển tranh tinh hải. Mỗi khối xương phượng đơn độc hình thành một chu thiên thế giới, có rất nhiều đạo tắc thánh linh xoay quanh khối xương phượng, tổng cộng 999 chu thiên thế giới. Vị trí đan điền Phong Phi Vân ngưng tụ ra tinh vân, giữa tinh vân bao bọc một đạo thai. Cũng có nhiều đạo tắc thánh linh xoay tròn quanh đạo thai. Vù 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 vù. Ảo ảnh một con phượng hoàng bay ra từ sau lưng Phong Phi Vân, cánh dài 9.000 dặm, người rực cháy ngọn lửa. 999 ánh sáng phát ra từ ảo ảnh phượng hoàng, như thái cổ thần phượng trong truyền thuyết lại xuất thế. Thiên địa biến thành thế giới phượng hoàng, vân hà đỏ rực, lông chim diễm lệ, mắt thần tuấn, khí thế ngang ngửa với thánh linh. Bất tử phượng hoàng thân đại thừa. Vạn thú hoàng chiến thể đại thừa. Quần thánh đại viên mãn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao, khí thế trong người mạnh hơn dây trước gấp vô số lần. Phong Phi Vân ngạo nghễ nói. Thánh linh thì sao, hôm nay ta sẽ nghịch thiên phạt thánh, băng thiên đạo. Tuy Nhạc Tước Linh là thánh linh nhưng nàng cảm nhận được áp lực từ người Phong Phi Vân, thánh tâm gợn sóng. Nhạc Tước Linh thầm nghĩ. Thật lợi hại, không phải thánh linh nhưng có thể đối đầu với thánh linh. Chỉ mấy sinh vật như Phật Nộ Kim Vượt, Khổng Tước Minh Vương mới làm được. Nhạc Tước Linh không sợ, giơ cao hai tay. 9 con hỏa long vòng quanh người Nhạc Tước Linh hình thành 9 bình chướng lửa, mỗi trưởng ấn đánh ra từ 9 bình chướng lửa. Cảnh giới của Phong Phi Vân đã đến điểm cao nhất dưới thánh linh, dám cứng đối cứng với thánh linh. Phong Phi Vân không ngừng đánh ra 3.000 diệt thế đạo. Toái địa đạo, trảm khôn đạo, phá càn đạo. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ 4 loại diệt thế đạo, toàn là thần thông chiếp háp bát đại tinh thâm, uy thế cực kỳ khủng bố. Thánh linh dính phải khí diệt thế cũng sẽ gặp tai nạn. Phong Phi Vân suy đoán nếu luyện hết 3.000 diệt thế đạo không chừng có thể trở thành diệt thế đại thánh. Đương nhiên cơ thể người không chịu nổi 3.000 loại đạo diệt thế, vì vậy muốn trở thành diệt thế đại thánh khó như lên trời. Phong Phi Vân suy tính nếu hắn bước vào cảnh giới thánh linh tối đa chỉ chịu được 300 loại diệt thế đạo, trừ phi gặp cơ duyên lớn mới chịu nổi nhiều diệt thế đạo hơn. Nếu Phong Phi Vân tu luyện ra 300 loại diệt thế đạo, dù không thành đại thánh cũng có thể trở thành vô lượng chân thánh, trở thành tồn tại vô pháp vô thiên. So với những thánh linh bước vào cảnh giới thánh linh rồi lại không biết làm sao nâng cao tu vi thì đã không tệ. Phong Phi Vân còn lựa chọn khác, ví dụ tu luyện vạn thú chiến thể đến cảnh giới vạn thú thánh chiến thể. Vậy thì dù Phong Phi Vân không đến cảnh giới đại thánh vẫn có năng lực khiêu chiến đại thánh, lực lượng 1 vạn vị thánh linh đủ phong hiệu vạn thú đại thánh. Muốn tu luyện 1 vạn linh thú chiến thể đến cảnh giới thánh linh thì càng khó hơn, từ xưa đến nay không ai làm được. Vì vậy con đường này Phong Phi Vân không đi thông. Cho nên tu luyện chân lý đại đạo là lựa chọn chính xác nhất, con đường đi thông đại thánh thứ 3 của Phong Phi Vân, chân lý đại thánh. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân và Nhạc Tước Linh đánh nhau túi bụi, ngôi sao trên bầu trời bị đánh nát mấy chục cái, ạt đất thủng lỗ chỗ. Hai người đánh khó chia thắng thua. Bên dưới đột nhiên đất rung núi chuyển. Một luồng thánh quang bắn lên cao, cột sáng xé nát tầng mây, lao vào thanh minh. Cột sáng nối trời và đất, khí thánh linh thuần chính mà chính thống đẩy vạn ngọn núi to xung quanh giạt ra. Vang tiếng gãy đổ. Răng rắc. Mao thành thật giữ yên 10 năm không nhúc nhích đột nhiên vỡ ra, ê bên trong bắn ra ánh sáng trắng tỏa mùi thơm. Một đứa bé trai người phát ánh sáng trắng bay ra khỏi vỏ trái cây. Cơ thể nó chỉ to cỡ nắm tay, đầu chọc, tay và đùi trắng bóc, mắt to, lông mi dài. Thanh âm non nót hỏi. Nhị đại gia, ta biến thành con nít, nhưng tại sao không phải rùa con? Chẳng lẽ ta không phải tôn tử ruột của gia gia mà là của nhị đại gia? Phong Phi Vân và Nhạc Tước Linh cùng dừng tay, hai người nhìn bé trai trắng trẻo, cảm nhận thánh khí cường đại phát ra từ người nó. Thánh khí tinh khiết, không chút tạp chất, như viên thánh đan thông thánh. Thánh thực quả thông thánh, đây là thiên địa chí bảo, ta muốn. Nhạc Tước Linh vươn bàn tay to chộp Mao Thành Thật. Mao Thành Thật ngơ ngác nhìn bàn tay to, mặc cho bàn tay chụp người mình. Nhưng tay Nhạc Tước Linh không chạm vào người nó. Mao Thành Thật biến mất. Ầm.
Tốc độ của Mao Thành thật nhanh kinh khủng, Phong Phi Vân không nhìn rõ bóng dáng của nó. Từ khi nào Mao Thành thật bay lên đầu Nhạc Tước Linh, tay nhỏ bé ấn sau gáy nàng. Người Nhạc Tước Linh run rẩy, đô ai a mướt tối sầm, mất ý thức té từ trên trời xuống đất, ngất xỉu. Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng nói. Thành thật, người đang làm gì? Mao Thành thật nhìn bàn tay mình, ngây thơ nói. Không làm gì, ta chỉ sờ nàng, phong lại trí tuệ thánh linh trong người nàng. Phong Phi Vân. Sờ đầu thánh linh đã phong trí tuệ thánh linh lại, thần thông quái quỷ gì đây? Dị loại thành thánh không thể ước đoán. Nhạc Tước Linh khá xui, mới vừa thành thánh cứ tưởng mình vô địch thiên hạ, ai ngờ gục trong tay quả thánh. Nếu có thể hàng phục một thánh linh thì rất oai. Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm chấn áp Nhạc Tước Linh còn đang xỉu. Áo giáp trên người Nhạc Tước Linh tỏa thần quang chói mắt, khí thánh linh hùng hồn phát tán xé đất đai thành hai nửa. Yêu hoàng kiếm không đâm vào người Nhạc Tước Linh được. Thể thánh linh vạn tà không xâm, lời đồn không giả. Mao Thành thật có thể phong lại trí tuệ thánh linh của Nhạc Tước Linh vì nó sử dụng lực lượng thánh đạo tinh khiết nhất. Bản thân Mao Thành thật là thánh thực quả thông thánh, giam lại trí tuệ thánh linh vốn là thần thông thủ đoạn của nó. Phong Phi Vân không tin tà, hắn dốc sức điều khiển yêu hoàng kiếm, lực lượng một vạn linh thú đẳng cấp chuẩn thánh vào người. Kiếm khí của yêu hoàng kiếm bắn vào trời sao, thiên địa vạn đạo không ngăn cản được. Yêu hoàng kiếm lại đè xuống, muốn phá thể thánh linh của Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh tinh dậy, trong mắt bắn ra hai luồng thánh quang như mãnh long thức tỉnh vỗ vào yêu hoàng kiếm. Bùm 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 bùm. Kiếm khí và trưởng ấn va chạm vào nhau, đất đai rung rinh. Nhạc Tước Linh thoát khỏi vạn rủi bị yêu hoàng kiếm chấn áp, nhưng kiếm khí tổn thương nặng. Nhạc Tước Linh phun máu thánh linh, búng máu nhuộm đỏ bầu trời. Máu rơi xuống biến thành mưa máu, đây là máu của thánh linh. Vù 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 vù. Nhạc Tước Linh bay lên, trong khoảnh khắc đã đứng trên trời cao vạn dặm, hai tay vạn khí. Huyết khí trong người Nhạc Tước Linh rực cháy cuồn cuộn. Nhạc Tước Linh sợ hết hồn. Nguy hiểm quá, suýt gục vào tay chuẩn thánh. Nhạc Tước Linh cảm thấy chọc vào đám quái nhân Phong Phi Vân là quyết định sai lầm. Mao Thành thật bay lên cao, non nớt nói. Trốn đi đâu, ngoan ngoãn trở về cho nhị đại gia của ta hàng phục. Mao Thành thật chỉ là nhóc con nhỏ xíu nhưng Nhạc Tước Linh rất kiêng dè nó, mới rồi nàng bỗng bị nó sờ xỉu. Một thánh linh bị sờ xỉu, chuyện này nói ra không ai tin. Nhạc Tước Linh nói. Hôm nay coi như các ngươi mạng lớn, cho các ngươi một con đường sống. Chờ xem ai là người cười đến cuối cùng. Thành hà lan tràn trên đầu Nhạc Tước Linh, chân đạp tường vân. Nhạc Tước Linh hừ mạnh, định rút đi. Ha 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 ha, tiểu cô nương, nàng nghĩ còn đi được sao? Thanh âm này không phải Phong Phi Vân nói, không phải giọng của Mao Thành thật. Mao Ô Quy yên lặng 10 năm rốt cuộc lên tiếng, thanh âm vang dội như sấm đánh, vẫn rất kiêu ngạo, keng leng chắc chắn. Âm 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 âm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, dưới đất thiên đạo quy tắc tụ tập vào phần bụng Mao Ô Quy, đôi mắt thẫn thờ bỗng chốc bắn ra hai tia sáng. Ta, với thân huyền vũ, tu đạo không phá trong thiên địa, ngăn cản công kích sắc bén nhất thiên địa. Không có vũ khí nào phá được thánh thể của ta, không có bất cứ dụng cụ nào bị thương linh hồn ta được. Ta thành thánh, danh hiệu không phá thánh tổ. Mao Ô Quy phun ra thiên địa huyền âm, chính khí hùng hồn, ức vạn thánh pháp. Trời sao trên 9 tầng mây không ngừng chuyển động, ghi lại mỗi chữ thánh của Mao Ô Quy. Dưới đất khắc một thiên thần văn tụ tập bằng sông núi. Có vô số linh mạch tự động tụ tập hướng chỗ này, xu hướng vạn linh cung thánh. Chân chính thành thánh, mọi thứ trong thiên địa nghe theo Mao Ô Quy điều khiển. Một ý niệm có thể thay đổi địa lý sông núi, một ý niệm giết người cách ức vạn dặm, một ý niệm sinh linh vạn vật nghe theo Mao Ô Quy điều khiển. Thấy cảnh này con ngươi Nhạc Tước Linh co rút, bây giờ có ba sức chiến đấu đẳng cấp thánh linh, Nhạc Tước Linh còn không trốn thì chút nữa muốn đi cũng không được. Mở ra, Nhạc Tước Linh điểm hư không, cánh cửa hư không mở rộng. Đóng lại, Mao Thành thật đứng trên cánh cửa hư không, đôi tay nhỏ khép cửa lại. Cửa hư không đang mở bị Mao Thành thật khép kín. Đáng ghét, Nhạc Tước Linh hận chết Mao Thành thật, thấy nó thiếu giáo dục. Nhạc Tước Linh chỉ tay một cái. Ngón tay thuôn dài bắn ra sóng thánh sắc bén. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, giơ kiếm đâm ra, kiếm gãy chạm vào đầu ngón tay nàng. Bùm!
Hai người rung mạnh, thụt lùi. Nhạc Tước Linh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, năm ngón siết chặt. Nhạc Tước Linh không hiếu chiến, xoay người rút lui. Tiểu cô nương, sớm nói nàng không đi được. Nhạc Tước Linh vừa xoay người thì thấy vật khổng lồ đứng sau lưng mình. Thân thể cao vạn dặm, mình rùa đầu giao long, vảy bao phủ toàn thân. Huyền Vũ chân thân. Nó hút một hơi, trong thiên địa nổi gió lốc. Mắt nó to như ngôi sao chứa hai đoàn đạo thánh linh, há mồm to phun ra lửa thánh. Nhạc Tước Linh không lùi, chủ động nghênh chiến. Nhạc Tước Linh mặc áo giáp thánh linh dụng cụ xông phá lửa thánh, vỗ trưởng vào đầu Mao Ô Quy. Thánh linh dốc sức ra một kích, trời sao sẽ vỡ nát. Mao Ô Quy không né tránh, mặc kệ Nhạc Tước Linh đánh vào đầu mình. Ầm. Nhạc Tước Linh tuy HT lùi, cánh tay tê dại. Nhạc Tước Linh dốc sức đánh ra công kích nhưng không thể phá phòng ngự thân thể thân xác của Mao Ô Quy. Mao Ô Quy cười to bảo. Ha 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 ha. Ây bờn thánh danh hiệu là không phá thánh tổ, nếu bị nàng một kích phá phòng ngự thì bản thánh cần gì tu không phá đạo. Sau này người quen xin hãy gọi ta là, Mao không phá, người lạ thì xin kêu là không phá thánh tổ, ha 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 ha. Nhạc Tước Linh hừ lạnh một tiếng. Dù ngươi tu luyện không phá đạo nhưng cách thân thể thành thánh còn rất xa. Nếu ta cầm thánh linh dụng cụ có tính công kích thì vẫn dễ dàng phá thể không phá của ngươi. Mao Ô Quy tức xì khói. Bà nội nó, tiểu cô nương này quá kiêu ngạo. Phong Phi Vân, trong ba chúng ta thì ngươi tu luyện đạo công phát cực độ, chỉ ngươi mới có thể phá được phòng ngự của nàng. Cùng lên đánh nàng đi. Mao Ô Quy, Mao Thành thật tuy đều thành thánh nhưng Mao Ô Quy tu luyện đạo không phá cực độ, lực công kích không mạnh. Thánh thực quả là dị loại thành thánh, kỳ môn diệu thuật rất lợi hại, nhưng bàn về sức công kích thì không bằng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chưa thành thánh nhưng sở trường đạo công phạt. Sức chiến đấu mạnh hơn Mao Ô Quy, thánh thực quả. Mao Thành thật giống to. Giết, chiến, tiêu diệt hết kẻ xâm nhập vực ngoại, trả lại trời trong xanh cho thiên địa. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, tay cầm Yêu Hoàng Kiếm, lưng dương thần phượng rực, một vạn linh thú chiến hồn gầm rú trong người hắn. Phong Phi Vân vung kiếm xé rách hư không, thời gian hỗn loạn. Nhạc Tước Linh sử dụng áp giáp thánh linh đỡ một đòn, chỉ vào hư không. Mở. Cửa hư không mở ra. Đóng. Mao Thành thật bướng bỉnh ngồi trên cửa hư không, đóng cánh cửa lại. Nhạc Tước Linh tức hộc máu, hung dữ chừng Mao Thành thật. Nhạc Tước Linh thi triển tật tốc, thân thể biến thành ánh lửa bay ra thiên ngoại. Ầm. Nhưng Nhạc Tước Linh đụng vào lưng Mao Ô Quy, áo giáp thánh linh và mai rùa huyền vũ va chạm vang tiếng nổ điếc tai, đụng nát linh hồn người. Mao Ô Quy cười nói. Ha 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 ha, Ami rùa cứng không? Người Nhạc Tước Linh run rẩy, một ít đạo tắc thánh linh bị đụng tan tác. Ầm. Hai tay Phong Phi Vân cầm chuôi kiếm, Yêu Hoàng Kiếm biến dài mấy ngàn dặm biến thành cự kiếm giáng xuống đầu Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh bị đập té xuống đất, lún vào bùn đất. Mao Ô Quy hét khẩu hiệu. Ba người đồng lòng cắt vàng bể đá, khách lạ vực ngoại đều phải cúi đầu. Phong Phi Vân nói. Nàng chạy từ dưới đất. Mao Ô Quy la lên. Nàng không trốn được, Thành thật, ngăn nàng lại. Tốc độ của Mao Thành thật nhanh hơn thánh linh bình thường, đặc biệt chui vào đất cát là thiên hạ của nó. Rất nhanh Mao Thành thật đuổi theo Nhạc Tước Linh, kéo ra khỏi đất cát. Giết! Mao Ô Quy phun phần thánh hỏa diễm. Phong Phi Vân đánh ra bốn đạo diệt thế cùng công kích. Ba thánh linh vây công, tuy Nhạc Tước Linh đã vào cảnh giới thánh linh nhưng vẫn bị động đỡ đòn. Nhiều lần bị thương. Đây là đại truy sát đẳng cấp thánh linh, từ xưa đến nay hiếm khi thấy chuyện này xảy ra. Các tu sĩ đến Nam Thiệm Bộ Châu sợ hết hồn, phập phồng lo sợ. Một yêu tộc trong biển đẳng cấp bán thánh bò lên từ dưới đất. Trời, khí thế thật khủng khiếp, chắc chắn có một vị thánh linh mới lướt qua đầu ta. Mới rồi khí thánh linh đè yêu tộc bán thánh nằm sấp dưới đất. Bùm! Yêu tộc bán thánh lại bị đè nằm bẹp dí. Lại một khí thánh linh xẹt qua bầu trời kèm theo tiếng la. Giết, đuổi theo, bắt nàng ta về làm nha hoàn. Yêu tộc bán thánh lau mồ hôi chán lại gượng dậy. Trời, má ơi, ai hung dữ vậy? Đòi bắt thánh linh làm nha hoàn. Bùm. Yêu tộc bán thánh lần thứ ba bị khí thánh linh đè bẹp dí, xương cốt sắp gãy. Làm nha hoàn có gì hay? Bắt đi ấm giường. Một thánh linh lướt qua bầu trời. Yêu tộc bán thánh sợ chết lặng.
Trong vòng một ngày mấy thánh linh lướt qua đỉnh đầu, đúng là thiên địa đại kiếp nạn tới rồi, nếu không bình thường hiếm thấy một thánh linh sao bây giờ có đến vài vị. Yêu tộc bán thánh nằm sấp không bò dậy nổi. Phong Phi Vân triệu hoán thanh đồng cổ thuyền, hắn đứng trên thuyền. Phong Phi Vân dốc sức khởi động thanh đồng cổ thuyền đuổi theo nhạc tước linh chạy trốn, liên tục chém ra các kiếm khí. Nhạc tước linh là thánh linh tội nghiệp nhất trên đời này, vừa thành thánh chưa kịp uy lâm thiên hạ đã bắt đầu hành trình chạy trốn nhục nhã nhất đời nàng. Đối với nhạc tước linh nhục nhất là Mao Ô Quy, Mao Thành thật hét khẩu hiệu. Nhạc tước linh nghe mà ngứa răng. Cuộc đại truy sát đẳng cấp thánh linh gây náo động lớn trong Nam Thiệm Bộ Châu, hấp dẫn một số diệt thế giả vực ngoại, không thiếu đẳng cấp thánh linh. Ví dụ danh đao, Hắc Ám Thiên Tử mới đột phá cảnh giới thánh linh. Hai người này đến từ Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Vô Cực Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Danh đao, Hắc Ám Thiên Tử là tuyệt đỉnh nhân kiệt trong hai đại thế giới. Lúc chưa đột phá cảnh giới thánh linh bọn họ có năng lực đánh vài chiêu với thánh linh, giờ đã là cảnh giới thánh linh, tu vi càng mạnh mẽ hơn. Danh đao, Nhạc Tước Linh, Hắc Ám Thiên Tử đều là nhân vật đỉnh cao được lựa chọn tỉ mỉ trong diệt thế giả vực ngoại. Có đại thần thông giả suy tính khí vận của bọn họ, phân tích thời gian và xác suất trùng kích cảnh giới thánh linh, nên mới phái ba người đến. Nhờ thế mà Danh Đao, Nhạc Tước Linh, Hắc Ám Thiên Tử được kỳ ngộ lớn, ba người cùng đột phá thánh linh. Nhạc Tước Linh, Danh Đao, Hắc Ám Thiên Tử là mũi dao diệt thế giả vực ngoại phái đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, nếu không gặp biến số như nhân tổ, đám người Phong Phi Vân, chỉ dựa vào sức ba người sẽ gây ra tổn hại nặng không thể cứu vãn cho Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Cố tình ra biến số Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả, gây cản trở lực lượng mạnh mẽ của bọn họ. Danh Đao, Hắc Ám Thiên Tử cùng ra tay cứu Nhạc Tước Linh. Hai phe đại chiến đẳng cấp thánh linh, đánh sụp một góc phương Bắc Nam Thiệm Bộ Châu. Đại khái lãnh thổ cỡ một giới hoàn toàn thay đổi, núi sông bị chém nứt, đất đai bị phá hoại nghiêm trọng, cần có mấy trăm để phục hồi. Cuối cùng hai phe rút đi, không chiến đấu sinh tử. Mao Ô Quy tiếc nuối nói. Nếu có thể mời lão nhân gia nhân tổ ra thì tốt rồi, chắc chắn có thể chém ba thánh vực ngoại. Mao Thành thật tặc lưỡi tiếc. Đáng tiếc không bắt một vị nữ thánh làm thị nữ. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước, thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi người. Hai đốm sáng từ thuyền cổ bay xuống, biến thành tiên nữ xinh đẹp, một con dao nhỏ đỏ thắm. Thiên viên nhất nhất, huyết dao đã luyện hóa xong nửa bước thánh đan, cùng đến cảnh giới chuẩn thánh. Đặc biệt là hiên viên nhất nhất tâm tính siêu phàm, sau khi ngưng tụ đạo thai thật tự nhiên đến cảnh giới thai đạo. Cảnh giới uẩn thánh sẽ không làm khó được hiên viên nhất nhất. Bàn về thể chất tu luyện thì hiên viên nhất nhất luôn cao hơn Phong Phi Vân, khí vận, cơ duyên hơn hẳn hắn. Trừ hiên viên nhất nhất ra trong vương giả thế hệ trẻ có ai cùng lúc nắm giữ hai thánh linh dụng cụ tuyệt thế. Phong Phi Vân mạnh hơn hiên viên nhất nhất là vì sau lưng hắn có nhiều đại nhân vật bài bố giúp hắn. Mới có thể trong mấy chục năm ngắn ngủi đi xong con đường người ta đi mấy vạn năm. Bản thân Phong Phi Vân cũng cố gắng, ý chí vượt qua nhiều người. Nếu không ông trời có giúp Phong Phi Vân cũng uổng công. Nhưng về thiên phú, khí vận thì hiên viên nhất nhất cao hơn Phong Phi Vân nhiều bậc. Nói chung là điều kiện bẩm sinh của hiên viên nhất nhất hơn hẳn Phong Phi Vân nhiều lần, nhưng điều kiện hậu thiên, cố gắng của Phong Phi Vân thì hơn hiên viên nhất nhất, vậy nên bây giờ hắn mạnh hơn nàng. Huyết giao tính thời gian phát hiện đã qua 20 năm, nó hết hồn, cứ tưởng mới qua một ngày. Không ngờ trốn tận 20 năm mới luyện hóa hết nửa bước thánh đan, nếu là thánh đan thật sự sẽ mất mấy trăm năm. Hiên viên nhất nhất nói. 7 năm trước ta đã hoàn toàn ra tay nửa bước thánh đan, 7 năm nay ta tham ngộ đạo thánh linh, thành công phá tan đạo thai, khóa bước vào cảnh giới thai động. Mỗi người đều kể lại cảm ngộ mấy năm nay của mình, nhiều cảm thán. Mỗi người đều lột xác về chất, đến độ cao chúng sinh trong thiên hạ ngước nhìn. Nhưng luận đạo giao lưu xong huyết giao muốn khóc, nó vẫn là tu vi yếu nhất. Hết cách, đây là vấn đề thể chất. Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất có thể chất trùng kích thánh linh. Với huyết giao thì vũ hóa đệ cửu trọng là đỉnh của nó, hầu như không có khả năng đột phá tiếp. Cảnh giới thánh linh là lạch trời với huyết giao. Phong Phi Vân nói, ta đã phân tích nguyên nhân. Nam Thiệm Bộ Châu từ đáy hồng hoang cổ hải dâng lên có lẽ liên quan tới Thâm Uyên Ma Quân trong hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Mao Ô Quy thông minh hơn người, hiểu ý Phong Phi Vân ngay. Ý của ngươi là nguyên Nam Thiệm Bộ Châu dùng để trấn áp Thâm Uyên Ma Quân,
Sau khi Thâm Uyên Ma Quân thoát khốn thì Nam Thiệm Bộ Châu tự nhiên trồi lên khỏi mặt biển. Giả thiết này thật khủng khiếp, dùng một lục địa trấn áp một người. Phong Phi Vân nói, người đã nói trên Diệt Thế Thần Bia có ghi chép về Thâm Uyên Ma Quân, Thần Phượng Đại Nhân cũng không giết Thâm Uyên Ma Quân được, chỉ có thể phong ấn. Điều này chứng minh tu vi của Thâm Uyên Ma Quân dù không phải đẳng cấp đại thánh thì cũng đã rất gần. Tồn tại đẳng cấp như vậy dùng một lục địa trấn áp là còn nhẹ, chắc năm xưa Thái Cổ Thần Phượng sợ Nam Thiệm Bộ Châu không trấn nổi Thâm Uyên Ma Quân nên lại phong trong Hải Thần Thâm Uyên Cổ Tỉnh, nhờ cậy lực lượng Hoa Hậu Đại Thánh trấn áp Thâm Uyên Ma Quân. Mao Ô Quy nói vậy thì cũng rất có thể, không biết Nhân Tổ Đại Nhân và Thâm Uyên Ma Quân chiến đến đâu rồi. Phong Phi Vân nhíu mày nói, Nhân Tổ chỉ có một tay trái, Thâm Uyên Ma Quân thì tu vi liên tục phục hồi. Ta hơi lo Nhân Tổ Đại Nhân không trấn áp nổi ma đầu cái thế kia. Mắt Mao Ô Quy chớp lóe. Tay trái của Nhân Tổ Đại Nhân bị hơi thở Hoa Hậu trong Hải Thần Thâm Uyên Cổ Tỉnh kích động nên mới thức tỉnh, còn thân hình tượng đất thì chìm trong thời kỳ Thái Cổ chưa từng thức tỉnh. Phong Phi Vân nói, Nhân Tổ cường đại như vậy dù ngủ say thì thân tượng bất diệt, ai có thể cắt rớt tay trái của đại nhân. Thậm chí chia năm xẻ bảy thân thể. Cái này, nghĩ đến đây đám người thấy hết hồn hết vía, thân thể Nhân Tổ bất diệt bị ai chấn vỡ. Hiên Viên Nhất Nhất nói, Nhân Tổ sinh ra lâu thật lâu, thuộc thời kỳ Hoa Hậu Đại Thánh, ban đầu Thái Cổ, cách hiện tại khoảng hơn 10 lượng kiếp pháp lực. Trong dòng sông thời gian kia xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Mọi người gật gù, như trận chiến cuối thời kỳ Thái Cổ chắc chắn rất thảm liệt. Nhưng bây giờ có mấy ai biết trận chiến đó xảy ra chuyện gì? Ai biết trận chiến cuối thời kỳ Thái Cổ có xảy ra đại kiếp nạn càng thảm thiết hơn không? Mấy thứ này dù là thánh linh cũng không nhìn thấu suốt được. Mao Ô Quy nheo mắt nói. Nếu tai trái Nhân Tổ Đại Nhân đã thức tỉnh, có thêm thân hình tượng đất có khi nào sẽ càng mạnh? Phong Phi Vân lòng máy động hỏi. Người biết thân hình tượng đất khác ở đâu? Mao Ô Quy cười nói. Mộ phủ phong ấn một cánh tay của Nhân Tổ, ngày xưa ta trộm mai rùa. Khụ khụ, ngày xưa ta đến địa cung, mượn khối mai rùa trên người thì thấy một cánh tay đất được cung phụng trên tế đàn. Lúc ấy ta còn dập đầu mấy cái, đến bây giờ ký ức còn mới mẻ. Huyết Giao hỏi. Nhưng chúng ta phải đi đâu tìm Nhân Tổ Đại Nhân? Phong Phi Vân nói. Nhân Tổ Đại Nhân tu vi thông thiên triệt địa, cánh tay đất bị mang ra địa cung chắc chắn sẽ cảm ứng được, không cần chúng ta đi tìm, nó sẽ tự tìm chúng ta. Đi đi, đã rời xa Tây Ngưu Hạ Châu 20 năm, có lẽ Diệt Thế Bia Văn xảy ra biến đổi lớn kinh thiên, là lúc nên trở về. Khi Phong Phi Vân nói câu này mặt mọi người sụ xuống, mỗi người đều cố ý né tránh vấn đề này nhưng không thể. Nam Thiệm Bộ Châu bị Diệt Thế Giả Vực Ngoại công kích dữ dội như thế chắc chắn Tây Ngưu Hạ Châu càng thảm liệt hơn, nhiều cường giả vực ngoại hơn. Không ai biết hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu biến thành bộ dạng gì. Mao Ô Quy, thánh thực quả bầy thiên cực cổ trận đài trong một góc bí ẩn của Nam Thiệm Bộ Châu. Đầu bên kia nối với thiên quốc, vậy về sau đến không cần mất nhiều thời gian vượt hồng hoang cổ hải. Thiên cực cổ trận đài rất khó bày ra, Mao Ô Quy, thánh thực quả có tu vi đẳng cấp thánh linh cũng mất hết nửa ngày mới xong. Đoàn người trực tiếp vào thiên quốc, sau khi đến thiên quốc Mao Ô Quy, thánh thực quả tiếp tục khắc thiên cực cổ trận đài đầu khác. Phong Phi Vân qua cổ trận đài trong thiên quốc đến Trung ương Vương Triều thứ 6. Tình huống không tệ như Phong Phi Vân nghĩ, tuy đã có Diệt Thế Giả Vực Ngoại giáng xuống Tây Ngưu Hạ Châu nhưng số lượng không nhiều, chỉ gây phá hoại lớn ở địa khu cục bộ, không dao động gốc gác Tây Ngưu Hạ Châu. Tuy bây giờ chưa có nhiều Diệt Thế Giả Vực Ngoại nhưng vẫn đang liên tục kéo đến. Diệt Thế Giả Vực Ngoại vào từ thiên cơ trùng động. Đội tiên phong của Diệt Thế Giả Vực Ngoại. Giờ Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới không có thánh linh, các cao thủ hàng đầu vực ngoại kéo đến. Trừ đám người Phong Phi Vân ra không ai đối kháng nối với đám cường giả vực ngoại. Thiên cơ trùng động, rốt cuộc ở đâu? Phong Phi Vân muốn tìm ra thiên cơ trùng động rồi phá hủy nó, có như vậy mới chặt đứt ngọn nguồn được. Trong Chúa Tể Thánh Đình Cung, Phong Phi Vân nói chuyện với Long Thương Nguyệt. Ngưng tụ một phân thân đi tổng minh bán yêu bàn về chuyện bán yêu di chuyển. Nam Thiệm Bộ Châu đã từ đáy biển trồi lên, Tây Ngưu Hạ Châu bán yêu di chuyển qua đó. Phong Phi Vân tính số, nếu hắn dốc sức vận dụng thanh đồng cổ thuyền thì một chiếc đủ chở một vạn ức bán yêu. Con số một vạn ức nhìn như khổng lồ nhưng so với số bán yêu thì chỉ được một phần vạn, phần mười vạn, phần trăm vạn.
Điều bây giờ Phong Phi Vân có thể làm là chuyển nhóm bán yêu đầu tiên có tiềm lực vào Nam Thiệm Bộ Châu. Loại chuyện này do bán yêu Minh lo, từ bọn họ chuyển chọn ra nhóm bán yêu đầu tiên lên thuyền. Vì số người quá nhiều nên tốn thời gian khá dài. Trong thời gian này Phong Phi Vân định cùng đi Mao Ô Quy đi mộ phủ một chuyến. Mộ phủ ở nơi đâu? Hỗn độn thiên thành sụp đổ, có hàng ức tu sĩ nhân loại chết trong cuộc chiến. Thần điện long tộc bị đánh thủng, hai chí tôn bị cướp. Niết bàn thiên trì của phượng hoàng yêu tộc bị phá hoại, có hơn một vạn phượng hoàng chết trận. Long Thương Nguyệt đứng trong đại điện tường vàng rát ngọc, mặc long bào, thanh tú tuyệt kỹ kể cho Phong Phi Vân nghe chuyện lớn xảy ra trong thời gian gần đây. Trọng địa các tộc đều gặp cường giả vực ngoại bị công kích. Có thánh linh vực ngoại giá lâm, không ngăn được. Nhân tộc bị tổn thất nặng nề, hỗn độn thiên thành, đế cung phiêu miểu thần triều lần lượt bị công phá. Nhiều chí bảo, tài nguyên rơi vào tay diệt thế giả vực ngoại. Phong Phi Vân khoanh tay đứng trên cung các. Hiện tại bọn họ chỉ mới công kích một số cổ thành, trọng địa quan trọng nhất của các tộc. Qua thêm một đoạn thời gian có lẽ thánh đình cũng sẽ bị tấn công, nàng có muốn đi theo ta không? Ta có đủ lực lượng bảo vệ nàng. Trong khi Phong Phi Vân và Long Thương Nguyệt nói chuyện thì Hiên Viên Nhất Nhất ngồi trong cung chúa tể thánh đình. Hiên Viên Nhất Nhất áo trắng như tuyết, nàng yên lặng lắng nghe, không xen miệng câu nào. Long Thương Nguyệt liếc Phong Phi Vân lại nhìn Hiên Viên Nhất Nhất ngồi phía xa, cười nói. Bản đế là chúa tể thánh đình, chủ một tộc nhân tộc, nếu ta bỏ trốn thì chẳng phải là nguyên trung ương vương triều thứ 6 tan vỡ theo. Phong Phi Vân nói. Đây là sự lựa chọn của nàng, ta không ép. Cái này là 100 giọt thiên đạo chi thủy, 10 viên linh đan thập bát phẩm. Nàng cất đi, chúng sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu hành của nàng. Mao Ô Quy cướp thánh cung của thánh linh được đến nhiều báu vật, 10 viên linh đan thập bát phẩm là chiến lợi phẩm. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương bay ra khỏi lòng bàn tay Phong Phi Vân. Sát khí dâng lên, khí thế hùng hồn, chúng nó như hai tà thần đứng trong cung điện. Lúc ở Nam Thiệm Bộ Châu địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương nuốt nhiều thiên đạo chi thủy, đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh, có thân bất tử, sức chiến đấu siêu mạnh. Phong Phi Vân giao hai con rối chuẩn thánh cho Long Thương Nguyệt, có chúng nó bảo vệ thì trừ phi thánh linh vực ngoại đến mới có thể công phá thánh đình. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất cùng nhau rời khỏi thánh đình, trở về thiên quốc. Mao Ô Quy, Mao Thành thật đã hoàn thành thiên cực cổ trận đài đi thông Nam Thiệm Bộ Châu. Mao Ô Quy ngồi trên tảng đá, thầm nghĩ. Mộ phủ giám thị địa ngục, thần giới, chư thiên hỗn loạn giới, một trong bốn phủ đệ của Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Huyết Giao hỏi. Nói vậy mộ phủ nằm trong địa ngục. Phong Phi Vân cũng thầm đoán như vậy, vì Mao Ô Quy từng nói nó chạy ra từ luân hồi lộ. Mao Ô Quy lắc đầu, nói. Địa ngục do mấy đại nhân vật mộ phủ giám thị, đặc biệt vị kia ở âm ti tu vi không yếu hơn phủ chủ. Nhưng mộ phủ không ở trong địa ngục mà trong chiến trường vạn tộc. Mọi người kinh ngạc hỏi. Trong chiến trường vạn tộc. Chiến trường vạn tộc tồn tại từ xưa, tinh anh mỗi tộc để lại dấu chân trên chiến trường, thuộc về khu đất cực kỳ hỗn loạn. Có ai ngờ mộ phủ trong truyền thuyết nằm ở chiến trường vạn tộc? Phong Phi Vân hỏi lại. Các ngươi biết nhân tộc thăng lên thái cổ thánh tộc, lãnh thổ mở rộng gấp 10 lần. Nhưng gấp 10 lần lãnh thổ lấy từ đâu ra? Người có biết Thanh Loan thánh nữ đánh từ thái cổ đến hiện tại, giành lãnh thổ lại là từ đâu tới? Mao Ô Quy nhắc mấy cái này là bí mật tối cao của Tây Ngưu Hạ Châu. Mọi người đều là người thông minh, nhưng chỉ có thể suy đoán chút ít, khó biết sự thật. Mao Ô Quy nói, mỗi năm Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đều chứng to, Tây Ngưu Hạ Châu không ngừng thay đổi, trung tâm là chiến trường vạn tộc. Mỗi cách một vạn năm lãnh thổ mới sinh ra trên chiến trường vạn tộc chính là một giới. Phong Phi Vân nói, ngày xưa ngươi chạy ra từ mộ phủ liền vào hố luyện thi trong chiến trường vạn tộc đi luân hồi lộ. Mao Ô Quy nói, bản thánh nhấn mạnh một lần nữa, ngày xưa bản thánh không phải bỏ trốn mà là di chuyển lớn có tính chiến lược. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, ta thành thánh, trong mộ phủ những người xấu bụng với ta đã bị hai vị thánh tổ bắn chê. Điều này chứng minh ta biết nhìn xa trông rộng. Mọi người không phản bác, dù gì bây giờ Mao Ô Quy đã thành thánh, thánh linh cần sĩ diện. Phong Phi Vân đưa Mao Thành thật đến Trung ương Vương Triều thứ 6, khiến nó âm thầm bảo vệ Thánh Đình, lén giúp Long Thương Nguyệt. Phong Phi Vân dặn Mao Thành thật tìm hiểu tin tức về diệt thế giả vực ngoại, tốt nhất là dùng thần thông thiên phú phong lại thiên cơ trùng động.
Phong Phi Vân lại kêu Huyết Giao, Thạch Lan giúp Bán Yêu Minh điều binh khiển tướng. Nếu có tu sĩ vực ngoại quấy rối thì tu vi hiện giờ của Huyết Giao đủ sức chân áp. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Hiên Viên Nhất Nhất thì đi mộ phủ. Bọn họ xuất phát từ Thần Tấn Vương Triều đi Thập Vạn Sơn Hà, luân hồi lộ bãi tha ma vô biên đến chiến trường vạn tộc. Tuy trên đại lục có nhiều nơi bị diệt thế giả vực ngoại công kích nhưng chỗ hẻo lánh như Thần Tấn Vương Triều vẫn là quốc thái dân an, những chuyện xảy ra bên ngoài chẳng liên quan gì bọn họ. Đám người Phong Phi Vân chỉ ở lại Thần Tấn Vương Triều một lúc rồi bay ít Thập Vạn Sơn Hà, lại đến khu mộ không giới hạn, từ hố luyện thi đến chiến trường vạn tộc. Chiến tranh trong chiến trường vạn tộc sớm ngừng, nhưng nơi này còn rải rác chiến qua mâu gãy, cờ rách che trời. Mao Ô Quy xé rách hư không, Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất xuất hiện trong không trung. Sâu trong không trung, trong hỗn độn trôi nổi nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh thế giới to còn hơn vũ tinh cầu. Đây là một tòa đại thiên vị diện, tên là mộ giới. Mao Ô Quy chỉ phương xa trước mặt, một luồng thánh quang bắn ra ngoài. Những mảnh nhỏ tự động rời đi, khói đen tan lộ ra bóng dáng thế giới siêu khổng lồ. So với mộ giới thì những mảnh thế giới nhỏ như hạt mè. Diệt thế giả vực ngoại lại đến tấn công. Diệt thế giả vực ngoại lại đến tấn công. Trong đó một mảnh nhỏ thế giới vang tiếng hổ gầm, thanh âm niếc tai như sấm sét ầm ầm truyền khắp không gian. Cảnh thế thần trung gióng lên. Đại trấn mộ phủ bị khởi động, các tu sĩ bay lên mảnh nhỏ thế giới, hàng ức thanh linh khí bay ra thành dòng lũ, lấp lánh như vì sao. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất liếc nhau. Mao Ô Quy bay đến một mảnh thế giới, vỗ trường. Người thủ hộ phương Nam Bạch Hổ Tôn Giả bị đập bẹp dí dưới đất. Mao Ô Quy dẫm lên Bạch Hổ Tôn Giả. Bà nội nó, không nhận ra sao. Lão tử là người thủ hộ phương Bắc, Mao không phá. Đương nhiên bây giờ các ngươi có thể gọi ta là không phá thánh tổ. Ai là diệt thế giả vực ngoại? Ai? Người thủ hộ phương Đông Thanh Long Sứ, người thủ hộ phương Bắc Phượng Hoàng Tôn Giả bay tới mảnh thế giới, cố gắng khuyên nhủ Mao Ô Quy. Bốn người thủ hộ mộ phủ toàn là thế hệ trẻ, tu vi chuẩn thánh. Người thủ hộ thế hệ trước đã đi lĩnh vạn thánh tập kết lệnh. Thanh Long Sứ kinh ngạc hỏi. Mao Ô Quy, người đã đột phá cảnh giới thánh linh. Mao Ô Quy trừng Thanh Long Sứ. Ta có quen ngươi sao? Xin hãy gọi ta là không phá thánh tổ. Thanh Long Sứ không phản bác, dù gì Mao Ô Quy đã đến cảnh giới thánh linh, tu vi cao hơn gã gấp vô số lần. Bây giờ Thanh Long Sứ chỉ biết cung kính hành lễ với Mao Ô Quy. Phượng Hoàng Tôn Giả lên tiếng. Không phá thánh tổ, không thể trách Bạch Hổ Tôn Giả nhận lầm người. Đoạn thời gian gần đây cường giả vực ngoại ba lần công kích mộ phủ. Có một lần thánh linh ra tay suýt phá hỏng phòng ngự. Thanh Long Sứ bị Mao Ô Quy đánh một trận nhưng không giận, nói. Bây giờ thì tốt rồi, Mao ca đã đột phá cảnh giới thánh linh, với tu vi của ngươi chủ trì đại trận mộ phủ, dù có 10 vực ngoại đến công kích cũng không thể công phá. Mao Ô Quy lâng lâng như bay, cười nói. Đó là đương nhiên, bản thánh đến cũng vì cho đám nhãi vực ngoại biết tay. Hư không lại vỡ nát. Mấy trăm khí thế cường đại bay tới, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa khiến hư không lung lay. Các luồng khí hỗn loạn ập đến. Lần này chúng ta mời Ô Xào Thánh Tôn, Đâu Xuất Thánh Tôn đến, nhất định sẽ công phá mộ phủ. Mộ phủ là phủ đệ tối cao của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, bên trong có chìa khóa đi thông địa ngục. Nếu mở địa ngục ra thì Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới sẽ hỗn loạn ngay. Hi hi, ta muốn chí bảo trong mộ phủ. Không chừng sẽ hốt được vài thánh linh dụng cụ. Nghe nói hai công chúa mộ phủ có dương thần thánh thai, ta mà có nó có lẽ sẽ một hơi vào cảnh giới thánh linh. Thật sự là diệt thế giả vực ngoại đến công kích, bên trong có lẫn hơi thở hai thánh linh. Tuy Mao Ô Quy kiêu ngạo nhưng gặp chuyện lớn sẽ rất nghiêm túc, nó hét to một tiếng. Bốn người thủ hộ về vị trí, bảo vệ bốn phương. Cung chủ thập nhị cung nghe theo lệnh ta, dốc hết sức khởi động đại trận mộ phủ. 81 thiên vương giả hãy mở 81 tầng phòng ngự ra. Phượng Hoàng Tôn giả hỏi. Còn thánh tổ và bằng hữu của thánh tổ thì sao? Mao Ô Quy cười nói. Đương nhiên chúng ta sẽ chủ động công kích, giết bọn họ không còn manh giáp. Bọn chúng giết chóc sướng tay trong Tây Ngưu Hạ Châu như thế thì bây giờ chúng ta nên lấy lại tiền lời. Mọi người rút vào trong đại trận mộ phủ, chỉ có Mao Ô Quy và Phong Phi Vân đứng ngoài trận. Hai người ánh mắt ngạo nghễ nhìn mấy trăm cường giả vực ngoại bay tới, không hề sợ hãi.
Các cường giả mộ phủ hồi hộp, gần đây bọn họ luôn bị động phòng ngự, mấy lần suýt bị công phá, chiến đấu chật vật. Giờ rốt cuộc chủ động phản kích lại diệt thế giả vực ngoại sao? Nhiều người rất kích động. Mao Ô Quy hét to một tiếng. Giết! Mao Ô Quy phun ra phần thánh chân hỏa. Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm, khí chất thay đổi, khí thế ngút trời. Nhát kiếm chém xuống ba cường giả vực ngoại bay đằng trước nhất. Phập, phập, phập. Máu phun tung tóe, ba cường giả vực ngoại bị chém đứt hai khúc. Đây là lực lượng của yêu hoàng kiếm, dù sức sống của ngươi mạnh đến đâu, bị kiếm chặt làm hai khúc thì không thể khép lại thân thể. Cường giả vực ngoại bị giết không kịp trở tay, chỉ 3 giây đã có hơn 10 cường giả bị giết. Có bị luyện thành cho tàn, có bị yêu hoàng kiếm chém thành mấy cục thịt. Hư không hỗn loạn, nhưng rất nhanh các khác lạ vực ngoại ổn định lại, rút chiến binh linh khí ra. Bùm! Phong Phi Vân vung kiếm tới trước mặt một lão nhân vực ngoại vũ hóa đệ cửu trọng, chặt đứt thần trượng lão nhân lấy ra, để lại một vệt máu. Vị trí vết thương tỏa ánh sáng yêu tính, trấn áp linh hồn lão nhân. Lão nhân cố gắng đối kháng lực lượng yêu hoàng kiếm ức chế linh hồn, vẻ mặt kinh khủng. Lão nhân cảm giác ý chí của mình dần bị cắn nuốt. Phong Phi Vân bước tới trước mặt lão nhân, vươn một ngó en tây điểm vào trán lão. Bây giờ ngươi là nô bộc của ta. Ánh sáng trên mặt lão nhân vụt tắt, biểu tình tôn kính nói. Ta là nô bộc của chủ nhân. Cùng ta nghênh chiến đi. Phong Phi Vân giơ chiến kiếm. Cơ thể biến thành luồng sáng lao vào trận doanh diệt thế giả vực ngoại, kiếm ý quanh thân cuộn trào, vô số kiếm khí bao bọc cơ thể Phong Phi Vân. Mỗi giây là có một cường giả vực ngoại bị yêu hoàng kiếm nô dịch, công kích đồng bạn. Một phút sau, có 5-60 cường giả vực ngoại đi theo sau lưng Phong Phi Vân, thành tùy tùng của hắn, cùng hắn chinh chiến. Các tu sĩ vực ngoại bị đánh ngây người. Một tổ chim to đỏ rực bay trong không trung, tổ chim tỏa ánh lửa như ổ thần linh. Bóng nữ yểu điệu đứng trong tổ chim, thân hình yểu điệu, ánh mắt lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, chúng ta lại gặp mặt. Phong Phi Vân cười to bảo. Ô Sào Thánh Tôn, 10 năm trước ngươi không giết ta được, bây giờ là lúc ta chém ngươi. Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm lao vào tổ chim đỏ chém xuống Ô Sào Thánh Tôn. Bùm! Lửa bao bọc toàn thân Ô Sào Thánh Tôn, cơ thể như làm bằng thần ngọc. Ô Sào Thánh Tôn vươn tay ngọc trong suốt ném ra một đống hoa đỏ thắm. Mỗi đóa hoa chứa năng lượng như hành tinh, như có vô số ngôi sao vòng quanh cơ thể Ô Sào Thánh Tôn. Phong Phi Vân vận dụng 1 vạn linh thú chiến thể ngưng tụ thành 1 vạn đạo thai, ẩn chứa năng lượng như 1 vạn hành tinh mạnh mẽ đè xuống Ô Sào Thánh Tôn. Ầm 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 ầm. Ngón tay Ô Sào Thánh Tôn như điêu bằng thần ngọc va chạm với yêu hoàng kiếm, phát ra hỏa hoa. Không phải thánh linh lại có tài khiêu chiến cùng thánh linh, không uổng là vương giả chí tôn Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Hôm nay bổn tọa chém ngươi, tránh cho sau này không còn ai trị ngươi được. Ô Sào Thánh Tôn thi triển pháp tướng thánh linh, đó là pháp tướng to lớn cao ngàn trượng, vô số tia chớp đan xen như thân thần linh đè xuống Phong Phi Vân. Pháp tướng Hoa Hậu. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hoa Hậu đại thánh. Từng lũ đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào pháp tướng Hoa Hậu đại thánh va chạm với pháp tướng của Ô Sào Thánh Tôn. Ầm 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 ầm. Hai pháp tường cùng tan vỡ. Phong Phi Vân rút kiếm tiến lên. Thâm Uyên Ma Quân nuốt thần nha, hôm nay ta dùng yêu hoàng kiếm cắn nuốt ngươi. Băng Thiên Đạo, Toái Địa Đạo. Hai diệt thế đạo bay ra, hai luồng khí diệt thế tựa nước lũ phát ra tiếng rít điếc tai. Ô Sào Thánh Tôn đứng giữa tổ chim, giơ hai tay. Tổ chim đỏ hợp nhất biến thành lồng giam to cỡ ngôi sao giam cầm Ô Sào Thánh Tôn và Phong Phi Vân. Ầm. Trong lồng giam đỏ rực cháy ngọn lửa, trong lửa lấp lánh đạo tắc thánh linh. Bùm. Phong Phi Vân chém nhát kiếm, kiếm hà bay ra nhưng không chém vỡ được lồng giam đỏ. Ô Sào Thánh Tôn nói. Vô dụng, cái tổ đỏ thẫm này là do 7.200 vạn linh mạch tế luyện thành thánh linh dụng cụ. Mỗi linh mạch là một thần luyện. Khi chúng nó đan xen vào nhau thì dù là thánh linh cũng không thể xé rách. Ô Sào Thánh Tôn đứng chính giữa ngục giam, quy tắc xoay tròn quanh nàng. Ô Sào Thánh Tôn đã thành người khống chế thiên địa này. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Ngươi nghĩ nắm chắc được ta rồi. Phong Phi Vân triệu hoán 8 tam vị chân hỏa lô xếp thành trận pháp bát giác xoay tròn quanh người hắn, điên cuồng hút lửa trong lồng giam vào đỉnh lô. Mái tóc dài đen nhánh bay qua đánh bật 1 tam vị chân hỏa lô.
Ngay sau đó Ô Sào Thánh Tôn xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân, chỉ vào ngực hắn, tốc độ và lực lượng siêu kinh khủng. Ô Sào Thánh Tôn rất đẹp, nhưng mắt lạnh băng như muốn móc tim Phong Phi Vân ra. 999 khối xương phượng chấp lóe tỏa ánh lửa như ngọn đèn gia đình mới nhen nhóm. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Bàn tay Phong Phi Vân biến thành vuốt Phượng Hoàng chộp tới, va chạm với Ô Sào Thánh Tôn. Cánh tay Phong Phi Vân rách toạc, máu rơi ra. May mắn phượng cốt nối thành một mảnh, nháy mắt chữa lành da thịt bị thương. Ô Sào Thánh Tôn lạnh lùng cười. Dù ngươi tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến đại thừa cũng vô dụng, tối đa chỉ có thể đối kháng với thánh linh, thực lực không thể mạnh hơn thánh linh. Thánh giả vô thượng, không người địch nổi. Vậy sao? Phong Phi Vân triệu hoán thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi người biến thành thần hạm to lớn đụng bay Ô Sào Thánh Tôn. Thân thuyền khổng lồ hiện ra, không ngừng trướng to, muốn chống nứt nhà giam đỏ thẫm. Linh Chu chỉ là khí linh, không chướng nứt thánh linh dụng cụ được. Ô Sào Thánh Tôn đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, đi hướng Phong Phi Vân, dáng người thướt tha, ánh mắt sắc bén. Ô Sào Thánh Tôn đánh ra thần thông chém cổ Phong Phi Vân. Nếu vậy chúng ta hãy đổi chỗ đấu đi. Phong Phi Vân né công kích của Ô Sào Thánh Tôn, thúc đẩy thanh đồng cổ thuyền đụng vào lồng giam đỏ, đụng thủng hư không, xuất hiện trên chiến trường vạn tộc, lại từ chiến trường vạn tộc bay vào luân hồi lộ hướng tới địa ngục. Một cái lồng giam to lớn đỏ thẫm bao bọc thanh đồng cổ thuyền bay nhanh trên luân hồi lộ, từng bước bay hướng địa ngục. Trên thanh đồng cổ thuyền, Phong Phi Vân và Ô Sào Thánh Tôn không ngừng đánh nhau, cơ thể trướng to, thần thông va chạm. Nếu không có lồng giam đỏ thẫm bao bọc thì hơi thở chiến pháp của Phong Phi Vân, Ô Sào Thánh Tôn đã hủy diệt mảng lớn thiên địa. Ô Sào Thánh Tôn nhận ra không thích hợp. Đường này là gì? Phong Phi Vân trả lời. Luân hồi lộ. Phong Phi Vân biết với sức của hắn không thể trấn áp Ô Sào Thánh Tôn được, hắn định đi luân hồi lộ, đến quỷ môn quan, nhờ tay những chí cường trấn áp Ô Sào Thánh Tôn. Tuy bốn phủ chủ phát ra vạn thánh tập kết lệnh, tất cả thánh linh trong thiên hạ đều đi tiểu linh tiên giới nhưng thánh linh trong địa ngục tuyệt đối không đi. Vì địa ngục là một trong những nơi quan trọng nhất Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, thánh giả phụ trách trấn giữ không thể rời đi, nếu quỷ quái trong địa ngục chạy ra thì thiên hạ sẽ loạn. Ô Sào Thánh Tôn là đẳng cấp thánh linh, suy nghĩ một chút liền hiểu ý Phong Phi Vân. Đi quỷ môn quan có gì hay? Chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Hai tay Ô Sào Thánh Tôn kết thánh ấn, từng vòng thánh quang bay ra khỏi người nàng. Ô Sào Thánh Tôn điều động lồng giam đỏ thấm đụng vào luân hồi lộ. Quỷ môn quan hay địa ngục đều không phải chỗ tốt, so với bị Phong Phi Vân nắm mũi dẫn đi còn không bằng chủ động tấn công, cùng nhau vào địa ngục. Địa ngục nguy hiểm hơn quỷ môn quan gấp chục lần. Lồng giam đỏ thấm đụng thủng luân hồi lộ, tiến vào thế giới hư không hỗn loạn. Gió tà hỗn loạn cuốn lồng giam đỏ bay sâu vào tương lai. Bà điên, địa ngục không phải nơi tùy tiện xông vào. Bất cứ ai vào địa ngục sẽ không quay về được, dù là thánh linh cũng không ngoại lệ. Vào quỷ môn quan còn đường về, nhưng đã vào địa ngục, dù là các chúa tể địa ngục cũng khó quay về nhân gian lần nữa. Trừ phi bỏ xuống kiếp trước kiếp này, luân hồi chuyển thế. Nhưng sau khi luân hồi chuyển thế thì tu vi không còn, không có ký ức, trở thành một người khác. Phong Phi Vân vỗ trưởng vào Ô Sào Thánh Tôn. Ô Sào Thánh Tôn vươn hai tay ngọc, khí thánh linh bao bọc ngón tay. Lực đẩy mạnh mẽ làm Ô Sào Thánh Tôn bay ngược ra ngoài, rơi vào hư không cách hơn 10 dặm. Ô Sào Thánh Tôn đứng lơ lửng, cười to bảo. Sớm nghe nói địa ngục Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới do một vị đại thánh xây dựng, chiêm 18 tầng chuyên môn giam cầm cự hung trong thiên địa. Vừa lúc đến đây mở mắt. Hiện tại có thêm hai cự hung bị nhốt. Phong Phi Vân thu thanh đồng cổ thuyền về, không công kích nữa. Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng kinh khủng từ sâu trong hắc ám đang lôi kéo thân thể mình. Lực lượng quá khủng bố, sức Phong Phi Vân không chống cự được. Ô Sào Thánh Tôn biến sắc mặt. Thu về lồng giam đỏ biến thành tổ chim nhỏ nằm trong lòng bàn tay nàng. Cơ thể Ô Sào Thánh Tôn không theo điều khiển rơi xuống dưới. Đó là lực lượng cắn nuốt, thánh linh cũng không ngăn được, thân thể hoàn toàn không theo điều khiển, như biến thành người bình thường rớt xuống vực sâu. Vực sâu không đáy. Phong Phi Vân, Ô Sào Thánh Tôn đụng thủng bình chướng không gian, hơi thở chết chóc ập vào mặt. Nơi này không có linh khí, chỉ có khí địa ngục. Phong Phi Vân sớm tìm hiểu tình huống địa ngục, tu sĩ dương gian nào đến đây linh khí trong người sẽ biến mất hết. Nên khi vào địa ngục Phong Phi Vân liền phong lại cơ thể,
ngăn cách thân thể và bên ngoài. Cho nên Phong Phi Vân không bị sói mòn bao nhiêu linh khí. Ô Sào Thánh Tôn không biết tình huống trong địa ngục, khi vào địa ngục thì thánh linh khí trong người nàng nhanh chóng biến mất. Khi Ô Sào Thánh Tôn phản ứng lại thì một nửa lực lượng đã mất. Địa ngục và Tây Ngưu Hạ Châu như hai thế giới, thiên đạo quy tắc khác nhau. Khắp nơi là khí địa ngục, xung quanh không có thiên lý, lạnh lẽo tối tăm. Ô Sào Thánh Tôn nói, nếu ở lâu trong địa ngục coi như là thánh linh cũng sẽ biến thành người bình thường. Khí thánh linh trong người Ô Sào Thánh Tôn sói mòn trầm trọng, nàng vội lấy một bình ngọc ra, muốn dùng tinh hoa thánh khí phục hồi tu vi. Phong Phi Vân sẽ không cho Ô Sào Thánh Tôn cơ hội đó. Vù 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 vù. Nhát kiếm chém vỡ bình ngọc, tinh hoa thánh khí bay ra sau đó bị khí địa ngục ăn mòn thành làn khói trắng. Ô Sào Thánh Tôn rất tức giận gắt giọng. Đã đến địa ngục mà ngươi còn dám ra tay. Ngươi không biết đánh nhau ở chỗ này làm lực lượng sói mòn nhanh hơn. Mắt Ô Sào Thánh Tôn lạnh băng. Phong Phi Vân ôm chiến kiếm, cười nói. Thể lực mọi người cùng tiêu hao, vậy nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Ngươi đang tìm chết. Ô Sào Thánh Tôn không dám đánh lâu với Phong Phi Vân, định đánh nhanh rút gọn. Ô Sào Thánh Tôn sẽ dùng lá bài mạnh nhất của mình giết Phong Phi Vân, sau đó tìm cách rời khỏi địa ngục. Phần thiên quyết. Ô Sào Thánh Tôn xòe tay ra, một luồng thánh quang bay ra khỏi lòng bàn tay đánh thủng tử khí cuồn cuộn bên trên, ngưng tụ mây lửa. Hình dạng mây lửa rất giống thần lửa. Người mặc áo giáp, đầu có hai sừng, tay cầm chiến nhẫn hình thoi, gầm giống đè xuống Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác áp lực lớn, thịt bị đốt khét, tóc hóa thành tro bụi, linh hồn bị thiêu. Bất tử Phượng Hoàng thân cũng không thể ngăn cản lực lượng đốt trời. Đây là lực lượng đòn mạnh nhất của thánh linh sao? Phong Phi Vân cảm giác thịt đã bị lửa đốt chảy gần hết chỉ còn khung xương trắng, bộ xương do 999 khối phượng cốt cấu thành, bộ xương đỏ thẫm. Ô Sào Thánh Tôn đấm vào ngực Phong Phi Vân, đánh hắn bay vào sông Hoàng Tuyền. Bùm bịch! Phong Phi Vân rơi vào sông Hoàng Tuyền bắn lên thi thủy đục ngầu. Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn cách biệt xa với thánh linh thật sự. Ô Sào Thánh Tôn lẩm bẩm. Thân thể của tên này mạnh quá, phần thiêu quyết có thể đốt người một số thánh linh ra cho nhưng không thể hủy diệt xương cốt của hắn. Không uổng là người tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến đại thừa. Ô Sào Thánh Tôn đoán chắc Phong Phi Vân đã chết, khi thi triển chiêu này khí thánh linh trong người nàng bị tiêu hao hết. May mắn Phong Phi Vân đã chết, nếu không nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ô Sào Thánh Tôn vội thu hơi thở, lấy một viên nửa bước thánh đan ra nuốt xuống. Ô Sào Thánh Tôn nhanh chóng bay đi, biến mất bên bờ sông Hoàng Tuyền. Trong sông nổi một bộ xương đỏ bốc cháy ngọn lửa. Một thanh đồng cổ thuyền bay ra từ kẽ xương. Vù 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 vù. Linh hồn Phong Phi Vân ra khỏi thanh đồng cổ thuyền tụ thành hình người, thở hắt ra. Phần thiên quyết mạnh quá, có thể luyện hóa nguyên một thế giới. Phong Phi Vân nhìn xương đỏ nằm trên thanh đồng cổ thuyền, bàn tay ấn khung xương. Trên xương liền mọc thịt, lại biến thành thân người. Tu vi đến đẳng cấp như Phong Phi Vân miễn linh hồn bất diệt thì dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể sống lại. Xương Phong Phi Vân không bị hư hỏng, muốn trọng sinh dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân bay ra khỏi sông Hoàng Tuyền, đáp xuống bên bờ sông rồi dọc theo sông lớn hỗn độc bay đi. Thiên địa địa ngục không giới hạn, tối đen không có bầu trời. Phong Phi Vân đi nửa tháng, trước mặt xuất hiện nhiều hồn ma, chúng nó xếp hàng đi tới trước, vẻ mặt ngơ ngác, xiềng xích trói người. Một địa ngục tà thần đang canh chừng các hồn ma, cơ thể cao như ngọn núi. Thỉnh thoảng địa ngục tà thần sẽ gầm lên, chân u hồn run cầm cập. Một nam nhân hơn 30 tuổi nhìn Phong Phi Vân đứng ở phía xa, cầu xin nói. Cầu xin ngươi hãy cứu ta, mẫu thân của ta 70 tuổi, nếu ta chết thì không ai chăm sóc mẫu thân. Cứu ta là quốc vương Thiên Nam Quốc, nếu ngươi cứu ta quay về thì ta phong ngươi làm vương hầu. Phong Phi Vân chỉ đứng yên bên cạnh, không ra tay cứ bất cứ ai. Thế đến địa ngục là người đã hết dương thọ, đây là quy luật thiên đạo, không ai có thể thay đổi. Nếu đổi thay thì thế giới sẽ loạn. Phong Phi Vân rất hy vọng mọi người trên đời trường sinh bất tử. Địa ngục tà thần cũng nhìn thấy Phong Phi Vân. Nó đã thông trí tuệ, cảm giác khí thế khủng bố từ người Phong Phi Vân, biết đây là đại nhân vật không thể trêu vào. Phong Phi Vân bước ra một bước, bước thứ hai đạp trên vai địa ngục tà thần.
cho ta biết âm ti ở đâu. Địa ngục tà thần sợ hãi quỳ dưới đất. Muốn vào âm ti phải làm quỷ hồn trước. Vậy được rồi, ta là quỷ hồn. Phong Phi Vân linh hồn xuất khiếu bay vào đám quỷ hồn, thu cơ thể mình, cùng các quỷ hồn tiến lên trước. Đây là con đường dài dòng, không biết đi đến ngày tháng năm nào. Phong Phi Vân đi trong ức vạn quỷ hồn, mặc cho khí địa ngục ăn mòn linh hồn của mình. Lòng Phong Phi Vân cảm ngộ thiên địa, đại đạo thánh linh, suy tư cái gì là sống, là chết. Vào địa ngục là chết nhưng Phong Phi Vân sống. Nữ ma là thi tà, dù sống nhưng nàng đã sớm chết. Sống và chết nhìn như đơn giản nhưng có bao nhiêu người thật sự hiểu ra. Phong Phi Vân đứng trong địa ngục cảm ngộ sinh mệnh, tìm chân lý trong tử vong, cảm ngộ đại đạo thánh linh trong tuyệt cảnh. Thời gian cứ thế dần trôi, 30 năm đã qua. Phong Phi Vân lại mở mắt ra, lòng lĩnh ngộ cái gì là sống, là chết. Nếu bây giờ Phong Phi Vân độ sinh kiếp có ít nhất 50% độ qua. Lúc ngộ đạo thời gian trôi qua mau thật, chớp mắt 30 năm đã qua. 30 năm Tây Ngưu Hạ Châu xảy ra biến đổi thế nào? Trước mặt có một con sông lớn, một cây cầu nổi lơ lửng trên sông. Cầu cổ bị gãy, một đầu dưới đất, đầu kia trong tầng mây. Cây cầu cổ làm Phong Phi Vân nghĩ đến cầu gãy trong di tích thái cổ Tiểu Linh Tiên Giới. Một đầu cầu gãy ở Tiểu Linh Tiên Giới, đầu kia ở di tích thái cổ. Cây cầu gãy này một đầu ở dưới đất ven sông, đầu khác ở Phong Đô Quỷ Thành. Di tích thái cổ là nơi địa hoàng đại thánh ngủ say, địa ngục là nhà tù luân hồi do tổ thụ giới sáng tạo. Hai nơi này đều có cây cầu gãy, rất giống nhau. Không lẽ hai cây cầu gãy vốn là một? Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật suy tính nhân quả, nhưng vô hình chung có lực lượng mạnh mẽ ảnh hưởng suy tính, chặt đứt thiên đạo quy tắc. Một bà lão đứng trên cây cầu bãi cổ xưa, bên cạnh đặt một cái nồi, trong nồi nấu canh nóng. Uống đi, uống đi, uống mạnh bà thang. Quên kiếp trước kiếp này, đi qua cầu Nại Hà, nghênh đón cuộc sống mới. Bà lão giơ muôi canh nhìn Phong Phi Vân, đôi mắt già nua co rút bắn ra hai luồng quỷ quang rực rỡ. Bà lão bỏ muôi vào nồi, nhìn Phong Phi Vân. Ngươi đứng sai hàng, đây không phải nơi ngươi nên đến. Phong Phi Vân nói, ta muốn đi âm ti, gặp địa ngục quỷ chủ. Giọng mạnh bà khàn khàn, trong quỷ thể di chuyển vô số đạo tắc. Mạnh bà không nhìn Phong Phi Vân. Loay hoay nổi canh, nói. Chỉ có người chết mới được qua cầu Nại Hà, người sống không thể đi qua. Phong Phi Vân nói. Ta quen hai vị thánh tổ thủ hoàng, Tuyết Anh. Mạnh bà con ngươi co rút, xoay người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Mộ phủ phái người đến. Phong Phi Vân trả lời. Xem như khách của mộ phủ. Mạnh bà nói. Dù là người mộ phủ phái đến cũng bắt buộc chết rồi mới được vào Phong Đô Quỷ Thành. Đây là quy tắc, địa hoàng đại thánh đã đặt ra từ thời thái cổ. Phong Phi Vân có thử nhiều cách quay về dương gian nhưng thất bại, thanh đồng cổ thuyền cũng không có cách phá tan vách tường địa ngục. Nên Phong Phi Vân định đi cầu địa ngục quỷ chủ trợ giúp. Theo lời Mao Ô Quy nói tu vi của địa ngục quỷ chủ không thấp hơn phủ chủ mộ phủ. Chắc chắn địa ngục quỷ chủ có cách đưa Phong Phi Vân trở về, nếu mạnh bà không cho đi thì hắn đành cứng rắn xông vào. Một lão đạo bưng nồi to từ đầu bên kia cầu Nại Hà đi tới. Lão đạo hai tay bưng nồi canh nóng hổi, miệng a làm bầm. Đến đây, canh mạnh bà mới ra lò, canh mạnh bà nóng hổi. Uống một hớp quên buồn phiền, uống hai hớp tinh thần phấn chấn, uống ba hớp trường sinh bất bắt đầu. Phong Phi Vân, mạnh bà nhìn lão đạo. Lão đạo đến giữa cây cầu chợt khựng lại, nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, hoa sinh đạo trưởng. Lão đạo vuốt râu cằm, mắt xoay tròn, quay người bỏ đi. Ngươi nhận lầm người. Mạnh bà lạnh lùng nhìn bóng lưng lão đạo. Đứng lại, trở về. Lão đạo bất đắc dĩ dừng bước, xoay người cười xòa. Ta thấy hôm nay nấu canh mạnh bà bỏ thiếu một vị quỷ dược, ta nấu lại nồi khác. Nói rõ ràng rồi đi nấu cũng không muộn. Mạnh bà hỏi. Lúc trước các ngươi quen nhau. Lão đạo cẩn thận nhìn Phong Phi Vân, lắc đầu nguầy nguậy. Không, không quen, chưa thấy mặt bao giờ. Phong Phi Vân cười phá lên, đi tới gần lão đạo, khom người cúi đầu. Hoa sinh đạo trưởng sao có thể không biết ta, lúc ở thần tấn vương triều ta còn uống canh đạo trưởng nấu. Lão đạo cười thân thiết nói. Khụ khụ, chắc tại mặt người giống người. Lão đạo họ Mạnh, tên phu tử, người có thể gọi ta là Mạnh phu tử. Mạnh bà nói.
hắn từng xuất gia, nghe đạo trước mặt đạo tổ, đạo hiệu là Nhất Niệm Hoa Sinh. Mặt lão đạo tím lịm. Phong Phi Vân vỗ vai lão đạo, cười nói. Vậy đúng rồi, Hoa Sinh đạo trưởng, biết ngay là đạo trưởng, thì ra đạo trưởng làm việc trong địa ngục. Phải rồi, sao Hoa Sinh đạo trưởng xuất hiện ở Thần Tấn Vương Triều? Đạo trưởng có biết cách nào quay về không? Chúng ta là người quen cũ, đạo trưởng hãy cho ta biết đi, đừng giấu, hi hi. Lão đạo biểu tình cực kỳ khó xem. Cảnh giới như Phong Phi Vân sao có thể nhìn lầm người? Phong Phi Vân mỉm cười nói. Phải rồi, âm luật của Dạ Tiêu Tương đã đại thừa, lập địa thành thánh, danh hiệu là Tiêu Thánh. Phải cảm ơn Hoa Sinh đạo trưởng trợ giúp cho nàng. Mạnh bà con ngươi co rút, lạnh lẽo chừng lão đạo. Dạ Tiêu Tương là ai? Chỉ gặp mặt một lần. Hoa Sinh đạo trưởng muốn khóc, Phong Phi Vân thật nhiều chuyện, nói nhiều lời không nên nói. Mạnh bà hỏi. Ngươi lén đi dương gian làm gì? Lão đạo cắn răng nói. Chưa từng đi. Mạnh bà hỏi gằn. Thật sự không đi. Hoa Sinh đạo trưởng biết không lừa được, thừa nhận. Rồi rồi, có đi một lần. Mạnh bà hỏi. Đi làm gì? Hoa Sinh đạo trưởng trả lời. Hoàng Dương đạo pháp, truyền bá giáo lý, độ hóa thế nhân, cần tu thiện. Giọng Mạnh bà càng lạnh lẽo. Nói tiếng người. Phong Phi Vân vui sướng khi người gặp họa. Bây giờ đạo trưởng không phải người, chỉ là quỷ nên đương nhiên nói lời quỷ. Hoa Sinh đạo trưởng rất muốn bóp cổ Phong Phi Vân, nhưng cổ lão suýt bị Mạnh bà bóp nghẹt. Hoa Sinh đạo trưởng rất bi thương, khai thật. Ngày đó đạo tổ báo mộng cho ta, nói là có đại kiếp nạn sắp đến, kêu ta đi nhân gian truyền đạo, Hoàng Dương đạo môn tinh túy, truyền bá đại đạo chân lý. Mạnh bà hỏi. Vậy là ngươi đi dương giới truyền đạo? Hoa Sinh đạo trưởng nói. Vốn chỉ đi truyền đạo nhưng có một nữ ma đầu theo sau lưng ta cùng trốn ra địa ngục. Mạnh bà bóp cổ lão đạo càng chặt. Cái gì, ngươi mang nữ nhân cùng đi dương gian? Hoa Sinh đạo trưởng vội chối. Là nàng lén theo sau lưng ta ra ngoài, ta không hề hay biết. Chờ ta phát hiện thì đạo tổ cổ kinh trên người đã bị nàng trộm mất. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Nữ ma đầu lén chạy ra địa ngục là nữ ma nữ ma. Lão đạo gật đầu. Mạnh bà nói. Nàng ta ăn cắp đạo tổ cổ kinh của ngươi vậy tại sao ngươi không truy sát? Với tu vi của ngươi chắc chắn có thể giết nàng. Hoa Sinh đạo trưởng nói. Khi ấy ta lấy Thiên Tôn Vô Lượng Tháp ra, cách hư không oanh kích. Nhưng có người cách hư không ra tay chặn lại Thiên Tôn Vô Lượng Tháp, còn chém Thiên Tôn Vô Lượng Tháp nứt thành hai khúc. Kiếm khí cực kỳ hung mãnh, đạo thân của ta bị giết, buộc phải trốn về địa ngục. Phong Phi Vân nhớ lời lão đạo nói, có một thánh linh dùng kiếm đã trợ giúp nữ ma trốn thoát. Mạnh bà biết lần này Hoa Sinh đạo trưởng nói thật, biểu tình nghiêm túc hỏi. Vậy người cùng ngươi trốn đến dương gian là ai? Hoa Sinh đạo trưởng chua xót nói. Nàng vốn bị nhốt trong 18 tầng địa ngục, lúc về địa ngục ta có đi thẩm tra đối chiếu tù phạm cự hung trong địa ngục, chuyên môn tìm thân phận của nàng. Cuối cùng ta phát hiện một ma đầu trong tầng địa ngục thứ 18 đã bỏ trốn. Mạnh bà mặt lạnh như tiền. Một ma đầu trong tầng địa ngục thứ 18. Mạnh bà nhe răng nanh sáng bóng. Phong Phi Vân sớm biết lời Hoa Sinh đạo trưởng nói không đáng tin, nhưng không ngờ sẽ nói xạo dữ vậy. Nữ ma trốn ra từ địa ngục, còn đánh cắp đạo tổ cổ kinh trong tay Hoa Sinh đạo trưởng. Phong Phi Vân nói, ma đầu bị nhốt trong tầng địa ngục thứ 18 dường như rất lợi hại. Mạnh bà gật đầu, nói, nàng là một trong 7 hung ma thái cổ, một trong thủ lĩnh đến từ 7 hỗn nguyên đại thế giới, ngang hàng với đám thâm uyên ma quân, được gọi là diệt thế ma nữ. Ngày xưa tu vi của thần Phượng Đại Nhân không gì sánh bằng, dẫn dắt chúng thánh hỗn nguyên đại thế giới nghênh chiến kẻ xâm lăng vực ngoại. Cuối cùng đánh lui cường giả vực ngoại, phong ấn 7 hung ma vào 7 nơi khác nhau. Diệt thế ma nữ bị trấn áp ở tầng địa ngục thứ 18. Phong Phi Vân rung động nói. Từ thái cổ đến nay xa xôi biết bao, thánh linh cũng bị thời gian ăn mòn. Nhân vật như thâm uyên ma quân, diệt thế ma nữ chẳng lẽ bất tử. Mạnh bà nhìn Phong Phi Vân, chỉ hướng lão đạo. Ngươi cảm thấy thấy hắn sống bao nhiêu tuổi? Phong Phi Vân lắc đầu. Mạnh bà nói. Thời kỳ thái cổ hắn từng nghe đạo tổ giảng đạo, người nói xem hắn sống bao lâu. Phong Phi Vân cười. Nơi này là địa ngục, Mạnh bà tiền bối, Hoa Sinh tiền bối đều là thể linh hồn, dù có sống lâu cũng không lạ.
Mạnh Bà lắc đầu. Dương gian cũng có quỷ hồn nhưng chúng nó có thể sống lâu như vậy sao? Quỷ hồn dương gian mỗi cách 1 vạn năm có kiếp nạn 1 lần, cách 3 vạn năm gặp đại tai 1 lần, lần sau lợi hại hơn lần trước. Quỷ hồn tránh thoát, tam tai cửu kiếp, sinh tồn 10 vạn năm đếm trên đầu ngón tay. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Mạnh Bà tiền bối nói như vậy làm ta rất tò mò, tại sao tiền bối và Hoa Sinh tiền bối có thể từ thái cổ sống đến bây giờ? Hoa Sinh đạo trưởng trả lời. Đây là lực lượng của địa ngục, nói chính xác hơn là lực lượng Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Lực lượng Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Phong Phi Vân cảm thấy thật khó tin. Hoa Sinh đạo trưởng nói. Lực lượng một Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đại biểu cực độ lực lượng không gian, chỉ có cực độ lực lượng không gian mới ngăn được lực lượng thời gian sói mòn. Nhưng chỉ có Đại Thánh mới điều động được lực lượng Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Phong Phi Vân hoảng hốt nói. Cho nên Đại Thánh thông qua một số thủ đoạn vô thượng có thể ngăn cản thời gian sói mòn. Nếu Đại Thánh có thần thông vô thượng như vậy thì Thâm Uyên Ma Quân, Diệt Thế Ma Nữ sống từ thái cổ cũng không có gì lạ. Vì dù bọn họ không phải Đại Thánh nhưng Tu Vi đã rất gần với Đại Thánh. Hoa Sinh đạo trưởng gật đầu, nói. Hoa hậu Đại Thánh sử dụng lực lượng Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới tạo ra địa ngục này. Cái gọi là khí địa ngục chính là khí địa tâm Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Trong khí địa ngục bao bọc quỷ hồn có thể bất hủ, miễn chúng ta không rời khỏi địa ngục là sẽ linh hồn bất diệt. Phong Phi Vân hỏi. Vậy nếu rời khỏi địa ngục thì sao? Hoa Sinh đạo trưởng cười trả lời. Vậy đành chuyển thế tu lại, mọi thứ về con nố không? Phong Phi Vân nói. Nên khi Hoa Sinh đạo trưởng đến dương gian trừ ký ức trong đầu ra không mang theo tu vi gì, dựa vào sức mình từng bước tu luyện đến cảnh giới thánh linh. Hoa Sinh đạo trưởng đắc ý gật đầu. Hoa Sinh đạo trưởng là người nấu canh Mạnh Bà, lão không uổng nó, lúc lén chạy đi dương gian vẫn còn nhớ hết ký ức. Phong Phi Vân hỏi. Đạo trưởng lần thứ 2 luân hồi chuyển thế đi thần tấn vương triều là vì trấn áp nữ ma. Hoa Sinh đạo trưởng khẽ thở dài. Tiếc rằng lần thứ 2 luân hồi chuyển thế thời gian ngắn ngủi, tu vi chưa kịp nâng cao nên không trấn áp được nàng, để nàng dung hóa tam thi, từng bước đi đại đạo. Lúc nữ ma định thi biến lần thứ 5 thì Hoa Sinh đạo trưởng từng ngăn cản, nhưng khi ấy có đám người Phong Phi Vân giúp đỡ nàng, cuối cùng nữ ma thành công hoàn thành thi biển lần thứ 5. Mạnh Bà nheo mắt nói. Chẳng phải ngươi nói chỉ đi dương giới 1 lần. Hoa Sinh đạo trưởng biết mình bị Phong Phi Vân dụ dỗ nhỡ mồm, hung tợn lườm hắn. Hoa Sinh đạo trưởng phân bua. Ta chỉ muốn bù đắp sai lầm, mang Diệt Thế Ma Nữ về địa ngục. Mạnh Bà nói. Chỉ bằng vào ngươi cũng mơ đấu với Diệt Thế Ma Nữ. Ta nghi ngờ đạo tổ báo mộng là Diệt Thế Ma Nữ báo mộng cho ngươi, nhờ cậy ngươi trốn ra địa ngục. Hoa Sinh đạo trưởng dùng mình, mắt xoay tròn. Rất có thể. Mạnh Bà, Hoa Sinh đạo trưởng lại cãi nhau, đám quỷ hồn trên cầu Nại Hà ngẩn ngơ nhìn. Phong Phi Vân đứng một bên, chuyến đi địa ngục lần này giúp hắn tăng kiến thức. Thì ra tu vi của Đại Thánh khủng bố như thế, có cách bất hủ trong thời gian. Thâm Uyên Ma Quân, Diệt Thế Ma Nữ đều còn sống vậy ba đại thánh thái cổ không chừng sống với hình hài khác. Phong Phi Vân nghĩ đến bức tranh kia, Hoa hậu Đại Thánh ngồi xếp bằng trong ngũ thải thần thạch, xinh đẹp động lòng người, như tiên nhân giáng trần. Phong Phi Vân thầm nghĩ, không chừng một ngày nào đó Hoa hậu Đại Thánh sẽ quay về. Hy vọng lại trào dâng, có lẽ khi đám tu sĩ vực ngoại giết tới Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới còn khả năng liều mạng. Phong Phi Vân nhìn Mạnh Bà, Hoa Sinh đạo trưởng, cười tủm tỉm. Phong Phi Vân dài giọng. Lén đi dương gian là tội lớn, ta phải báo cho địa ngục quỷ chủ biết, nếu không quy tắc nguyên khu vực sẽ rối loạn hết. Hoa Sinh đạo trưởng giật mình kêu lên. Không thể cho quỷ chủ biết, không thì lão đạo ta sẽ bị đánh đến thần hình đều diệt. Mạnh Bà cũng hiểu vụ việc nghiêm trọng, Mạnh Bà cảm thấy đúng là Hoa Sinh đạo trưởng đã phạm sai lầm lớn. Nhưng lão và Mạnh Bà có quan hệ không tầm thường, nếu địa ngục quỷ chủ biết chuyện thì Hoa Sinh đạo trưởng khó thoát chết. Mạnh Bà nói, đúng là lão gài này đã phạm sai lầm lớn, nhưng xin vị tiểu hữu này giơ cao đánh khẽ tha cho hắn 1 lần. Tất cả đều tại Diệt Thế Ma Nữ ở sau lưng dở trò quỷ. Phong Phi Vân cười nói, ta và Hoa Sinh đạo trưởng có chút quen biết, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng nếu ta ở địa ngục khó tránh khỏi ngày nào đó lỡ miệng. Mạnh Bà, Hoa Sinh đạo trưởng là người thông minh, biết ngay ý đồ của Phong Phi Vân. Mạnh Bà hỏi,
Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi chạy ra địa ngục. Phong Phi Vân nói. Chỉ cần hai vị tiền bối chịu giúp một tay thì vãn bối vô cùng cảm kích. Mạnh Bà, Hoa Sinh đạo trưởng liếc nhau. Giờ điểm yếu của bọn họ nằm trong tay Phong Phi Vân, nếu không giúp hắn chưa biết chừng hắn liều mạng cá chết lưới rách. Hoa Sinh đạo trưởng đề nghị. Hay giúp hắn một phen đi. Mạnh Bà liếc xéo Hoa Sinh đạo trưởng, cuối cùng gật đầu. Ngươi dẫn hắn đi đi, tuyệt đối đừng để mấy đại nhân vật trong Phong Đô Quỷ Thành phát hiện, nếu không lần này sẽ rắc rối to. Phong Phi Vân biết có đường ra thì mừng rỡ, cùng Hoa Sinh đạo trưởng đi âm ti địa ngục Quỷ Thành trong truyền thuyết. Phong Đô Quỷ Thành tồn tại từ Thái Cổ đến nay, là một trong các thần thành cổ xưa nhất thiên địa. Đi trên cầu Nại Hà dưới chân đầy mây mù. Các quỷ hồn lướt qua bên người, có quỷ không đầu, có đầu cọp sói, có cưỡi trên chiếc xe quỷ, có ngồi trên lưng quỷ ưng. Phong Phi Vân hỏi bóng gió. Này Hoa Sinh lão đạo, tại sao cầu Nại Hà gãy? Hoa Sinh đạo trưởng mặc đồ rách dưới, hai tay chắp sau lưng ủ rũ đi tới. Hoa Sinh đạo trưởng trả lời. Thiên địa có khuyết, âm dương hai mặt, cầu Nại Hà và cầu Thông Thiên là cùng một chiếc cầu. Nhưng cầu Nại Hà đi thông địa ngục, cầu Thông Thiên đi thông tiên giới. Cầu Nại Hà thuộc mặt âm cây cầu, cầu Thông Thiên thuộc mặt dương. Thật lâu trước kia xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, cây cầu bị đánh gãy tách âm dương, một nửa ở lại địa ngục, một nửa ở tại tiên giới. Hoa Sinh đạo trưởng nói tiên giới ý chỉ tiểu linh tiên giới chứ không phải vân chi tiên giới trong truyền thuyết. Phong Phi Vân gật gù. Hóa ra là vậy. Phong Phi Vân lại hỏi. Nghe đồn địa ngục quỷ chủ là nhân vật cực kỳ lợi hại, không biết quỷ chủ là thân phận gì. Hoa Sinh đạo trưởng vuốt râu bạc trên cằm, nói. Mỗi đời địa ngục quỷ chủ đều chọn từ thánh nhân đức cao vọng trọng. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Thánh nhân công tích đại viên mãn sau khi chết sẽ đến địa ngục làm quỷ chủ. Hoa Sinh đạo trưởng gật đầu, nói. Đương nhiên mỗi đời quỷ chủ không thể vượt qua một ức năm, khi thánh nhân mới xuất hiện thì quỷ chủ thế hệ trước sẽ nhường ngôi, đi luân hồi cuộc sống mới. Đại thánh nhân mới trở thành địa ngục quỷ chủ. Phong Phi Vân hỏi. Vậy quỷ chủ đời này là vị đại thánh nhân nào? Hoa Sinh đạo trưởng cười tủm tỉm. Là một vị đại thánh hiền, vô thượng vĩ nhân của nhân tộc. Là ai thì chắc trong lòng ngươi đã có suy đoán. Phong Phi Vân cực kỳ giật mình. Chẳng lẽ là... Phong Phi Vân nghĩ đến đại thánh nhân trong truyền thuyết. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm Phong Đô Quỷ Thành bờ bên kia cầu Nại Hà, rất muốn đi vái đại thánh nhân kia. Nhưng đó chỉ là xúc động, nếu hắn thật sự đến gặp đại thánh nhân đó thì không ra khỏi địa ngục được. Hèn gì Mao Ô Quy nói tu vi địa ngục quỷ chủ không thấp hơn phủ chủ mộ phủ. Đâu chỉ không thấp. Lợi hại còn hơn phủ chủ mộ phủ. Phong Phi Vân thắc mắc hỏi. Ngay cả địa ngục quỷ chủ cũng phải đổi người các một ức năm, nhưng tại sao hai vị tiền bối từ Thái Cổ đến bây giờ không đổi người? Hoa Sinh đạo trưởng cười nói. Ta và Mạnh Bà chỉ là hai tiểu nhân vật, hai người nấu canh và múc canh. Đại nhân vật luôn không thể ngồi trên ngôi cao mãi, nhưng tiểu nhân vật lại có thể trường tồn trong thiên địa. Phong Phi Vân không tin lời Hoa Sinh đạo trưởng. Tiểu nhân vật có thể nghe đạo trước mặt đạo tổ. Tiểu nhân vật có thể cầm đạo tổ cổ kinh đi dương gian. Trong thiên địa này không có mấy người đến đi tự nhiên giữa địa ngục và dương gian. Lão nhân gia người đi địa ngục và dương gian như đi chợ. Địa ngục quỷ chủ cũng không thể tồn tại mãi trong địa ngục, nhưng người và Mạnh Bà tiền bối thì sống từ Thái Cổ đến bây giờ, chỉ là hai tiểu nhân vật thật sao? Hoa Sinh đạo trưởng không trả lời thẳng câu hỏi của Phong Phi Vân, mỉm cười nói. Lão đạo ta từng thề trước mặt đạo tổ là địa ngục không chống thì suốt đời không luân hồi cuộc sống mới. Phong Phi Vân móc nghỉa. Thế tại sao đi dương gian hai lần? Mặt Hoa Sinh đạo trưởng đen thui. Đó là tình huống đặc biệt, đặc biệt. Phong Phi Vân không dây dưa mấy chuyện vặt với Hoa Sinh đạo trưởng, hỏi. Tiền bối định dùng cách gì đưa ta ra địa ngục? Hoa Sinh đạo trưởng nói. Còn cách gì, đương nhiên là đi luân hồi lộ, luân hồi cuộc số ngầm ới. Yên tâm, người không uống canh Mạnh Bà, dù luân hồi chuyển thế vẫn giữ ký ức kiếp trước. Tư chất như người khoảng mấy trăm năm là sẽ trở về tu vi hiện nay. Phong Phi Vân túm cổ áo Hoa Sinh đạo trưởng xách lên. Lão già kia, đùa sao? Hiện tại đang là thiên địa thanh đồng cổ thuyền, lão kêu ta chuyển thế làm lại. Đùa hơi lố. Hoa Sinh đạo trưởng liên tục nói. Bình tĩnh, người trẻ tuổi nóng nảy quá.
Đột nhiên Phong Phi Vân con người co rút ném hoa sinh đạo trưởng xuống, vỗ trưởng vào hư không. Hư không gợn sóng, một bóng dáng nữ nhân yểu điệu lướt qua. Hoa sinh đạo trưởng phản ứng lại. Ai đó? Hai tay hoa sinh đạo trưởng kết đạo ấn rẻ hư không. Trong hư không có tiếng rên khẽ, nữ nhân tóc đen nhánh bị văng ra khỏi hư không, lơ lửng bên trên cầu Nại Hà. Ánh sáng đen bao bọc cơ thể nữ nhân, tay che ngực. Nữ nhân giật mình nhìn hoa sinh đạo trưởng. Mạnh quá! Phong Phi Vân kêu lên. Ô xào thánh tôn! Tóc đen bay lên, khuôn mặt ô xào thánh tôn xinh đẹp, khí thánh linh kinh khủng dâng trào. Phong Phi Vân, người muốn lén đến dương gian cũng nên mang theo ta. Hoa sinh đạo trưởng hỏi. Nữ nhân của ngươi. Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm, kiếm ý dâng trào. Đạo trưởng xem trọng ta quá, ta không nuôi nổi nữ nhân đẳng cấp thánh linh. Nàng ta là thánh tổ vực ngoại, cùng ta rơi xuống địa ngục, chuẩn bị chiến đấu đi. Ô xào thánh tôn cười nói. Nam nhân này thật vô tình, nếu ngươi không chịu mang ta đi khỏi địa ngục thì hôm nay không ai đi được. Ô xào thánh tôn lấy ra tổ chim đỏ thẫm, ngưng tụ ngôi sao đỏ rực đánh vào cầu Nại Hà. Ánh lửa nóng cháy bùng nổ, lực lượng lửa đốt đỏ khung trời. Vô số quỷ hồn bị lửa đốt cháy thành làn khói. Phập, phập, quỷ hồn trên cầu Nại Hà tan nát thành mấy mảnh. Nàng ta định đập gãy cầu Nại Hà, mau ngăn lại. Lưng Phong Phi Vân mọc cánh phượng hoàng bay lên trời, kiếm chém vào ô xào thánh tôn, kiếm khí như thần hà. Hai tay hoa sinh đạo trưởng liên tục vẽ thái cực, kiềm chặt quả cầu đỏ rực to như ngôi sao. Ô xào thánh tôn chỉ một cái công kích âm ti. Ngươi bị điên, nếu kinh động địa ngục quỷ chủ thì chúng ta đừng mơ chạy ra địa ngục. Phong Phi Vân lấy ra tám tam vị chân hỏa lô chặn lại chỉ quang của ô xào thánh tôn. Ô xào thánh tôn thừa dịp này bay đến cầu Nại Hà. Lực lượng thánh linh bùng nổ nâng cầu Nại Hà lên cắm xuống đáy sông Hoàng Tuyền. Cầu Nại Hà cắm vào sông Hoàng Tuyền hỗn tạp. Nước Hoàng Tuyền sôi sục, từng tầng gợn sóng lan tràn. Nhiều xương trắng khổng lồ bị cuốn lên, khí thế khủng bố từ đáy sông dâng lên. Mạnh bà, hoa sinh đạo trưởng biến sắc mặt, đồng thanh kêu lên. Nguy rồi! Phong Phi Vân hỏi. Có chuyện gì? Hoa sinh đạo trưởng trả lời. 18 tầng địa ngục nằm ở đáy Hoàng Tuyền, bây giờ cầu Nại Hà cắm vào 18 tầng địa ngục, nối với 18 thế giới nhà tù. Cự hung bị nhốt trong 18 tầng địa ngục sẽ dọc theo cầu Nại Hà bò lên, gây họa lớn rồi. Mạnh bà quát to. Vậy còn chờ gì nữa? Mau lấy cầu Nại Hà lên. Mạnh bà bay lên, hai tay ấn thân cầu, muốn dùng đại thần thông kéo cầu Nại Hà lên. Một quỷ thánh hình dạng như con nhện tò bò ra từ địa ngục, đi trên cây cầu. Quỷ thánh cười chói tai công kích mạnh bà. Mạnh bà chỉ một cái đánh ra chấn hồn ấn, quỷ thánh bị đánh gào rú. Vù 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 vù. Nhưng sau đó có nhiều cự hung hơn chạy ra từ 18 tầng địa ngục. Các luồng sáng trắng bắn lên cao, phát ra dao động kinh thiên động địa. Sông Hoàng Tuyền hỗn loạn, dao động mãnh liệt. Các bóng quỷ to lớn công kích, có như nhện, có như người khổng lồ, có như thần long. Tất cả là cự hung bị nhốt trong địa ngục. Khá nhiều là đẳng cấp quỷ thánh. Những thánh linh hung dữ sau khi chết quỷ hồn đi tới địa ngục sẽ gặp trừng phạt, nhiều người bị nhốt trong 18 tầng địa ngục. Hiện tại đám hung dữ này chạy ra. Vào trong nồi. Hoa sinh đạo trưởng lấy nồi đen ra, trong nồi phát ra lực hút mạnh mẽ hình thành vòng xoáy thông thiên, liên tục hút mấy chục cự hung cường đại vào nồi đen. Hoa sinh đạo trưởng chưa kịp thở vào thì đáy sông Hoàng Tuyền dâng lên khí thế siêu khủng bố, làm linh hồn run rẩy. Bùm! Một cái đuôi rắn đen bay ra khỏi Hoàng Tuyền đập vào nồi đen, đánh bay cái nồi khỏi tay hoa sinh đạo trưởng. Những cự hung bị nhốt trong nồi lại bay ra. Hoàng xà! Hoa sinh đạo trưởng ổn định thân thể, nhìn chằm chằm cuối cầu Nại Hà. Nước sông Hoàng Tuyền dâng lên, cái bóng đen to lớn bơi lội bên dưới. Ầm! Bóng rắn đen thô cỡ hòn núi bay ra khỏi sông Hoàng Tuyền, lộ ra đầu rắn dữ tợn, phải phát ra yêu tính, ánh mắt chứa ma lực. Khí thế siêu kinh khủng. Quỷ thánh ở trước mặt nó rất là ngoan, không dám cản rỡ. Hoàng xà hú dài. Địa hoàng, ta lại đi ra, ha 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 ha. Thiên địa trong địa ngục chấn động. Hoàng xà há mồm hút, khí địa ngục không ngừng bay vào miệng nó. Vảy trên người hoàng xà càng ngưng tụ, không biết bao nhiêu quỷ hồn bị nó hút vào. Quỷ khí trên người hoàng xà càng đậm đặc. Phong Phi Vân hoảng hốt.
chẳng phải hoàng xà đã bị địa hoàng đại thánh chém sao? Hoa sinh đạo trưởng nói, địa hoàng đại thánh chỉ chém thân thể hoàng xà chứ không chém thánh hồn. Nói đúng hơn là thánh hồn của hoàng xà quá mạnh, địa hoàng đại thánh cũng không thể tiêu diệt, buộc phải trấn áp nó trong 18 tầng địa ngục. Hoàng xà, đây là hung mã có thể đối kháng với địa hoàng đại thánh. Yêu hoàng kiếm, một trong 10 hung binh thái cổ do hoàng xà luyện chế, đồn rằng mấy nữ thánh trong thái cổ bị nó nô dịch linh hồn, bị hấp thu tinh khí tăng cao thể chất và linh hồn cho nó. Đây là kẻ phong vân một cõi thái cổ, sánh ngang với 7 hung ma thái cổ. Phong Phi Vân cảm giác yêu hoàng kiếm trong tay mình rung bần bật, phát ra tiếng leng keng muốn bay ra khỏi tay hắn. Hoàng xà ngước cái đầu to lên, đôi mắt sáng như hai vầng trăng đỏ máu. Hoàng xà nhìn Phong Phi Vân, cười âm trầm. Ngươi tìm được hai khúc yêu hoàng kiếm, xem ra ngươi là thân thể mà yêu hoàng kiếm tìm giúp ta. Luồng thần quang quét qua Phong Phi Vân. Thân thể đúng là mạnh, đủ đối địch thánh linh, chịu được thánh hồn của ta. Hoàng xà công kích Phong Phi Vân, mang theo gió tanh, quỷ khí dày đặc vòng quanh người nó giết linh hồn Phong Phi Vân, đoạt xá thân thể. Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng cùng đánh ra trấn hồn thần thuật, nhưng bị hoàng xà dễ dàng đánh nát. Đuôi rắn hất bay Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng. Dầm bịch. Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng rơi vào hoàng tuyền, không đỡ nổi một kích của hoàng xà. Phong Phi Vân giơ kiếm đứng thẳng, vận dụng pháp tướng Hoa Hậu đại thánh, ảo ảnh một vạn linh thú chiến thể hiện ra sau lưng. Người Phong Phi Vân rực cháy lửa, Phong Phi Vân nhìn thẳng hoàng xà. Dù đối diện hung ma thì lòng Phong Phi Vân chẳng hề hoảng hốt. Cái bóng to của hoàng xà đổ ập xuống, Phong Phi Vân như con kiến nhỏ xíu trước mặt nó. Ầm 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 ầm. Lúc này hư không dao động, thánh khí hùng hồn rồi rào ập đến. Khí thế dũng mãnh lấp đầy địa ngục. Hướng Phong Đô Quỷ Thành bay tới bàn tay to, năm ngón tay như năm cây cột trống trời dựng trong thiên địa. Ầm. Hoàng xà bị một chưởng đánh bay, cơ thể to lớn đụng vào cầu Nại Hà làm cây cầu rung mạnh phát ra tiếng ken két. Hoàng xà bị trấn áp quá lâu, tuy có quỷ khí bồi bổ nhưng tu vi sói mòn nghiêm trọng, không trở về huy hoàng thời kỳ đỉnh cao. Hoàng xà gào thét. Là ai, trừ địa hoàng ra còn người có thể đánh lui bổn tọa? Mạnh bà. Hoa Sinh đạo trưởng bò ra khỏi sông Hoàng Tuyền, đứng bên bờ sông nhìn bàn tay to. Địa ngục quỷ chủ. Bàn tay to lơ lửng trên bầu trời, có sức mạnh to lớn vô cùng, như bàn tay của trời. Hoàng xà vặn vẹo lấy ra một khúc yêu hoàng kiếm lơ lửng trên đầu nó. Hoàng xà cười to bảo. Địa ngục quỷ chủ bình thường, chẳng qua là một tiểu bối cũng mơ trấn áp ta. Ầm, thủ ấn to lại giáng xuống đánh bay hoàng xà. Phong Phi Vân vội lùi ra xa, lực lượng thủ ấn quá khủng khiếp, không chỉ đập nát không gian mà còn đánh thời gian vặn vẹo, nếu bị cuốn vào bão thời gian dù là thánh linh cũng sẽ lạc trong tầng tầng lớp lớp thời gian, mãi mãi không quay về được. Ầm 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 ầm. Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng cùng ra tay, nhấc cầu Nại Hà ra khỏi hoàng tuyền. Cầu Nại Hà lại lơ lửng trong không trung, nhiều cự hung chạy ra từ 18 tầng địa ngục đứng trên cây cầu nhưng bị thủ ấn của địa ngục quỷ chủ đánh thành tro. Tuy địa ngục quỷ chủ không lộ mặt, chỉ đánh một thủ ấn đã thay trời đổi đất, xoay chuyển càn khôn, khống chế cục diện. Chỉ có hoàng xà là đánh mãi không chết, vẫn đang chiến đấu với địa ngục quỷ chủ. Trong lúc hoàng xà và địa ngục quỷ chủ kịch chiến, Ô Sào Thánh Tôn biến thành luồng sáng đen muốn bay ra khỏi âm ti. Chỉ có Phong Phi Vân phát hiện Ô Sào Thánh Tôn, xách yêu hoàng kiếm rượt theo. Vù 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 vù. Phong Phi Vân vùng chiến kiếm chém lưng Ô Sào Thánh Tôn. Ô Sào Thánh Tôn chủ động cầu hòa. Phong Phi Vân, chúng ta tạm ngừng chiến đi. Muốn chạy ra địa ngục chỉ có thể thừa dịp địa ngục quỷ chủ và hoàng xà đánh nhau. Nếu địa ngục quỷ chủ trấn áp được hoàng xà thì chúng ta sẽ suốt đời bị nhốt trong địa ngục. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi tính toán giỏi thật, tiếc rằng ta sẽ không hợp tác với kẻ muốn giết ta. Băng Thiên Đạo. Cảnh tượng diệt thế ập hướng Ô Sào Thánh Tôn, uy lực diệt thế khủng khiếp trấn các quỷ hồn hồn phi phách tán. Như cát vàng bị gió thổi tan. Hai người chiến đấu đến cửa Phong Đô Quỷ Thành, gây ra náo động lớn, cát bay đá chạy. Tám quỷ hoàng canh gác ở cửa thành, thấy hai người chiến đấu từ xa thì thầm sợ. Đây là hai thánh linh đánh nhau, khí lưu nào tràn ra đều có thể đánh chúng nó hình thần đều diệt. Đóng cửa thành lại, ngăn bọn họ bên ngoài Phong Đô Quỷ Thành. Tám quỷ hoàng trốn vào Phong Đô Quỷ Thành, đóng cửa quỷ thành.
Ô Sào Thánh Tôn cách hư không vỗ vào cửa thành. Mở ra. Một trường vỡ trời nát đất nhưng bị cây diều chiến trên cửa thành chặn lại, đánh tan thành vô hình. Cây diều chiến rất cổ xưa, loang lổ khảm trên cửa phong đô quỷ thành, uy nhiếp thần tính như diều chiến thần linh. Bất cứ công kích nào đánh vào phong đô quỷ thành sẽ bị diều chiến xóa tan vô hình. Phong Phi Vân đại chiến với Ô Sào Thánh Tôn ở bên ngoài phong đô quỷ thành cũng thấy cảnh vừa rồi. Lực lượng diều chiến xóa tan một kích hết sức của Ô Sào Thánh Tôn, nó có lai lịch gì mà mạnh mẽ như thế? Phong Phi Vân liếc diều chiến, bỗng chốc thấy một cảnh khó tin. Trên diều chiến nhỏ máu đỏ rực, là máu của thánh linh, vô số giọt máu thánh linh. Vù 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 vù. Ô Sào Thánh Tôn thừa dịp này lại xông vào phong đô quỷ thành, nhưng cây búa trên cửa thành phát ra ánh sáng đỏ chói mắt chấn Ô Sào Thánh Tôn hộc máu. Phụt! Ô Sào Thánh Tôn bay ngược ra, trong mắt tràn ngập giật mình. Chẳng lẽ là chiến binh vô thượng? Cây búa to trên cửa thành rung bần bật, ánh sáng đỏ bắn ra, vang tiếng vù vù. Phong đô quỷ thành, địa ngục lung lay theo. Phong Phi Vân nhìn cây búa to khảm trên cửa phong đô quỷ thành phía xa, lòng rất rung động. Chẳng lẽ là thần phủ mà thần phượng đại nhân đã tế luyện? Thái cổ thần phượng từng đến địa ngục, còn mang đi luân hồi chi ấn. Phong Phi Vân biết thái cổ thần phượng lấy luân hồi chi ấn cũng vì bất đắc dĩ, muốn dùng luân hồi chi ấn giúp các tổ tiên chết trận thái cổ luân hồi chuyển thế. Hiện giờ bàn man phủ của thái cổ thần phượng xuất hiện trên cửa phong đô quỷ thành, đây là tình huống gì? Năm xưa thái cổ thần phượng xông vào địa ngục muốn lấy đi luân hồi chi ấn, đại chiến với địa ngục quỷ chủ lúc bấy giờ. Cuối cùng địa ngục quỷ chủ bị đánh bại, thái cổ thần phượng lấy luân hồi chi ấn đi. Nhưng thái cổ thần phượng để bàn man phủ lại địa ngục, dùng lực lượng thần phủ giúp đỡ trấn áp hung ác trong địa ngục, xem như bồi thường. Hoa sinh đạo trưởng từ cầu Nại Hà chậm rãi đến gần, áo đạo bay trong gió. Hoa sinh đạo trưởng nhìn cây búa to trên cánh cửa, lòng thầm kính sợ. Lấy luân hồi chi ấn, mạnh mẽ đánh bại địa ngục quỷ chủ, để lại thần phủ treo trên quỷ thành. Phong Phi Vân có thể tưởng tượng năm xưa thái cổ thần phượng khí phách vô thượng, đó mới là đại anh hùng, đại hào kiệt. Phong Phi Vân so với thái cổ thần phượng kém quá xa. Hoa sinh đạo trưởng nói. Từ thái cổ đến nay bàn man phủ luôn treo trên cửa phong đô quỷ thành, mỗi lần địa ngục gặp đại tai kiếp mới phát ra uy lực vô thượng mạnh mẽ chân áp tai kiếp. Đây là lần đầu tiên bàn man phủ lung lay, như sắp bay ra khỏi thành lầu. Ô Sào Thánh Tôn nói. Đây là cây búa đồ thánh, ngày xưa thái cổ thần phượng dùng cái búa này giết vô số thánh linh, tuyệt đối không thể để nó lại bay ra. Ô Sào Thánh Tôn đánh ra phần thiên quyết, muốn hòa tan phong đô quỷ thành. Dung luyện bàn man phủ vào quỷ thành. Hoàng xà bay qua. Ha 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 ha. Thần binh mạnh quá, loại thần binh này đương nhiên phải thuộc về bổn tọa. Hoàng xà quét bay mọi người. Trong tầng tầng quỷ vụ thò ra một móng vuốt chộp vào búa to khảm trên tường thành. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc bay đến trên đầu hoàng xà, liên tục đánh ra bốn diệt thế đạo chấn nát móng vuốt hoàng xà ngưng tụ ra. Hoàng xà tức giận quát. Đáng giận. Chết đi cho ta. Hoàng xà lấy ra một khúc yêu hoàng kiếm biến thành luồng sáng lạnh. Phập. Khúc yêu hoàng kiếm đâm vào trán Phong Phi Vân, một giọt máu chảy ra. Hoàng xà cười khẩy nói. Bán yêu bình thường cũng muốn đối địch với ta. Giờ hãy làm nô lệ cho ta đi. Phong Phi Vân đột nhiên mở mắt ra. Khúc yêu hoàng kiếm cắm vào trán Phong Phi Vân rung bần bật, tay hắn cầm khúc kiếm rút ra khỏi trán, dung luyện thành kiếm gãy trong tay. Ba khúc yêu hoàng kiếm hợp nhất. Yêu hoàng kiếm hoàn chỉnh. Hung uy sóng cuộn trào bộc phát từ yêu hoàng kiếm, bầu trời phong đô quỷ thành trở nên đỏ rực. Từng tầng xương đỏ chồng chất, ánh đỏ mặt đất. Quanh người Phong Phi Vân có thánh khí xoay tròn, tụ tập vào trán hắn. Hoa sinh đạo trưởng híp mắt nhìn Phong Phi Vân. Hắn, độ sinh kiếp trong địa ngục, trước kia chưa ai làm chuyện này. Phong Phi Vân cũng bị buộc bất đắc dĩ. Yêu hoàng kiếm đâm thủng trán Phong Phi Vân, lực lượng hoàng xà xâm nhập vào cơ thể. Nếu Phong Phi Vân không độ sinh kiếp không chừng sẽ bị hoàng xà khống chế. Phong Phi Vân buộc lòng chết rồi tìm đường sống, độ sinh kiếp ngay trong địa ngục. Trạng thái Phong Phi Vân bây giờ rất huyền diệu, rõ ràng là độ kiếp, tất cả thần trí chìm sâu trong cơ thể nhưng vẫn có thể điều khiển thân xác. Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm, ba khúc kiếm sáng lấp lánh. Đạo tắc trong thiên địa hóa thành vòng xoáy lớn.
Phong Phi Vân vừa độ kiếp vừa điều động kiếp lực rèn luyện yêu hoàng kiếm, muốn hoàn toàn luyện hóa thái cổ hung binh. Hoa Sinh đạo trưởng giật mình kêu lên. Hiểu rồi, hắn cảm ngộ chân lý đại đạo, trong địa ngục cũng có chân lý nên hắn có thể đột phá trong Thanh Long Thánh Tổ, trở thành chân lý thánh tổ thứ nhất trong thiên địa. Nhưng chân lý đại đạo dễ tu thành sao? Thay đổi đột nhiên làm mọi người giật mình. Phong Phi Vân tu luyện chân lý đại đạo trong truyền thuyết, bây giờ đạo của hắn sắp đại thừa, thành thánh giả nắm giữ chân lý đại đạo. Địa vực là nơi tử khí đậm nhất, có người độ sinh kiếp tại đây chẳng khác nào tự sát. Phong Phi Vân đứng trước Phong Đô Quỷ Thành, tử khí bao phủ toàn thân. Yêu hoàng kiếm trong tay Phong Phi Vân tỏa ánh sáng đỏ máu, yêu tính khiếp người, lột xác từng bước. Yêu hoàng kiếm bị gãy ba khúc vào thời kỳ thái cổ, tinh khí sói mòn nhiều. Dù bây giờ ba khúc hợp một yêu hoàng kiếm cũng không thể đến đỉnh chiến uy hung binh thái cổ, nhưng nếu nó được thánh linh sinh kiếp lực rèn luyện không chừng phá rồi lập, vô địch thiên hạ. Thánh linh sinh kiếp lực giấy lên bão tố bên ngoài âm ti, thiên địa biến sắc. Quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ thánh trong Phong Đô Quỷ Thành bị kinh động bay lên trên tường, vô cùng giật mình nhìn nam nhân đang độ kiếp. Đạo chân lý là chính đạo thiên địa. Nếu hắn đột phá không chừng sẽ trực tiếp vượt qua ngụy thánh cảnh giới, trở thành chân thánh. Ô Sào Thánh Tôn rung động, vươn tay ngọc nâng tổ chim đỏ rực chuẩn bị tùy thời tấn công, ngăn cản Phong Phi Vân bước vào cảnh giới thánh linh. Nhưng có Hoàng Xà, một số cự hung quỷ thánh có mặt nên Ô Sào Thánh Tôn không tùy tiện ra tay. Thánh linh cũng chia cảnh giới. Thánh linh đệ nhất trọng được xưng là Minh Nhật Thánh Cảnh, ngụy thánh cảnh. Mới vào thánh linh bất ổn. Thánh thai chưa thành hình hoàn toàn. Nếu xảy ra biến cố lớn không chừng sẽ rớt xuống vũ hóa cảnh lại. Thánh linh đệ nhị trọng gọi là thông thiên thánh cảnh, thánh thiên ổn định, thông thiên triệt địa, vô tháp vô thiên. Có thể sáng tạo một giới, trở thành chí tôn một giới, pháp lực thông thiên. Thánh linh đệ tam trọng gọi là tiểu chân thánh cảnh, lĩnh ngộ chân lý đại đạo, được gọi là thánh linh trong thánh linh. Thánh linh đệ tứ trọng là đại chân thánh cảnh. Thánh linh đệ ngũ trọng là vô lượng chân thánh cảnh, thánh niệm ra chúng sinh đều là thánh. Thánh linh đệ lục trọng được gọi là thánh vương cảnh, vương giả trong thánh linh, có thể hiệu lệnh thánh linh trong thiên địa, giảng đạo cho thánh linh. Thánh linh đệ lục trọng gọi là tổ thánh cảnh, một niệm ra chúng sinh triều bái, một pháp hiện cùng tồn tại với trời. Thánh linh đệ bát trọng gọi là thần thánh cảnh, giống như thần linh, chúa tể thiên địa vạn vật, trời khó diệt, đất khó chôn. Lòng máy động có thể đi bất cứ góc nào trong thiên địa, thần niệm động có thể hóa thân ức vạn. Thánh linh đệ cửu trọng được gọi là đại thánh cảnh, gần với tiên nhân, không gì không làm được. Bởi vì Phong Phi Vân tu luyện chân lý đại đạo nên nhiều người nghi ngờ khi hắn đột phá cảnh giới thánh linh sẽ trực tiếp bước vào thánh linh đệ tam trọng, tiểu chân thánh cảnh, trở thành thánh linh trong thánh linh, tồn tại như chân thần, phất tay một cái là nghiền nát thánh linh. Lúc Thủy Nguyệt Đình chém thánh đồ long mới là đại chân thánh cảnh, từ đó thấy được cảnh giới chân thánh khủng bố, kiếm chém thánh linh, đạo diệt thần long. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, muốn đến tiểu chân thánh cảnh rất khó khăn, như muốn trẻ sơ sinh trực tiếp thành cao thủ võ đạo. Nhiều thánh giả kinh tài tuyệt diễm tu luyện suốt đời cũng không thể bước vào cảnh giới kia. Hoàng Xà khoanh tròn, mắt nhìn Phong Phi Vân, phát ra thần niệm kêu một cự hung tu vi cảnh giới quỷ thánh đến. Hoàng Xà nói, người đi cướp yêu hoàng kiếm trong tay hắn cho bổn tọa, đâm kiếm vào người hắn. Quỷ thánh hình dạng như con nhện nhưng đầu người, hỏi. Tại sao ngươi không tự mình ra tay? Hoàng Xà nói, ta đường đường là chí tôn Hoàng Xà, sao có thể thừa dịp một tiểu bối tu luyện thì ra tay? Nếu truyền ra ngoài sẽ làm hỏng uy danh của ta. Hoàng Xà từng là nhân vật có thể chiến đấu với địa hoàng đại thánh, tâm cao khí ngạo. Thân phận như Hoàng Xà không thể làm chuyện cướp giật, nhưng lòng không muốn Phong Phi Vân đột phá cảnh giới thánh linh nên mới kêu quỷ thánh nhền nhện hành động. Quỷ thánh nhền nhện không dám đắc tội Hoàng Xà, biến thân quỷ vụ bay hướng Phong Phi Vân. Hoa Sinh đạo trưởng lướt ngang đứng trước mặt Phong Phi Vân, lão mặc áo đạo rách dưới, lưng cõng nồi đen. Hoa Sinh đạo trưởng bắt ấn vô lượng, nói. Vô lượng thiên tôn, võ pháp quỷ thánh, người hãy trở về địa ngục đi. Làm bạn với Hoàng Xà suốt đời không được siêu sinh. Quỷ vụ gầm giống. Mạnh lão già, người canh giữ địa ngục lâu như vậy không thấy ngươi siêu sinh, chẳng lẽ muốn độ hóa bản thánh sao? Một đoàn khói đen biến thành vuốt quy to lớn chộp Hoa Sinh đạo trưởng. Tu vi của quỷ thánh nhền nhện rất đáng sợ,
lúc còn sống là thánh tổ thông thiên, khi chết đi thánh hồn vẫn cường đại không gì sánh bằng. Quỷ thánh nhện nhện bị Hoa Sinh đạo trưởng bắt nhốt vào tầng thứ 10 địa ngục. Nồi đen bay ra từ sau lưng Hoa Sinh đạo trưởng, phát ra ánh sáng đen. Nồi đen biến thành lỗ đen lơ lửng trong không trung. Hoa Sinh đạo trưởng thi triển đạo tổ thần pháp. Vào đi, trở về địa ngục nhận trừng phạt, khi nào lệ khí biến mất lúc đó lại được cuộc sống mới. Hoa Sinh đạo trưởng thu võ pháp quỷ thánh vào, quỷ thánh nhện nhện biến mất trong lỗ đen. Thanh âm độc ác vọng ra từ lỗ đen, thanh âm xa dần mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Hoa Sinh đạo trưởng liếc đám cự hung trốn ra ngoài, nói. Xuống địa ngục là đáng tội các ngươi, có tội thì phải chuộc lại. Về đi, vào con đường này trở về nơi mình nên đi. Cự hung nói. Khục khục, lão đạo bị điên rồi. Hôm nay đã thoát khốn đương nhiên chúng ta sẽ giết đến trời long đất lở. Một cự hung khác lên tiếng. Trong địa ngục thật sự khó chịu, hôm nay chúng ta sẽ đảo điên địa ngục, từ nay địa ngục không còn ác quỷ. Trong phòng đồ quỷ thành bay ra hơn 10 quỷ thánh lơ lửng bên cạnh Hoa Sinh đạo trưởng. Nhìn những cự hung chạy ra khỏi địa ngục. Các quỷ thánh lên tiếng. Trấn hồn ấn chú. Hơn 10 quỷ thánh đều là thánh hồn của đại thánh giả sau khi chết, đến địa ngục thành độ ách thánh giả, chuyên độ ác nhân, trấn áp cự hung. Những cự hung bị trấn hồn ấn chú oanh kích quỷ thể tán đi, phát ra tiếng gào rú thảm thiết. Hoàng Xà mặt không đổi sắc hừ lạnh, há miệng rồng nuốt các cự hung vào người. Có 5 quỷ thánh bị Hoàng Xà nuốt biến thành tinh khí cho nó. Cơ thể Hoàng Xà càng ngưng tụ, tà khí nặng hơn. Hoàng Xà đụng đầu đánh bay hơn 10 quỷ thánh. Growl. Hoàng Xà há mồm nuốt hơn 10 quỷ thánh vào miệng. Ầm 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 ầm. Bàn man phủ khảm trên thành lâu phong đô quỷ thành tỏa sáng chói lòa lại rung rinh. Thiên địa lắc lư, luồng tinh khí lửa bắn ra từ lưỡi búa, trong đó có một tinh khí đập vào lưng Hoàng Xà. Phập. Mảng lớn quỷ khí trên lưng Hoàng Xà bị đánh tan. Hoàng Xà giống to. Một cây búa mà muốn nghịch thiên sao? Hoàng Xà không tấn công hơn 10 vị quỷ thánh mà bay đến bên trên sông Hoàng Tuyền, há mồm hút nước. Rào rào. Nước sông Hoàng Tuyền là nước chí âm, chí trọc trong thiên địa. Trừ phi là thánh linh nếu không rơi vào sông Hoàng Tuyền cơ thể sẽ bị ăn mòn thành bộ xương trắng ngay. Hiện giờ Hoàng Xà lại uống sông Hoàng Tuyền. Con sông địa ngục này không biết hòa tan bao nhiêu vong hồn, ăn mòn bao nhiêu xác chết. Lắng động bao nhiêu máu và xương. Thánh linh uống một giọt cũng sẽ bị ô nhiễm thánh thai, chỉ có cự hung như Hoàng Xà mới dám uống ửng ực. Mạnh Bà biến sắc mặt nói. Nó định uống nước Hoàng Tuyền hắn đến đỉnh, trở thành ma thần chí âm chí tà. Có 2 quỷ thánh chạy tới ngăn Hoàng Xà lại nhưng bị nó dễ dàng chấn áp, nuốt vào miệng. Ô Sào Thánh Tôn nhìn mà ra đầu tê dại, nàng chưa từng nghĩ đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới sẽ có tồn tại hung ác như vậy. Đúng là hung thần vô pháp võ Âu Thiên. Một thanh âm hùng hồn vang lên trên bầu trời. Hoàng Xà, ngươi nên trở lại. Một nam nhân trung niên bước ra từ phong đô quỷ thành, khí chất uy nghiêm vô thượng quân lâm thiên hạ, lại có tấm lòng thánh giả từ bi thương người. Nam nhân trung niên chân đạp hư không, bước sinh hoa sen, thân như thần thánh. Các quỷ hồn quỳ lạy, quỷ thánh cũng cong lưng khom người vái. Thân ở địa ngục, khí như quân vương. Tâm ở địa ngục, thần như trích tiên. Nam nhân trung niên chắp hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, tóc dài như thác, áo gọn gàng sạch sẽ. Nam nhân trung niên chậm rãi đến đầu cầu Nại Hà. Nam nhân trung niên nhìn Hoàng Xà. Nếu ngươi không chịu rút tay về thì buộc lòng trấn áp ngươi. Hoàng Xà lơ lửng trên sông Hoàng Tuyền, vẫn còn uống nước, vảy tràn đầy tà quang, mắt đỏ rực, khí thế dữ tợn khiếp người. Hoàng Xà cười nói. Ngày xưa địa hoàng chỉ có thể phong ân ta, nhãi danh như ngươi làm gì được ta. Nam nhân trung niên lắc đầu, nói. Vậy đành trấn áp ngươi. Hoàng Xà cuồng cười. Ha 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 ha. Thế thì chiến đi, ta muốn nhìn xem địa ngục quỷ chủ đương thời là loại tồn tại gì. Đuôi rắn quất qua như thanh thần đao cắt trời, chém rách hư không. Nam nhân trung niên nhẹ nhàng vươn tay, bàn man phủ khảm trên phong đô quỷ thành bay vào tay gã. Vung búa, trời vỡ đất nứt. Ầm. Hoàng Xà bị bàn man phủ đánh rớt xuống sông Hoàng Tuyền, cơ thể đứt hai khúc nổi trên mặt nước. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy giật mình nhìn nam nhân trung niên đứng trên cầu Nại Hà. Hoàng Xà nhìn cây búa to. Sao có thể như vậy? Một chiêu đã thua. Nam nhân trung niên giơ búa to lên,
lạnh nhạt nói. Về đi, trở về địa ngục. Ầm, địa ngục đột nhiên lắc mạnh, một cây cầu gãy từ trên trời rớt xuống. Cây cầu gãy rất giống cầu Nại Hà từ trên trời rớt xuống, có người đứng trên cây cầu. Có người mang cầu thông thiên từ Nhạc Tước Linh đến địa ngục. Ô Sào Thánh Tôn nhìn bóng người khủng bố trên cầu thông thiên, lòng rung động mãnh liệt. Là hắn, Thâm Uyên Ma Quân. Hai khúc thân thể hoàng xà gắn lại, thừa dịp chạy trốn. Hoàng xà lén hút sông Hoàng Tuyền, muốn hút hết nước sông. Với linh hồn của hoàng xà u luyện Hoàng Tuyền quỷ đạo, từ đấy siêu thoát địa ngục, trở thành chúa tể trong tà. Nam nhân trung niên đứng trên cầu Nại Hà ngước đầu nhìn cầu thông thiên từ trên trời giáng xuống. Nam nhân trung niên nheo mắt nói. Thời buổi rối loạn. Thiên địa một cây cầu, âm dương hai mặt. Âm là cầu Nại Hà. Dương là cầu thông thiên. Cuộc chiến thời viễn cổ âm dương hai phần, một xuống địa ngục, một lên tiên giới. Hiện cây cầu gãy tiểu linh tiên giới đến địa ngục. Một bóng người bao phủ trong khói đen đứng trên cầu thông thiên. Mông lung không thấy rõ ràng. Chỉ cảm giác bóng đen toát ra khí thế mạnh mẽ như thần linh từ thần giới đến, đè ép chúng sinh quỳ rạp. Đây là một vị ma quân làm thánh linh cũng phải sợ hãi. Thâm Uyên Ma Quân đứng trên cầu thông thiên nhìn bên dưới, nhìn xuống thương sinh. Địa ngục quỷ chủ, bản quân đến vì gặp diệt thế ma nữ. Hãy mở ra cửa địa ngục cho bản quân, sẽ tha ngươi một con đường sống. Nam nhân trung niên đứng yên trên cầu Nại Hà. Dường như có làn gió thổi qua người. Trong địa ngục chỉ có đường chết, làm gì có đường sống. Thâm Uyên Ma Quân nhíu mày, mắt lóe tia sáng trí tuệ như nhìn thấu bản chất sự việc. Thâm Uyên Ma Quân nói. Diệt thế ma nữ đã rời khỏi địa ngục. Hoa Sinh đạo trưởng biểu tình cực kỳ khó xem đứng bên cạnh Phong Phi Vân, làm bộ bình tĩnh. Phong Phi Vân đang độ sinh kiếp, quanh người có vô số chân lý đạo tắc lượn lờ. Hoa Sinh đạo trưởng giả bộ hộ pháp cho Phong Phi Vân, sợ bị địa ngục quỷ chủ phát hiện lão thả diệt thế ma nữ đi, đây là tội lớn. Địa ngục quỷ chủ đứng trên cầu Nại Hà, mỉm cười nói. 3 vạn năm trước nàng trốn ra địa ngục, tất cả đều là số phận, không ai ngăn cản được. Tim Hoa Sinh đạo trưởng rớt cái bịch, thì ra địa ngục quỷ chủ đã biết trước. Vẻ mặt Thâm Uyên Ma Quân thất vọng gật đầu, nói. Được rồi. Hôm nay bản quân còn muốn mượn một thứ của quỷ chủ. Địa ngục quỷ chủ nói. Trong địa ngục không có nhiều thứ ngươi có thể mang đi. Thâm Uyên Ma Quân nói. Bản quân muốn cầu Nại Hà. Địa ngục quỷ chủ lắc đầu, nói. Ngươi không lấy đi được. Để bản quân thử xem. Thâm Uyên Ma Quân bay trong không trung, cầu thông thiên bay lên. Ma quang bao bọc cầu thông thiên biến thành cầu ma thiên địa. Ầm, cầu ma đè xuống. Vô số đạo tắc đan xen như các sợi thần liên công kích địa ngục quỷ chủ. Lực lượng rất kinh khủng, những quỷ thánh đứng phía xa tập thể thụt lùi. Bọn họ cảm giác lực lượng khổng lồ vô biên, trước mặt đẳng cấp như Thâm Uyên Ma Quân, các quỷ thánh bị áp lực tựa người bình thường, sức mạnh bị giam cầm. Địa ngục quỷ chủ nhẹ nhàng đứng trên cầu Nại Hà, bàn man phủ trong tay nặng bằng ước vạn cân, như cây búa khai thiên. Búa nhẹ rung trong tay địa ngục quỷ chủ đã gây dao động lớn. Thần uy sóng thần. Nhát búa chém ra, cầu thông thiên bị chặt đảo ngược. Đè. Thâm Uyên Ma Quân đạp trên cầu thông thiên nhấn xuống, áp khí cuộn trào phát tán. Vù 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 vù. Những quỷ thánh đứng bên ngoài Phong Đô quỷ thành bị sóng khí hất bay. Mạnh bà nói. Rút, rút về âm ti hết, mở ra thập phương diêm la trận bảo vệ quỷ thành. Những quỷ thánh rút về âm ti, không dám ở lại bên ngoài. Địa ngục quỷ chủ. Thâm Uyên Ma Quân đại chiến sẽ nghiền nát chúng nó, hình thần đều diệt. Ô Sào Thánh Tôn cũng muốn bay vào âm ti nhưng bị Mạnh Bà ngăn lại. Ô Sào Thánh Tôn, Mạnh Bà đánh nhau bên ngoài Phong Đô quỷ thành, từng đợt thánh quang, quỷ khí tuôn ra. Vòng xoáy quay quanh người Phong Phi Vân bình ổn, từ từ mở mắt ra, chân lý đạo tắc trong người rút về. Phong Phi Vân nói, thất bại, không độ qua sinh kiếp. Hoa Sinh đạo trưởng kinh ngạc nhìn Phong Phi Vân. Rõ ràng lão cảm thấy hắn sống qua, đạo tắc trong người càng mạnh hơn. Nhưng như Phong Phi Vân nói hai chữ thất bại, trên người hắn không có khí căn nguyên thánh linh, không phải cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Độ một nửa, không qua được. Hoa Sinh đạo trưởng thấy rộng biết nhiều nhưng chưa từng nghe có chuyện như vậy xảy ra. Độ qua sinh kiếp, lập địa thành thánh. Không độ qua sinh kiếp,
đạo tiêu thần chết. Còn tình huống thứ ba, Phong Phi Vân lừa quỷ sao? Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Ta lĩnh ngộ đạo chân lý chưa đủ để thành thánh, không độ qua kiếp này được, thiếu một chút lửa. Hoa Sinh đạo trưởng lau mồ hôi. Có thể độ sinh kiếp một nửa, trừ một nửa sao? Hoa Sinh đạo trưởng cho rằng Phong Phi Vân không nói thật. Phong Phi Vân nói. Người bình thường đương nhiên không thể, nhưng bán yêu thì có thể. Một nửa là yêu, một nửa là người. Yêu có thể thành thánh, người vẫn là người. Cần tìm cơ hội khác mới độ qua một nửa thánh linh sinh kiếp còn lại. Hoa Sinh đạo trưởng cảm thấy Phong Phi Vân không phải con người, làm chuyện gì đều vượt tầm người bình thường. Phong Phi Vân nhìn địa ngục quỷ chủ, Thâm Uyên ma quân đại chiến ở phía xa, nỗi lòng kích động. Rốt cuộc thấy địa ngục quỷ chủ trong truyền thuyết, đây là vô thượng vĩ nhân của nhân tộc. Sống là nhân kiệt, chết càng hy sinh oanh kiệt. Anh tư của địa ngục quỷ chủ vô cùng cao lớn, như lúc gã còn sống khiến người tôn kính. Địa ngục quỷ chủ đấu với bảy hung ma thái cổ trời long đất lở. Tại sao Thâm Uyên ma quân muốn đến địa ngục cướp cầu nại hà? Phong Phi Vân rất muốn sóng vai chiến đấu với địa ngục quỷ chủ, nhưng với tu vi hiện tại của hắn không kém rất xa. Nhân vật khủng bố nhất thiên địa đang tranh phong, thánh linh bình thường không nhúng tay vào được. Hoa Sinh đạo trưởng khẽ thở dài. Cầu thông thiên và cầu nại hà ghép lại sẽ thành cầu thần câu thông thiên địa, nối thời gian và không gian, địa ngục và tiên giới, thậm chí vượt qua vũ trụ nối hai trời sao lại. Thâm Uyên ma quân đến lấy cầu nại hà chắc vì muốn đón tu sĩ trong hỗn nguyên đại thế giới của hắn đến Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Như vậy Thâm Uyên ma quân sẽ trở thành chúa tể vô thượng của Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Phong Phi Vân có thể nhìn thấu chân lý, nhìn đến vài thứ Hoa Sinh đạo trưởng không thấy. Theo ta thì dã tâm của Thâm Uyên ma quân không chỉ có thế. Đi, rút về Phong Đô Quỷ Thành, bọn họ sắp kéo qua đây. Không vội. Trấn áp Ô Xào Thánh Tôn trước đã, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng ta. Ô Xào Thánh Tôn xinh đẹp khuynh thành, anh tư tuyệt trần, nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn. Phong Phi Vân suýt chết trong tay Ô Xào Thánh Tôn, 18 tầng địa ngục bị nàng khuấy động. Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm phát huy kiếm uy cực độ, yêu khí dồi dào, thánh khí bay ra từ thân kiếm. Trên thân kiếm có bóng một yêu ma, bộ dạng giống Phong Phi Vân y như đúc, phát ra tiếng cười nanh chanh. Đó là kiếm linh của yêu hoàng kiếm, yêu ma chi thể. Yêu hoàng kiếm bị Phong Phi Vân dùng kiếp lực rèn luyện đã phục hồi uy lực hung binh thái cổ, yêu tính của kiếm khí siêu kinh khủng, kiếm linh cũng thông thánh. Phong Phi Vân vung kiếm chém qua eo Ô Xào Thánh Tôn, đánh nàng bay ra xa. Hai tay Ô Xào Thánh Tôn nâng tổ chim đỏ, vô số thánh khí tụ tập trong lòng bàn tay, giật mình nhìn Phong Phi Vân. Ô Xào Thánh Tôn hỏi. Tu vi của ngươi không đột phá cảnh giới thánh linh nhưng tại sao lực lượng tăng trưởng nhiều như vậy? Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm, mắt nhìn kiếm phong, cười nói. Đột phá một nửa. Kiếm khí lại quét qua đánh vào tổ chim đỏ phát ra tiếng xoèn xoẹt, hỏa hoa bắn tung. Ô Xào Thánh Tôn biết lực lượng tà dị của yêu hoàng kiếm, không dám để thân kiếm đụng vào người mình. Phong Phi Vân dồn ép Ô Xào Thánh Tôn không ngừng thụt lùi, không thể thi triển nhiều thần thông thánh linh cường đại. Phong Phi Vân hét lên. Lão đạo, giúp một tay, đánh nhanh thắng mau. Hoa Sinh đạo trưởng lấy cái nồi đen to ra, đứng sau lưng Ô Xào Thánh Tôn. Cái nồi đen chụp xuống, đít nồi gõ vào đầu Ô Xào Thánh Tôn đánh bay nàng đập vào tường Phong Đô Quỷ Thành. Vù 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 vù. Yêu hoàng kiếm bay ra, đâm thủng người Ô Xào Thánh Tôn, đóng đinh nàng vào tường Phong Đô Quỷ Thành. Người Ô Xào Thánh Tôn run bần bật, giọt máu thánh linh nhỏ tí tách. Ô Xào Thánh Tôn muốn chân yêu hoàng kiếm ra khỏi người. Keng keng keng. Phong Phi Vân bắt kiếm quyết vừa điều động lực lượng thiên kiếp. Từng tia chớp đánh xuống đầu Ô Xào Thánh Tôn. Tia chớp chui vào yêu hoàng kiếm rồi chạy vào cơ thể Ô Xào Thánh Tôn, chấn áp thánh hồn của nàng. Bản thánh hồn không cạn. Tóc dài bay bay, mắt Ô Xào Thánh Tôn sáng tỏ kiên quyết, thánh uy bất khuất. Đùng. Lại một tai chớp đánh vào người Ô Xào Thánh Tôn. Hoa Sinh đạo trưởng sờ cằm, ánh mắt sáng ngời nói. Ý chí thánh linh kiên cường, không thể bị phá hủy. Nếu ngươi muốn trấn nàng thì, lão đạo có cách giúp. Lão có cách. Phong Phi Vân cảm giác ý chí thánh linh kiên quyết như cục đá cứng, lực lượng yêu hoàng kiếm cũng không thể nô lệ thánh hồn, không trấn áp Ô Xào Thánh Tôn được. Hoa Sinh đạo trưởng bưng nồi canh nóng tới,
múc một vá đút cho Ô Xào Thánh Tôn. Phong Phi Vân trợn to mắt nói. Lão đút cái gì cho nàng? Canh mạnh bà. Hoa Sinh đạo trưởng đắc ý nói. Một khi nàng quên mất mình là thánh linh thì ý chí sẽ không kiên cường nữa, người muốn trấn áp nàng cũng không khó khăn. Phong Phi Vân trợn trắng mắt. Ta muốn hỏi thăm thiên cơ trùng động, tọa độ vị trí của nó. Lão cho nàng uống canh mạnh bà rồi nàng quên luôn chuyện này, vậy ta trấn áp nàng còn ý nghĩa gì? Hoa Sinh đạo trưởng ngây người nhìn Phong Phi Vân. Sao không nói sớm, ta cứ tưởng ngươi muốn trấn áp một nữ thánh làm thê thiếp. Ta là loại người đó sao? Phong Phi Vân cảm thấy Hoa Sinh đạo trưởng ngốc y như mau thành thật. Đạo trưởng ơi là đạo trưởng, lão sống lâu như vậy thật uổng phí, hèn gì nữ ma lợi dụng lão chạy ra địa ngục. Hoa Sinh đạo trưởng tức giận nói. Lúc ở Thần Tấn Vương triều ngươi hay làm chuyện này, lão đạo tốt bụng giúp đỡ mà ngươi còn trách ta. Xin lỗi, đạo trưởng bớt giận, ta sốt ruột quá nên lỡ lời. Thiên cơ trùng động mở rộng, cường giả vực ngoại liên tục đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Sinh linh trong thế giới này sống trong nước sôi lửa bỏng. Tin tưởng nếu đạo tổ còn sống thì lão nhân gia cũng không muốn thấy sinh linh đổ thán. Phong Phi Vân muốn nhờ sức Hoa Sinh đạo trưởng rời khỏi địa ngục nên không dám đắc tội lão già này. Nhưng Hoa Sinh đạo trưởng đút canh mạnh bà cho Ô Xào Thánh Tôn làm Phong Phi Vân không kịp trở tay. Cơ thể Ô Xào Thánh Tôn bị Yêu Hoàng kiếm đóng đinh trên Phong Đô Quỷ Thành, máu thánh đổ ào ào. Mỗi giọt máu thánh nhỏ xuống như ngọn núi to làm động đất. Máu thánh linh một giọt nặng như ngôi sao đè chết một đống hiền giả vũ hóa cảnh. Uống canh mạnh bà xong mắt Ô Xào Thánh Tôn mơ hồ, trí tuệ thái hóa, não trống rỗng. Mắt Ô Xào Thánh Tôn như trẻ mới sinh, càng lúc càng trong suốt. Con người khi mới ra đời là lúc mắt sáng nhất. Phong Phi Vân và Hoa Sinh đạo trưởng liếc nhau. Canh mạnh bà thật lợi hại, thánh linh uống vào cũng quên kiếp trước kiếp này. Hoa Sinh đạo trưởng nói. Đừng nói thánh linh. Dù là đại thánh uống canh mạnh bà cũng sẽ quên mọi thứ trần thế. Đây là canh địa ngục, chuyên chém kiếp trước kiếp này. Phong Phi Vân nói. Tặng cho ta một nồi đi. Phong Phi Vân cảm thấy canh mạnh bà là thuốc hay, không độc dược hay để đối phó với thánh linh. Thánh linh bách độc bất xâm, vạn tà không nhiễm, nhưng không ngăn được canh mạnh bà, làm Phong Phi Vân rất động lòng. Hoa Sinh đạo trưởng nói. Không được, đây là vật địa ngục. Không thể mang đi dương gian. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cái nồi sắt sau lưng Hoa Sinh đạo trưởng, bên trong còn một nửa canh nóng. Vù 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 vù. Phong Phi Vân hành động cướp nồi canh nóng, nhưng rơi vào tay hắn thì canh biến mất chỉ còn đáy nồi sạch sẽ. Hoa Sinh đạo trưởng nói. Vô dụng, canh mạnh bà chỉ tồn tại ở địa ngục, chỉ có trong tay lão đạo và mạnh bà, rơi vào tay ai khác đều sẽ biến mất. Phong Phi Vân mất hứng thú. Trả nồi sắt lại cho Hoa Sinh đạo trưởng. Vù 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 vù. Phong Phi Vân duỗi tay ra, Yêu Hoàng kiếm bay về. Ô Xào Thánh Tôn trượt xuống tường thành, quỳ một gối dưới đất. Vết kiếm trước ngực chậm rãi khép lại, đôi mắt mở mịt. Ô Xào Thánh Tôn lẩm bẩm. Ta là ai, đây là đâu? Phong Phi Vân đứng trước mặt Ô Xào Thánh Tôn, nói. Bắt đầu từ bây giờ nàng là đồ đệ của ta, tên. Ô Lan. Phong Phi Vân vốn định giết luôn Ô Xào Thánh Tôn, nhưng hiện tại nàng không nhớ ra mình là ai, còn bị Yêu Hoàng kiếm nô dịch, giết thì tiếc. Đây là sức chiến đấu đẳng cấp thánh linh, nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Vậy nên Phong Phi Vân quyết định nhận Ô Xào Thánh Tôn làm đồ đệ, đặt tên mới cho nàng. Trong lòng Phong Phi Vân nhớ Thạch Lan, đặt tên Ô Xào Thánh Tôn là Ô Lan. Ô Lan! Ô Xào Thánh Tôn nhíu mày cố gắng nhớ nhưng không được. Trong lòng cảm thấy nàng nên tôn kính nam nhân trước mặt, mọi chuyện phải phục tùng hắn. Thế là Ô Xào Thánh Tôn quỳ trước mặt Phong Phi Vân, hành lễ. Ô Lan bái kiến sư tôn. Phong Phi Vân nói. Trước mặt sư tôn miễn nghe lời là được, không cần hành đại lễ, đứng lên đi. Nhận một thánh linh làm đồ đệ, trước kia Phong Phi Vân chưa từng tưởng tượng chuyện này nhưng nó thật sự xảy ra. Hoa Sinh đạo trưởng đứng một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thánh linh không thể coi thường. Hoa Sinh đạo trưởng cảm thấy Phong Phi Vân hơi đại nghịch bất đạo. Trên sông Hoàng Tuyền xảy ra biến đổi lớn kinh thiên. Hoàng xà uống hết sông Hoàng Tuyền dung luyện vào người. Hoàng xà biến thân quỷ vật trí âm trí tà, tu luyện đạo Hoàng Tuyền, có lực lượng dung luyện mọi người trên đời. Tu vi của Hoàng xà phục hồi khá nhiều,
lực lượng biến cực kỳ mạnh. Hoàng xà thở nhẹ tựa như thiên hà dâng lên, phát ra thanh âm sóng vỗ hùng dũng. Vẻ mặt Hoa Sinh đạo trưởng lo lắng nói. Nguy rồi, Thâm Uyên ma quân xông vào địa ngục kiềm chế quỷ chủ CSO Hoàng xà cơ hội thở dốc, để nó nuốt hết Hoàng Tuyền, tu luyện Hoàng Tuyền đại đạo. Lại một hung thần sắp xuất thế. Mạnh bà thúc giục. Tu vi của Thâm Uyên ma quân, Hoàng xà chưa đến đỉnh thời kỳ, quỷ chủ đại nhân đủ ngăn chúng nó lại. Mau vào âm ti. Cửa phong đô quỷ thành mở ra, Phong Phi Vân, Hoa Sinh đạo trưởng, Ô Lan, Mạnh bà bay vào trong. Bọn họ không có tư cách xen vào đẳng cấp chiến đấu cỡ đó, ai cũng là nhân vật kinh thiên vĩ địa, một bàn tay có thể trấn áp thánh linh. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện địa ngục quỷ chủ trấn áp được Thâm Uyên ma quân, Hoàng xà, nếu không địa ngục sẽ hỗn loạn, Di Châu hỗn nguyên đại thế giới sẽ thay đổi kinh thiên. Hoa Sinh đạo trưởng đưa Phong Phi Vân, Ô Lan đến Luân Hồi Trì. Các ngươi thừa dịp này rời khỏi địa ngục đi. Phong Phi Vân ngoái đầu nhìn phong đô quỷ thành, thấy các cái bóng to trướng phồng, đất rung rinh. Hoa Sinh đạo trưởng thúc giục. Đừng lo cho địa ngục, trong địa ngục còn một vị đại Bồ Tát. Nếu quỷ chủ không trấn áp được Thâm Uyên ma quân, Hoàng xà thì chắc chắn vị đại Bồ Tát kia sẽ ra tay, địa ngục không rối loạn được. Phong Phi Vân dùng mình. Chẳng lẽ địa hoàng chưa chết? Hoa Sinh đạo trưởng nói. Khỏi đoán, đây là bí mật lớn của địa ngục, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Sau khi ngươi đi dương gian hãy chuyển lời của ta đến Diệt Thế ma nữ. Nói với nàng là bớt giết chóc đi, nếu không sẽ gặp báo ứng. Nếu đến địa ngục thì lão đạo sẽ đút cho nàng ăn canh. Hoa Sinh đạo trưởng canh cánh trong lòng chuyện này, nàng bị nữ ma hại thảm. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nếu nàng ta trở về địa ngục sẽ đánh thủng nồi của lão. Phong Phi Vân không nói ra, dù gì con người Hoa Sinh đạo trưởng không tệ, hắn không muốn mỉa mai lão. Phong Phi Vân chắp tay cúi đầu. Ừm, được rồi, ta sẽ chuyển lời của đạo trưởng. Phong Phi Vân và Ô Lan nhảy vào Luân Hồi Trì, thân thể biến mất trong ao. Cùng lúc đó, phong đô quỷ thành bị Hoàng xà công phá. Hoàng xà bay đến bên Luân Hồi Trì, chui vào trong ao. Ầm, một cây búa to từ ngoài thành bay vào Luân Hồi Trì, chém vào người Hoàng xà, chặt đứt đầu nó. Bàn man phủ trấn áp thân hình Hoàng xà chặt chẽ, nhưng đầu nó đã chui vào Luân Hồi Trì. Ở lại, Hoàng xà. Hoa Sinh đạo trưởng đánh ra đạo ấn công kích Luân Hồi Trì, trong ao phát ra tiếng trầm đục căm hận. Cuối cùng đầu Hoàng xà không vỡ, đuổi theo Phong Phi Vân vào Luân Hồi Trì. Phong Phi Vân, Ô Lan vào Luân Hồi, hắn lấy thanh đồng cổ thuyền ra. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tuy thanh đồng cổ thuyền không thể phá vỡ vách tường địa ngục nhưng chắc có thể phá tan Luân Hồi. May mắn có thần khí này, nếu không sẽ phải Luân Hồi chuyển thế. Phong Phi Vân, Ô Lan đứng trên thanh đồng cổ thuyền, sau lưng đột nhiên truyền đến dao động dữ dội. Một cái đầu rắn dữ tợn to như ngôi sao đuổi theo. Đầu rắn cười âm trầm. Tiểu tử, giao yêu hoàng kiếm và thân thể ra đây. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Hoàng xà, bị hung thần đuổi theo. Nhưng Phong Phi Vân phát hiện điểm không thích hợp. Hoàng xà bị tổn hại nặng chỉ còn một cái đầu bị tổn thương nặng, khí thế không quá khủng bố. Ngươi muốn yêu hoàng kiếm. Được rồi, ta cho ngươi ngay. Phong Phi Vân cầm chuôi kiếm, đứng ở đuôi thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh chém xuống nhát kiếm. Uy lực hung bịnh thái cổ tái hiện, xé rách Luân Hồi một lỗ nhỏ. Tụy Hoàng xà chỉ còn cái đầu rắn nhưng lực lượng vẫn vô cùng mạnh mẽ, cái tiếng cự hung không nói chơi. Mắt Hoàng xà bắn ra hai luồng sáng đỏ biến thành nước lũ đỏ máu đánh nát hết kiếm khí Phong Phi Vân chém ra. Hoàng xà đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, biến thành nam nhân ma tính. Khói đen bao phủ toàn thân Hoàng xà, làn da nổi gân xanh. Hoàng xà cười to bảo. Ha 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 ha. Phong Phi Vân, hôm nay bản tôn sẽ cướp thân thể ngươi, cướp chiến kiếm của ngươi, cướp thần thuyền của ngươi, ngủ nữ nhân của ngươi. Khi ngươi lấy được yêu hoàng kiếm đã định trước kết cuộc này. Hoàng xà vỗ trưởng vào Phong Phi Vân. Ô xào thánh tôn lấy tổ chim đỏ ra đánh vào lòng bàn tay Hoàng xà. Không cho phép bị thương sư tôn của ta. Hoàng xà nhìn Ô Lan, cười khùng khục. Phong Phi Vân, uổng công ngươi được yêu hoàng kiếm chọn, bên cạnh có đỉnh lô như thế mà không hái. Bản tôn cướp thân thể ngươi rồi sẽ hiến thay ngươi. Thật huy anh hoang, Hoàng xà, ngươi đã quá thời. Phong Phi Vân lấy ra tám tam vị chân hỏa lô,
cùng bao vây hoàng xà vào giữa. Tiểu bối, khi bản tôn và địa hoàng chiến đấu thì ngươi còn chưa biết đang ở đâu, dám nói ta quá thời. Hoàng Tuyền đạo, phá. Hoàng xà chỉ một cái, một con sông Hoàng Tuyền lớn bay ra dập tắt tam vị chân hỏa, đánh bay tám tam vị chân hỏa lô ra ngoài. Hoàng xà từng bước áp sát, khí thế cường đại không gì sánh bằng. Hoàng xà vỗ trưởng xuống đầu Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân tỏa ánh sáng diệt thể, giơ trưởng nghênh đón Hoàng xà. Ầm, hai trưởng va nhau. Phong Phi Vân, Hoàng xà run lên, cùng thụt lùi. Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết nói. Hoàng xà, hôm nay không phải ngươi luyện hóa ta mà là ta luyện hóa ngươi. Số phận đã định trước ngươi là cục đá trên con đường thành công của ta. Phong Phi Vân lấy yêu hoàng kiếm ra, một bóng tà bia ra khỏi thân kiếm, giống Phong Phi Vân y như đúc. Yêu ma chi thể ngưng tụ đứng sóng vai với Phong Phi Vân, con ngươi đỏ máu, cười tà. Bản tôn, ngươi tách ta ra rồi cuối cùng vẫn cần ta giúp đỡ. Phong Phi Vân cười nói. Ta giúp ngươi độ qua sinh kiếp, ngươi hỗ trợ ta khử hoàng xà, đây chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Bên ngoài Phong Đô Quỷ Thành, Phong Phi Vân luôn giúp yêu ma chi thể trong yêu hoàng kiếm độ sinh kiếp, để yêu ma chi thể đến cảnh giới thánh linh nên hắn mới nói mình độ kiếp một nửa. Những lời Phong Phi Vân nói với Hoa Sinh đạo trưởng là xạo, nếu sinh kiếp có thể độ một nửa trừ một nửa mới là chuyện lạ trong thiên hạ. Đúng là Phong Phi Vân suýt độ sinh kiếp, nhưng khi ấy hắn sử dụng kiếp diệt vạn đạo pháp chuyển hết kiếp lực vào người yêu ma chi thể, để yêu ma chi thể hoàn thành sinh kiếp. Bản thân Phong Phi Vân chưa từng độ kiếp. Đây mới là sự thật. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Hợp thể. Yêu ma chi thể bay vào người Phong Phi Vân. Khí chất của Phong Phi Vân thay đổi, yêu tính và ma tính bộc phát, đôi mắt đỏ rực, khí thế hùng dũng. Phong Phi Vân ngông cuồng nói. Hoàng xà, là ngươi quỳ xuống trước mặt bổn tọa hay chờ bổn tọa đánh ngã ngươi? Hoàng xà tự động thụt lùi, Phong Phi Vân phát ra yêu tính mãnh liệt hơn nó gấp mấy lần, như hóa thân của yêu thần. Giờ mới có chút bộ dáng, chiến đi. Hoàng xà không hề sợ hãi. Nước Hoàng Tuyền tuôn ra khỏi người thành con sông hỗn tạp ập hướng Phong Phi Vân. Bản tôn và yêu ma chi thể hợp nhất, thánh linh khí cùng khí yêu ma bộc phát từ người Phong Phi Vân. Dao động sóng thần đánh ra. Phong Phi Vân giơ yêu hoàng kiếm chặt đứt Hoàng Tuyền, chém bay hoàng xà. Phong Phi Vân cầm kiếm, tóc dài bay phất phới, người đầy ma văn. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Đã bảo ngươi quá thời mà không tin. Growl. Hoàng xà biến thành quỷ vụ ngưng tụ thành yêu xà to lớn, nước Hoàng Tuyền sôi trào toàn thân. Càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân giang chân, eo trầm xuống, Phật quang vàng bắn ra, muôn vàn phản âm vang quanh người. Trên bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ thế giới áo nghĩa Phật Pháp, 3000 cổ Phật ngâm sướng tụng kinh trên tay hắn. Đây không phải càn khôn trưởng ấn thiên địa, là càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa. Một bàn tay Phật thủ như 53000 đại thế giới trong tay, một tay che trời. Ầm, bàn tay ập xuống, thiên địa rơi xuống theo, đè chặt hoàng xà dưới bàn tay Phong Phi Vân. Hoàng xà gầm rú. Growl. Hoàng xà muốn bay ra khỏi lòng bàn tay Phong Phi Vân. Chân áp. Càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa hóa thành ngọn núi 5 ngón tay đè chặt hoàng xà dưới chân núi. Phong Phi Vân vươn một ngón tay khắc diệt thế bia văn trên ngũ chỉ sơn. Lực lượng diệt thế chân áp hoàng xà. Phong Phi Vân khắc 3 ức 8000 vạn diệt thế bia văn trên ngũ chỉ sơn, mỗi bia văn to cỡ ngọn núi. Có tổng cộng 3 ức 8000 vạn núi to chân áp hoàng xà. Growl. Hoàng xà gầm giống liên tục dưới ngũ chỉ sơn nhưng vô dụng, nó không thể vùng thoát, bị đè chặt. Phong Phi Vân đầy tà khí đứng dưới ngũ chỉ sơn, cười nói. Hoàng xà, người biết kết cuộc đối địch với bổn tọa chưa? Hoàng xà gào thét. Ha 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 ha. Nhãi danh Phong Phi Vân, người nghĩ trấn áp ta là có thể làm gì ta sao? Năm xưa địa hoàng không giết ta được, chỉ bằng vào ngươi. Mắt Phong Phi Vân lóe tà quang. Hoàng xà, số phận đã định ngươi là đá lót chân cho bổn tọa trở thành thánh linh. Bổn tọa không giết ngươi được nhưng có thể luyện hóa ngươi, giờ thì bị ta luyện. Diệt thế bia văn trên ngũ chỉ sơn nhấp nháy, tia điện chạy dọc, ánh lửa lan tràn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trên đỉnh ngũ chỉ sơn, cắm yêu hoàng kiếm vào lòng núi, hấp thu lực lượng hoàng xà. Những lực lượng từ thân kiếm chậm rãi chui vào người Phong Phi Vân. Thanh đồng cổ thuyền ngừng lại giữa luân hồi lộ,
Phong Phi Vân muốn luyện hóa hoàng xà tại đây. Hoàng xà cực kỳ tức giận. Lực lượng của ta chí âm chí tà, Phong Phi Vân, ngươi chịu nổi không? Hoàng xà cảm giác lực lượng của mình dần biến mất, thánh hồn suy yếu. Phong Phi Vân, ngươi không chết tử tế được. Phong Phi Vân, nếu bản tôn sống sót sẽ bầm thây ngươi ra. Hoàng xà gầm giống dưới ngũ chỉ sơn nhưng lực lượng không ngừng bị suy yếu, cuối cùng nó không còn sức mắng chửi. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trên đỉnh ngũ chỉ sơn, bắt đầu độ sinh kiếp. Có lực lượng hoàng xà liên tục chui vào người, Phong Phi Vân nắm chắc 70% độ sinh kiếp. Hơn nữa chỗ này là luân hồi lộ, sinh khí đậm đặc nhất. Mỗi người muốn trọng sinh hát đều phải đi qua đây, mỗi sinh mệnh đều để lại dấu chân tại đây. Độ sinh kiếp trên luân hồi lộ tăng 20% khả năng thành công. Tính tổng cộng có 90% xác suất thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ, nếu thế này vẫn không đột phá được nhân tổ động thiên thì về sau Phong Phi Vân muốn đột phá càng khó khăn rất nhiều. Phong Phi Vân độ sinh kiếp lâu hơn Mao Ô Quy, mất 40 năm. Đương nhiên trong 40 năm chủ yếu là luyện hóa hoàng xà. Trong người Phong Phi Vân xảy ra biến đổi lớn, như vũ trụ nổ. Đạo thai diễn biến thành thánh thai, ánh sáng chói mắt hơn cả hàng tinh, dựng dục hàng ước đạo tắc thánh linh. Mỗi đạo tắc thánh linh cỡ dãy núi. Bùm 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 bùm. Trong người Phong Phi Vân có 999 khối phượng cốt toàn bộ nổ tung. Trên mỗi khối xương phượng ngưng tụ hoa văn biến thành một tòa tinh hệ, có vô số đạo tắc thánh linh quay quanh tinh hệ, tổng cộng là 999 tinh hệ. Thánh thai là tinh hệ lớn, phượng cốt là 999 tinh hệ nhỏ. Trong mắt Phong Phi Vân có hai con phượng hoàng đang bay phát ra phượng hoàng chân hỏa. Lập địa thành thánh. Vô số quy tắc trong luân hồi lộ tụ tập vào Phong Phi Vân, bay vào tinh hệ lớn, 999 tinh hệ nhỏ. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng vùn vụt, sắp nứt vỡ luân hồi lộ. Bùm! Phong Phi Vân dẫm nát ngũ chỉ sơn, một đoàn yêu quang màu vàng bay ra khỏi chân núi rơi vào tay Phong Phi Vân. Đây là thánh hồn chi tinh hoàng xà để lại, ẩn chứa lực lượng chí âm chí tà nhất, là lực lượng mà địa hoàng đại thánh cũng không thể chém đứt. Địa hoàng đại thánh không chém được vậy ta sẽ luyện hóa vào người. Hiện giờ Phong Phi Vân đã là tu vi đẳng cấp thánh linh, vượt qua thánh linh đệ nhất trong Nhật Nhật thánh cảnh, thánh linh đệ nhị trọng thông thiên thánh cảnh, trực tiếp đến thánh linh hát đệ tam trọng tiểu chân thánh cảnh. Tiêu chí tiểu chân thánh cảnh là tự sáng tạo một giới, trở thành chí tôn một giới, pháp lực thông thiên triệt địa. Trong người Phong Phi Vân có một tinh hệ lớn, 999 tòa tiểu tinh hệ, tổng cộng dựng dục 1000 thế giới trong người. Tu vi của Phong Phi Vân đã vượt qua thông thiên thánh cảnh, bây giờ là tiểu chân thánh cảnh. Phong Phi Vân co tay lại, thánh hồn chi tinh của Hoàng Xà bể nát thành mấy mảnh nhỏ dung nhập vào người hắn. Lực lượng xông hướng thánh hồn của Phong Phi Vân. Dùng thánh hồn của Hoàng Xà lớn mạnh thánh hồn chính mình. Thánh hồn của Phong Phi Vân liên tục trướng lớn, khí như tượng thần. Âm khí, tà khí trong người Phong Phi Vân càng lúc càng hùng dũng, tựa như vô thượng tà thần. Trong mắt Phong Phi Vân tràn đầy huyết quang, mỗi tấc da đan sen ma văn. Phong Phi Vân đến gần Ô Lan, đôi mắt yêu tính nhìn nàng. Phong Phi Vân nói, Ô Lan, bây giờ trong cơ thể sư tôn có lực lượng trí âm trí tà của Hoàng Xà. Thánh hồn của Hoàng Xà bị sư tôn hấp thu, những lực lượng trí âm trí tà sót lại trong người. Hiện tại sư tôn cần một đỉnh lô để luyện hóa lực lượng này, bài tiết ra ngoài người. Ô Lan có muốn trợ giúp sư tôn? Da thịt Ô Lan trắng như tuyết, mắt trong suốt, chớp mắt nói. Chỉ cần giúp được sư tôn thì Ô Lan nguyện làm tất cả. Phong Phi Vân cười khùng khục, tay ấn vai Ô Lan, ngón tay sờ vành tai nàng. Phong Phi Vân nói. Đừng sợ, sao sư tôn có thể hại nàng được? Nàng nhận lực lượng trí âm trí tà cũng sẽ được ích lợi lớn, chắc chắn có thể phá tan cảnh giới hiện tại. Ô Lan hơi sợ Phong Phi Vân, đẳng cấp vào lúc này. Ô Lan cảm giác trạng thái sư tôn rất lạ, ánh mắt nhìn nàng kỳ kỳ, như muốn ăn thịt nàng. Xoẹt! Tay Phong Phi Vân ấn vạt áo Ô Lan, vung tay, quần áo trên người nàng bay ra ngoài chỉ để lại thân thánh trắng trẻo xinh đẹp. Ô Lan che ngực, xấu hổ xoay người. A, sư tôn, làm gì vậy? Sư tôn muốn Ô Lan làm đỉnh lô cho sư tôn, nhận cản âm trong người sư tôn. Yên tâm, đây chỉ là quá trình tu luyện, sẽ không khó chịu. Phong Phi Vân bước tới trước mặt Ô Lan, ngón tay nâng cầm nàng lên. Môi tả ấn vào môi anh đào,
đôi bàn tay sờ soạng. Đoàn tà khí đậm đặc bay ra khỏi người Phong Phi Vân, bao bọc thanh đồng cổ thuyền lại. Tà khí cuồn cuộn, bóng người va chạm. Trong thanh đồng cổ thuyền đan xen tiếng rên rỉ triền miên làm người ta mơ màng. Không biết qua bên nào lâu, tà khí bao bọc thanh đồng cổ thuyền dần rút đi. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở đầu thanh đồng cổ thuyền, mặc áo trắng, tóc đen nhánh, mắt trong suốt. Phong Phi Vân như thánh giả ngồi ở thiên hà nhìn đạo hóa. Trước mặt Phong Phi Vân nổi một thanh yêu kiếm tỏa yêu quang lấp lánh. Ánh sáng yêu kiếm đối lập với khí chất trên người Phong Phi Vân. Ô Lan mặc áo đỏ rộng thùng thình, ngực lộ ra mảng lớn, tóc dãi xóa tung, thân ngọc mình ngà, đuôi y mày còn đọng xuân tình, phong vận quyến rũ. Ô Lan chậm rãi đi qua nửa quỳ sau lưng Phong Phi Vân, hỏi. Sư tôn, Ô Lan thật sự là đệ tử của sư tôn. Phong Phi Vân hỏi lại. Ô Lan cảm thấy sao? Ô Lan cắn môi đỏ, lắc đầu nói. Không biết. Phong Phi Vân nói. Vậy đúng rồi, nếu Ô Lan xem ta là sư tôn thì ta chính là sư tôn của nàng. Nếu Ô Lan xem ta là tình nhân thì ta là tình nhân của nàng. Là cái gì phải xem Ô Lan hiểu thế nào, đừng hỏi ta. Ô Lan sẽ không nhận được đáp án từ ta. Ô Lan mím môi. Vâng, sư tôn. Ô Lan đứng dậy tựa vào ngực Phong Phi Vân. Sư tôn đang nhìn gì? Phong Phi Vân nói. Nhìn cuộc đời, chân lý, đạo hóa. Đến dương gian rồi, đi, nên ra ngoài. Phong Phi Vân động thần niệm, thanh đồng cổ thuyền đụng vào vách tường luân hồi lộ. Vách tường như là nước bị đụng thủng, thanh đồng cổ thuyền biến mất khỏi luân hồi lộ, bay đến mảnh đất âm u. Thanh đồng cổ thuyền mới đến dương gian, Phong Phi Vân chưa kịp xem là chỗ nào thì hàng trăm tia chớp từ trên trời giáng xuống. Một đám tu sĩ vực ngoại công kích thanh đồng cổ thuyền, trong đó có thánh linh dẫn đội. Nhạc Tước Linh hét lên. Thanh đồng cổ thuyền, là Phong Phi Vân, hắn đến. Trấn áp hắn, cướp giới linh thạch. Nhạc Tước Linh đứng trong đám tu sĩ vực ngoại, ánh mắt như điện, thánh khí nguy nga. Nhạc Tước Linh vỗ trưởng công kích thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, lạnh nhạt nói. Ô Lan, bắt giữ nàng ta. Ô Lan phát ra lực lượng chí âm chí tà, tóc dài như đao, thân hình mảnh khảnh phá tan các tầng tia chớp vỗ trưởng vào Nhạc Tước Linh, đẩy lùi nàng. Nhạc Tước Linh không dám tin vào mắt mình. Sư thúc. Nhạc Tước Linh nhìn chằm chằm nữ nhân áo đỏ, nàng không ngờ sư thúc tấn công mình. Phong Phi Vân cất đi thanh đồng cổ thuyền, đáp xuống đất. Phong Phi Vân đứng thẳng người, khí vũ hiên ngang nhìn đám cường giả vực ngoại xung quanh. Ô Lan tóc dài như tơ. Thánh quang rực rỡ, đẹp tựa tiên nhưng toát ra khí lạnh. Ô Lan đi theo sau Phong Phi Vân, cử chỉ cung kính như nữ đồ đệ của hắn. Đám cường giả vực ngoại giật mình nhìn Ô Lan, biết nàng là thánh tổ, địa vị cao không thể với tới. Một chuẩn thánh vực ngoại kinh ngạc nói. Đó chẳng phải là Ô Xào thánh tôn sao? Tại sao đi chung với người của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới? Lại còn ra tay với Tước Linh thánh tổ? Chẳng lẽ... Ô Xào thánh tôn bị người khống chế? Không thể nào, ý chí thánh linh vững như thần thạch, thánh hồn cao thượng như tiên linh. Dù là thánh vương cũng không thể khống chế tư tưởng của thánh linh, vương giả chí tôn Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới bình thường làm sao khống chế Ô Xào thánh tôn được. Nơi thanh đồng cổ thuyền lao ra là nghĩa địa liên miên không dứt, khắp nơi là bia mộ, tử khí ngút trời, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Phong Phi Vân biết đây là đâu? Nơi này là luân hồi lộ thái cổ thần Phượng đã khai sáng lúc lấy đi luân hồi chi ấn. Chỗ này có mộ trùng ước vạn dặm, chôn các tiên triền chết trận cuối thời kỳ thái cổ. Một đầu nối hố luyện thi chiến trường vạn tộc, một đầu nối với thần tấn vương triều. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói. Không ngờ đến đây. Phong Phi Vân nhìn đám tu sĩ vực ngoại. Bọn họ làm sao tìm đến đây được? Nhạc Tước Linh mặc chiến giáp đỏ thẫm bao lại thân thánh yểu điệu thướt tha. Người bốc cháy ngọn lửa. Nhạc Tước Linh hỏi. Phong Phi Vân, người đã làm gì sư thúc của ta? Phong Phi Vân cười nói. Sư tôn của nàng mặc cảm tu vi không tinh nên bái ta làm sư phụ, hy vọng ta sẽ dạy cho nàng một chút diệu thuật, bây giờ nàng đã là đệ tử của ta. Phong Phi Vân nhìn Ô Lan. Ô Lan. Ô Lan thướt tha đến trước mặt Phong Phi Vân, mắt ướt nước, khom người cúi đầu. Bái kiến sư tôn. Phong Phi Vân nhìn lại Nhạc Tước Linh, xòe tay nói. Thấy chưa, sư thúc của nàng bái ta làm sư phụ, bây giờ ta là sư thúc cổ của nàng.
không mau đến hành lễ. Đám tu sĩ vực ngoại tức xì khói. Thật đáng ghét, trong thời gian này toàn là cường giả vực ngoại hù tu sĩ Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới cơ sở vỡ mật, nhưng bây giờ một vị thánh tổ của phản diệt giáo bái Phong Phi Vân làm sư phụ, tát mặt rõ rành rành. Trong mắt Nhạc Tước Linh bắn ra hai thiên quang ngôi sao bay vào con ngươi Ô Lan, muốn đánh thức lý trí của nàng. Ầm. Mắt Ô Lan bắn ra hai tia sáng lạnh, âm khí nặng nề đóng băng 10 vạn dặm. Tất cả cường giả vực ngoại bị đóng băng. Bùm. Nhạc Tước Linh phá băng chui ra, lửa cháy ngàn dặm, nàng đụng thủng hư không chạy trốn. Giọng Nhạc Tước Linh vọng ra từ hư không. Sư thúc, ta sẽ báo cáo chuyện này cho giáo chủ, chắc chắn giáo chủ sẽ đến cứu sư thúc. Khi chữ cuối vang lên, Nhạc Tước Linh đã bay tới chỗ hư không tu di, không thể đuổi kịp nàng. Đến cảnh giới thánh linh thì rất khó chết, nếu muốn trốn thì khó mà ngăn lại. Nếu có mau thành thật thì tốt quá, năng lực đặc biệt của nó có thể đóng kín hư không, Nhạc Tước Linh có muốn trốn cũng không được. Phong Phi Vân không đuổi theo Nhạc Tước Linh, dù sao không theo kịp. Phong Phi Vân bấm nốt suy tính, vẻ mặt vui mừng nói. Ta ở trong địa ngục 70 năm mà sao chỉ có 70 ngày? Hiểu rồi, trên trời một ngày, dưới đất một năm, dưới đất một ngày địa ngục một năm, địa ngục qua một năm thì dương gian mới có một ngày. May mắn chỉ qua 70 ngày, nếu là 70 năm thì thiên địa đã hoàn toàn thay đổi. Một nam nhân cầm chiến kiếm bước ra từ hư không, đầu mày cứng rắn, tay cầm chiến qua. Nam nhân quỳ một gối trước mặt Phong Phi Vân. Phiêu Miểu Thần Triều, Mục Điền Chiến Thần bái kiến Phong Công Tử, Thái Tử Điện Hạ muốn kiến Phong Công Tử. Phong Phi Vân hỏi, Tây Môn Suy Tiêu, hắn ở đâu? Mục Điền Chiến Thần trả lời. Thái Tử Điện Hạ và Đại Quân Nhân Tộc đang trên luân hồi lộ, một số tiên hiền nhân tộc cũng có trong doanh trướng. Phong Phi Vân thầm tò mò luân hồi lộ xảy ra chuyện gì mà khiến Tây Môn Suy Tiêu dẫn đại quân đến. Hơn nữa có nhiều cường giả vực ngoại cũng tới. Có chuyện lớn gì? Luân hồi lộ này là Thái Cổ Thần Phượng khai sáng, thuộc phân nhánh luân hồi lộ thật sự, chôn thi cốt vô số tổ tiên, bia mộ khắp nơi. Phong Phi Vân đi theo Mục Điền Chiến Thần đến doanh trướng đại quân nhân tộc. Nơi này chú đóng hơn ngàn ước đại quân tinh nhuệ nhân tộc, toàn là hùng sư từng rèn luyện trên chiến trường vạn tộc, ai nấy đều là nhân vật siêu phàm. Đẳng cấp chiến thần, chiến hoàng nhiều không đếm hết, chiến vương có mặt khắp nơi. Phong Phi Vân từng đi chiến trường vạn tộc nên biết trở thành chiến thần khó khăn cao bao nhiêu, từ đó thấy được chỗ này toàn là quân tinh nhuệ, chiến khí đằng đằng, sát khí ngút trời. Bọn họ bày trận pháp, có rèn luyện thần binh, có bái tế tổ tiên. Phong Phi Vân nói, rầm rộ quá, định làm gì? Mục Điền Chiến Thần cung kính nói, nhiều đại nhân vật của nhân tộc đang trong doanh trướng, bọn họ sẽ nói cho Phong Công Tử biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân đi vào doanh trướng gặp người quen, là Trung Nguyên Nhất Điểm Qua. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua mặc giáp dày, cơ thể càng mập mạp, trông như trái đu đủ bằng thép. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua thấy Phong Phi Vân thì vội vàng tiến lên đón chào. Phong Huynh, rốt cuộc cũng đến, trong đại quân nhân tộc chúng ta chỉ còn thiếu nhân vật lãnh tụ như Phong Huynh. Đi, theo ta vào doanh trướng. Doanh trướng đại quân nhân tộc nằm trong một pháp bảo, thế giới trong đó rất là mênh mông, tràn đầy linh vụ lượn lờ. Đã có rất nhiều đại nhân vật đứng trong thế giới kia, khoảng ngàn người, sức chiến đấu thấp nhất cỡ thần giai. Thánh linh rời khỏi Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, bọn họ là người thống trị tối cao trong nhân tộc. Khá nhiều người Phong Phi Vân quen mặt như Tây Môn Suy Tiêu, Tiên Hư Động Chủ, thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành, Hồng Chú Nhân Tước, chúa tể trung ương vương triều thứ sáu Long Thương Nguyệt, thánh nữ mới của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh Thượng Quan Minh Tiêm vân vân. Phong Phi Vân đến gây náo động lớn. Một chúa tể trung ương vương triều nhận ra Ô Lan đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Đó là thánh tổ vực ngoại. Chúa tể trung ương vương triều run run nói. Phong Phi Vân, ngươi mang thánh tổ vực ngoại đến doanh trướng nhân tộc là muốn hại chết mọi người sao? Nhiều cường giả nhân tộc lấy chiến binh ra, cảnh giác đề phòng thánh linh vực ngoại. Lực lượng của thánh linh rất đáng sợ, hầu như vô địch. Khi thánh linh vực ngoại bùng nổ thì tất cả cao tầng nhân tộc có mặt đều phải chết. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Thánh tổ vực ngoại, ha ha ha. Bây giờ nàng là đệ tử của ta. Cái gì, thu thánh tổ vực ngoại làm đồ đệ? Nói khoác không biết ngượng, đây là chuyện không thể nào. Một nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh Tây Môn Suy Tiêu,
khuôn mặt khá giống gã. Đó là muội muội ruột của Tây Môn Suy Tiêu, Tây Môn San Hô. Tây Môn San Hô hay nghe huynh trưởng nhắc đến Phong Phi Vân, gọi là kỳ tài ngút trời vạn năm khó gặp. Nhưng gặp mặt rồi Tây Môn San Hô cảm thấy có danh không thật, thu Thánh Linh làm đệ tử. Dù là Đại Thánh cũng không làm được chuyện này. Tây Môn Suy Tiêu lại không nghĩ vậy, gã không cho rằng Phong Phi Vân nói khoác. Tiên Hư Động Chủ đứng trên đỉnh một ngọn núi, tiên vụ bao bọc toàn thân. Tiên Hư Động Chủ mặc áo trắng, tóc dài đen nhánh, tiên tư xuất trần, yểu điệu thướt tha. Đôi mắt tiên nhìn Phong Phi Vân. Mắt Tiên Hư Động Chủ lóe tia sáng. Ngươi đã thành thánh. Ồn ào. Tiên Hư Động Chủ nói một câu gây sóng lớn. Các thủ lĩnh nhân tộc kinh ngạc nhìn hướng Phong Phi Vân, chợt phát hiện bọn họ không nhìn thấu hắn. Trong người Phong Phi Vân nhưng chứa biển sao. Tiên Hư Động Chủ là kỹ nữ tư chất siêu đẳng, tu vi cao thâm khó dò. Nhiều chúa tể nhân tộc lúc trẻ muốn theo đuổi Tiên Hư Động Chủ nhưng không lọt vào mắt nàng. Tiên Hư Động Chủ được tiếng là một trong những người có khả năng thành thánh nhất nhân tộc từ gần vạn năm nay. Không ai dám nghi ngờ lời Tiên Hư Động Chủ nói, vậy nghĩa là Phong Phi Vân thật sự đã thành thánh. Tiên Hư Động Chủ có tu vi đẳng cấp uẩn thánh, đã từng chỉ điểm Phong Phi Vân tu hành. Phong Phi Vân khá tôn kính Tiên Hư Động Chủ, nói. Tiền bối nói đúng, vãn bối đi địa ngục một chuyến, trên luân hồi lộ thấu triệt cảnh giới thánh linh, đã độ qua sinh kiếp lập đại thành thánh. Phong Phi Vân nói câu này không chứa chút khí thế nhưng mọi người rung động tinh thần, kiềm không được quỳ xuống lạy Phong Phi Vân vái một vị thánh nhân. Tây Môn San Hô trợn mắt há hốc mồm nói. Thánh linh, hèn gì, trông khác lạ. Tây Môn Suy Tiêu hắng giọng. Khụ khụ. Tây Môn Suy Tiêu nhắc nhở Tây Môn San Hô nên có lòng kính sợ thánh linh. Long Thương Nguyệt nhìn Phong Phi Vân, nỗi lòng phức tạp. Phong Phi Vân đã thành thánh thì các thủ lĩnh nhân tộc không ai sinh ra nghi ngờ nữa, trong lòng chỉ có tôn kính. Thiên Toán Thư Sinh nói. Phong huynh đi địa ngục còn có thể trở về, đạo thánh linh thật khiến người không thể phỏng đoán. Khâm phục. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Phong huynh thu một vị thánh linh làm đệ tử, đây mới là điểm làm người ta khâm phục. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân đã đến cảnh giới thánh linh, nhân tộc chúng ta đã có trụ cột. Đấu với đám cường giả vực ngoại cũng vững lòng hơn. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Đại quân nhân tộc tập kết tại đây vì chuyện gì? Tại sao lúc ta đến gặp phải cao thủ vực ngoại? Tây Môn Suy Tiêu ngừng cười. Chuyện này dính dáng đến một hung ma thái cổ, là một trong 7 hung ma thái cổ. Phong huynh có nhớ lúc trước chúng ta đi con đường này gặp một ma sơn màu đen không? Ma sơn màu đen. Phong Phi Vân không thể quên, lúc đi qua ma sơn thì Vũ Hóa Đài từng rung rinh. Khi ấy Tây Môn Suy Tiêu sợ hãi mặt trắng bệch, bảo ma sơn giam giữ một đại ma đầu, không thể xông. Cho nên bọn họ bỏ qua ma sơn đi tiếp. 7 hung ma thái cổ không ai đơn giản, toàn là đẳng cấp chí tôn vực ngoại. Bất cứ hung ma nào xuất thế cũng có thần uy nghiêng trời đổ nước. Chuyện này liên quan đến một trong 7 hung ma thái cổ, hèn gì khiến nhiều cường giả nhân loại đến. Chắc nhiều cường giả yêu tộc cũng chạy tới. Hung ma thái cổ bị trấn áp trong ma sơn kia. Những cường giả vực ngoại thông qua thiên cơ trùng động đến Tây Ngưu Hạ Châu vì muốn giành lấy truyền thừa của 7 hung ma thái cổ. Theo tin tức mới nhất chúng ta biết được thì rất có thể 7 hung ma thái cổ chưa chết, có vài hung ma thái cổ đã thức tỉnh. Khi Tây Môn Suy Tiêu nói mấy lời này cảm giác lồng ngực nghẹt thở. Phong Phi Vân hỏi. Vậy mục đích của các người là gì? Thiên Toán Thư Sinh trả lời. 7 hung ma thái cổ xuất thế đã là chuyện không thể ngăn cản. Nhưng lúc hung ma xuất thế cũng là lúc yếu ớt nhất, chúng ta định thừa dịp này phong nó lại lần nữa. Đây sẽ là chiến thắng lớn nhất cho Tây Ngưu Hạ Châu. Phong Phi Vân biết rõ sự lợi hại của 7 hung ma thái cổ, góp lời. Ta tận mắt thấy một trong 7 hung ma thái cổ, Thâm Uyên Ma Quân xuất thế. Khi Thâm Uyên Ma Quân phá phong đã nuốt một thần nha đẳng cấp thánh linh, nên dù lúc 7 hung ma thái cổ yếu nhất thì cũng rất kinh khủng, một đại quân nhân tộc không thể cản nổi. Không chừng là chất bổ cho hung ma xuất thế. Nếu Phong Phi Vân chưa đột phá cảnh giới thánh linh thì nhiều người cho rằng hắn nói khoác, nhưng giờ đây khi hắn nói ra đại biểu ý chí thánh linh, không ai dám nghi ngờ sự thật. Thiên Toán Thư Sinh hỏi. Phong huynh cũng không ngăn cản được. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Ta không biết khi hung ma xuất thế mạnh cỡ nào, ta chưa chiến đấu với đẳng cấp đó nên không dám nói chắc. Nhưng ta biết một tiền bối có thể trấn áp hung ma. Vị tiền bối kia hiện ở mộ phủ. Là ai?
nhiều người rất muốn biết nhân vật nào có thể trấn áp hung ma. Phong Phi Vân nói, nhân tổ, mới gần đây nhân tổ đã thức tỉnh, từng đại chiến một trận với Thâm Uyên Ma Quân. Nếu có thể mời nhân tổ tiền bối đến thì có lẽ sẽ có cơ may thắng trận chiến này. Các tu sĩ nhân loại mừng rỡ, rất phấn chấn. Tổ tiên nhân loại trong truyền thuyết thức tỉnh, trời, đây là vô thượng thánh nhân. Nếu nhân tổ có mặt thì chém hết kẻ thù. Một động chủ nhân tổ động thiên người lẩy bẩy. Thật, thật sự là nhân tổ thức tỉnh. Trời ơi, nhân tổ lão nhân ra trở về, ông trời giúp nhân tộc chúng ta hưng thịnh sao? Đám cường giả vực ngoại cứ đến đây đi, nhân tổ quay về, chém hết các thánh. Phong Phi Vân nói một câu gây sóng gió, làm nhiều người điên cuồng. Thiên Toán Thư Sinh và bốn vị chiến thần tự mình đi mộ phủ, muốn mời nhân tổ đến. Nhiều đại nhân vật nhân tộc rời đi bài bố đại trận quân đội. Tuy biết tin nhân tổ quay về nhưng bọn họ không dám lơ là, đại trận quân đội phát ra lực lượng nhiều lúc có thể ngăn cản thánh linh công kích. Phong Phi Vân đi hướng Long Thương Nguyệt. Đứng trước mặt nàng, lặng im nhìn lâu. Long Thương Nguyệt nói, từng có chí cường vực ngoại công kích cung chúa tể thánh đình nhưng bị thánh linh bí ẩn trấn áp. Thánh linh đó là do ngươi sắp xếp đúng không? Phong Phi Vân gật đầu, nói, nàng không sao thì tốt rồi. Long Thương Nguyệt ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân. Ngươi cảm thấy có lỗi với mẫu thân của ta nên đối xử tốt với ta? Hay ngươi, thật sự thích ta? Phong Phi Vân nhếch môi nói. Chuyện đã qua, ta chỉ biết nàng là vị hôn thê của ta, tương lai nhất định sẽ gả cho ta. Nói xong Phong Phi Vân xoay người rời đi, lúc ra khỏi doanh trướng chợt thấy Tây Môn Suy Tiêu khoanh tay trước ngực đứng chờ. Tây Môn Suy Tiêu gãi mũi nói. Phong huynh trảm thấy muội muội của ta như thế nào? Phong Phi Vân ngây người, giây sau cười hỏi. Chẳng lẽ Tây Môn huynh định gả muội muội cho ta? Tây Môn Suy Tiêu nói rất nghiêm túc không giống đùa. Thật ra lúc ở Hỗn Độn Thiên Thành ta đã muốn giới thiệu các ngươi gặp mặt, luôn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Tiếc rằng khi ấy Thánh Thần chỉ hôn, Phong Huynh và Thánh Nữ Điện Hạ cùng nhau nên chuyện này luôn kẹt lại. Phong Phi Vân cười nói. San hô cô nương đẹp như U Lan, động lòng người. Ta cảm thấy nàng và Thiên Toán rất xứng đôi. Phong Phi Vân nói. Tiếc thật, tên một sách kia cũng ra dáng nhân tài. Nhưng hắn và Tuyết Huyền Nữ thành đôi, song tu linh hồn. Ngươi cũng biết đạo lữ song tu linh hồn tuyệt đối không thể cưới nữ nhân khác. Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu đi trên nghĩa địa vô biên, từng bước tiến tới, ra khỏi doanh địa đại quân nhân tộc. Tây Môn Suy Tiêu nghiêm túc nói. Tu sĩ vực ngoại rất mạnh, giờ mới có đội tiên phong đến đã khiến sinh linh Tây Ngưu Hạ Châu thấp thỏm lo âu. Mấy hôm trước có đế cung Phiêu Miểu Thần Triều bị công phá, bao nhiêu nữ quyến bị cướp đi. Không biết kỳ bảo bị tước đoạt, bao nhiêu cường giả chết trận, máu nhuộm đất đai. Tương lai sẽ càng tàn nhẫn, có lẽ thế giới sẽ bị hủy diệt. Không mấy người sống sót qua đại kiếp nạn, ta chỉ có một muội muội ruột, có lẽ ta sẽ chết trận nhưng ta muốn nàng sống. Đây là đại kiếp nạn, dù là đẳng cấp chí tôn cũng thấy phập phồng lo sợ, biết tương lai là sự hủy diệt tàn nhẫn, sức người khó ngăn. Càng biết nhiều thì càng sợ. Những đại quân nhân tộc trong doanh địa sợ hãi không thua gì Tây Môn Suy Tiêu, đây là nỗi sợ lực lượng chênh lệch. Diệt thế giả vực ngoại quá mạnh. Phong Phi Vân vỗ vai Tây Môn Suy Tiêu, cười nói. Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới vẫn có rất nhiều nội tình và thần thánh, không dễ thua. Tin ta đi, có rất nhiều tiên hiền sẽ quay về, nhân tổ thức tỉnh là dấu hiệu. Tây Môn Suy Tiêu nặn ra nụ cười. Phong Huynh nhìn sự việc thật là rộng rãi. Giờ Phong Huynh là thánh linh, nữ thánh vực ngoại cũng bị Phong Huynh thu phục. Tây Môn Suy Tiêu nheo mắt nói. Phải rồi, nàng ta thật sự chỉ là đệ tử sao? Theo kinh nghiệm xem vô số nữ nhân của ta thì quan hệ giữa hai người không đơn giản là sư đồ. Ánh mắt Phong Huynh nhìn nữ nhân lên giường và đệ tử thật sự có khác nhau. Phong Phi Vân nói. Tây Môn Huynh biết hơi nhiều. Tây Môn Suy Tiêu cười phá lên, quay về doanh địa nhân tộc. Không nhắc chuyện gả muội muội cho Phong Phi Vân nữa vì mới rồi hắn đã từ chối. Phong Phi Vân đứng bên cạnh bia mộ lớn, lên tiếng. Ra đi. Bóng dáng yểu điệu bay ra từ sau bia mộ, người tỏa thánh quang, xinh đẹp tuyệt trần, trang nhã thanh tú. Là thánh nữ mới của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Thượng Quan Minh Tiêm. Thượng Quan Minh Tiêm quỳ dưới đất hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Nếu để người ta biết hiên viên nhất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh quỳ trước mặt Phong Phi Vân,
gọi hắn là chủ nhân sẽ ngạc nhiên đến rất cằm. Nhiều thiếu niên xem thượng quan Minh Tiêm là nữ thần sẽ buồn bã đau lòng tuyệt vọng. Phong Phi Vân đánh ra kết giới thánh linh che khu vực này lại. Phong Phi Vân lạnh nhạt nói. Đứng lên đi. Thượng quan Minh Tiêm chậm rãi đứng dậy, áo đỏ sặc sỡ, ngực đẫy đà, xinh đẹp không dính hạt bụi trần. Chúc mừng chủ nhân thành tựu tôn vị thánh linh, từ nay ngang hàng cùng thánh thần. Phong Phi Vân hỏi. Không bị Thủy Nguyệt Đình phát hiện có gì lạ đi. Thượng quan Minh Tiêm trả lời. Có lực lượng của yêu hoàng kiếm chém thiên đạo, Thủy Nguyệt Thánh Thần cũng không phát hiện bí mật giữa ta và chủ nhân. Phong Phi Vân lấy viên linh đan thập bát phẩm ra. Mấy năm nay nàng rất giỏi, tu vi tiến bộ nhiều, đã đến vũ hóa đệ ngũ trọng. Thứ này chủ nhân ban thưởng cho nàng, nuốt nó rồi đủ cho nàng đến cảnh giới vũ hóa đệ lục trọng trong thời gian ngắn. Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cười nói. Ta giúp nàng. Phong Phi Vân bóp nát linh đan thập bát phẩm thành một đoàn đan quang, bàn tay ấn nhẹ đầu thượng quan Minh Tiêm. Ánh sáng tuôn vào người thượng quan Minh Tiêm, khiến khí vũ hóa trong người nàng nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh cảnh giới đột phá đến vũ hóa đệ lục trọng rồi lên đỉnh. Nhờ Phong Phi Vân trợ giúp nên thượng quan Minh Tiêm đột phá tu vi nhanh, nếu chỉ dựa vào nàng luyện hóa linh đan thập bát phẩm cần ít nhất mấy năm mới hấp thu hoàn toàn, chưa chắc đến đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Thượng quan Minh Tiêm lại hành lễ với Phong Phi Vân. Đa tạ chủ nhân. Mặt ngọc hồng hào, hà khí di chuyển, lực lượng uẩn dưỡng bao la, cơ thể trong suốt. Phong Phi Vân nói. Làm việc cho ta không thiếu lợi lộc, đêm nay hãy đến doanh trướng của ta đi, ta sẽ truyền đạo pháp đặc biệt cho nàng. Thượng quan Minh Tiêm cắn răng, rũ mi mắt, khẽ ừ. Thượng quan Minh Tiêm nghiêm túc nói. Có chuyện quan trọng thiên đạo muốn báo cáo với chủ nhân. Phong Phi Vân nói. Nàng nói đi. Thượng quan Minh Tiêm tiếp tục bảo. Minh Tiêm lật xem hồ sơ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, phát hiện một chuyện rất lạ. Hồ sơ ghi chép nhiều thứ liên quan tín ngưỡng thần tà, không chỉ từ quốc gia nhân loại, có nhiều hồ sơ lãnh địa yêu tộc cũng được đưa đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, bên trong vẽ tượng thần thánh thần. Minh Tiêm điều tra đối chiếu kỹ càng, phát hiện sự thật kinh khủng. Phong Phi Vân tiếp lời. Thủy Nguyệt Đình không phải con người, là thần tà. Thượng quan Minh Tiêm kinh ngạc hỏi. Sao chủ nhân biết chuyện này? Phong Phi Vân vuốt ngón tay mình, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói. Khi ta nhìn tượng thần của Thủy Nguyệt Đình thì đã biết nàng ấy là thần tà. Thượng quan Minh Tiêm nói. Giật mình nhất là Minh Tiêm phát hiện trong sách cổ tông Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng ghi chép về thần tà, có hồ sơ tường thuật từ mấy trăm vạn, mấy ngàn van, mấy chục ức năm trước. Nhưng những thần tà không giống nhau, có thần tà tên nữ thần Sông Tấn, tên nữ thần Nguyệt Lược, tên Tinh Nguyệt Thần Tổ. Mỗi thời đại đều xuất hiện ghi chép về một thần tà, cực kỳ mạnh. Nhưng hai thần tà chưa bao giờ xuất hiện cùng một thời đại, thật kỳ lạ. Biểu tình Phong Phi Vân trầm trọng, trong lòng nổi lên phỏng đoán đáng sợ. Phong Phi Vân siết chặt tay. Nàng không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Chuyện về Thủy Nguyệt Đình thì Phong Phi Vân sớm có suy đoán nhưng khi ấy cảnh giới của hắn quá thấp, lòng nảy ra ý nghĩ gì sẽ bị Thủy Nguyệt Đình biết. Cho nên Phong Phi Vân cưỡng ép ức chế không suy nghĩ, giờ nghe Thượng quan Minh Tiêm báo cáo hắn không hề thấy lạ. Phong Phi Vân quay về doanh trướng nhân tộc, lấy ra tượng đá Thái Vi nữ thần. Tượng đá tỏa sáng, một bóng thần nhỏ sinh hiện ra, kinh ngạc nói. Tu vi của ngươi đã đến. Phong Phi Vân gật đầu, nghiêm túc nói. Thái Vi, ta sắp tái tạo thân hình hồng nhan, cô đọng trấn hồn. Khi ấy có lẽ nàng sẽ thành mây khói hoặc dung nhập vào người hồng nhan, nàng có sợ không? Thần hồn Thái Vi nữ thần bay ra khỏi tượng đá. Ngưng tụ thành tà thần khuôn mặt giống Nam Cung Hồng Nhan y như đúc, tóc dài tựa nhành liễu, người co lại. Mắt Thái Vi nữ thần ngấn lệ nói. Ta là thể tà thần được ngươi sáng tạo vì cứu nàng, đúng không? Một ý niệm của ngươi có thể khiến ta thành cho hoặc sống lại, đúng không? Phong Phi Vân im lặng. Đúng vậy. Thái Vi nữ thần chớp mắt. Giờ là lúc ta nên chết. Phong Phi Vân nói. Chờ ta gọi về ấn ký linh hồn. Mảnh nhỏ ký ức của Hồng Nhan, nếu Hồng Nhan đồng ý cho nàng dung nhập vào cơ thể thì hai người có thể dùng chung một thân thể. Nếu Hồng Nhan không muốn thì ta sẽ tìm ký chủ mới cho nàng. Thái Vi nữ thần thở dài thườn thượt, không nói chuyện. Phong Phi Vân lấy 8 tam vị chân hỏa lô ra, trong lò đốt linh hồn linh thạch. Uẩn dưỡng nhiều năm, linh hồn linh thạch đã hòa tan một chút. Xẹt 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 xẹt.
Phong Phi Vân dùng đạo thánh linh điều động tinh khí lửa trong thiên địa ùa vào tám tam vị chân hỏa lô. Nhiệt độ tam vị chân hỏa lô tăng lên gấp vô số lần. Linh hồn linh thạch tăng tốc hòa tan. Khi Phong Phi Vân đến cảnh giới thánh linh thì tế luyện một thánh linh dụng cụ có lẽ sẽ tốn thời gian rất nhiều, nhưng muốn luyện hóa linh hồn linh thạch không mất bao lâu. Linh hồn linh thạch hòa tan thành linh dịch, đốm sáng đầy rẫy như trời sao. Các đốm sáng bềnh bồng, dày đặc hình thành tinh vụ mênh mông. Thịch, một giọt máu nhỏ xuống, mưa máu lan tràn. Những đốm sáng thay đổi biến thành thân hình Nam Cung Hồng Nhan. Ước vạn Nam Cung Hồng Nhan cùng xuất hiện trong trời sao, có mỉm cười, đau buồn khóc, chống cằm suy nghĩ, cắn răng tức giận. Các loại hình dạng hiện ra trong hư không cấu thành 8.000 vạn ức loại biểu tình, động tác đời người. Cuộc đời buồn vui sầu giận, 8.000 vạn ức là tận cùng. Tức là đời người có các loại thay đổi tối đa là 8.000 vạn ức loại, đại thánh cũng chỉ đến đây, nếu vượt qua cực hạn này không phải người mà là tiên, trở thành hình dạng sinh mệnh khác. Ấn ký linh hồn của Nam Cung Hồng Nhan đã được Phong Phi Vân tìm về hết, tụ tập trong biển sao, thể hiện ra 8.000 vạn ức loại hình dạng. Giọt máu thứ hai nhỏ xuống. Giọt máu đọng chính giữa trời sao, hóa thành vô số tơ máu. Nhìn vào giữa tơ máu thấy mảnh nhỏ ký ức Nam Cung Hồng Nhan thể hiện trong đó. Giọt máu thứ ba nhỏ xuống. Những mảnh ký ức càng lúc càng rõ ràng, càng nhiều hơn. Nhiều mảnh nhỏ tổ hợp thành đôi, biến thành mảnh nhỏ hoàn chỉnh hơn. Giọt máu thứ bốn nhỏ xuống. Mảnh nhỏ ký ức tổ hợp càng lúc càng nhiều, càng hoàn chỉnh, dày đặc hơn cả sao trời. Khi giọt máu thứ năm, thứ sáu hòa tan, những mảnh ký ức đã tổ hợp thành hình ảnh liền nhau. Biến thành một đoàn nguyên linh ký ức. Ngưng lại. 8.000 vạn ức Nam Cung Hồng Nhan trong trời sao tụ tập lại thành đôi. 4.000 vạn ức, 2.000 vạn ức, 1.000 vạn ức. Những Nam Cung Hồng Nhan càng lúc càng rõ ràng, càng có sức sống. Đôi khi Nam Cung Hồng Nhan cười với Phong Phi Vân, có khi nói vài câu đơn giản. Khi tụ tập còn 8 Nam Cung Hồng Nhan, bọn họ đứng 8 hướng, mỗi người đều là Nam Cung Hồng Nhan. Khuôn mặt vui buồn giận sầu. Cực kỳ xinh đẹp. Phong Phi Vân mím chặt môi, nỗi lòng phức tạp. Phong Phi Vân nhớ lại cảnh Nam Cung Hồng Nhan bị luyện chết trong thiên hỏa liễu nguyên trận, nhớ nàng vì cứu hắn mà xông vào phong gia. Các cảnh ngày trước hiện ra trước mặt. Nam Cung Hồng Nhan không phải nữ nhân hoàn mỹ, có lúc thủ đoạn tàn nhẫn, có lúc hẹp hòi, có ghen tuông. Nhưng Nam Cung Hồng Nhan là nữ nhân yêu Phong Phi Vân nhất, có thể chết vì hắn, không oán, không hối hận. Phong Phi Vân thật sự yêu Nam Cung Hồng Nhan, không chỉ vì nàng xinh đẹp, đó là cảm giác yêu. Yêu là cảm giác nói không rõ lý do, nếu nói ra được thì đó không phải là yêu, chỉ xem như thích. Một đóa hoa trắng xinh đẹp, người thích nó liền hái xuống, nâng niu trong lòng bàn tay, mang theo trên người, cài trên tóc. Nhưng nếu người yêu đóa hoa đó thì sẽ không hái, mỗi ngày tưới nước cho nó để nó nở càng đẹp hơn, lòng ngươi sẽ rất vui. Đây là khác biệt giữa thích và yêu. Thích thì nói được lý do, cánh hoa của nó trắng, nhụy hoa rất đẹp, mang trên người rất tham. Yêu thì không nói được tại sao làm như vậy, chỉ có thể bảo. Nhìn nó nở càng đẹp thì lòng ta rất vui. Đây là khác biệt giữa thích và yêu. Cảm giác rất kỳ lạ, như cảm giác trong lòng Phong Phi Vân bây giờ. Nhìn ấn ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan phục hồi, trong lòng Phong Phi Vân rất vui sướng. Ngưng. Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh đánh vào ấn ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan. Tam ấn ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan hợp nhất ngưng tụ thành ảo ảnh, như vầng sáng, tụ tập thành thể ấn ký linh hồn. Phong Phi Vân nôn nóng sốt ruột tung ra nguyên linh ký ức dung nhập vào thể ấn ký linh hồn. Khi nguyên linh ký ức và thể ấn ký linh hồn hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ thành thể linh hồn hoàn chỉnh. Nói vậy là linh hồn Nam Cung Hồng Nhan coi như hoàn toàn quay về. Nhưng lúc này thể linh hồn rất yếu ớt, đụng nhẹ vào sẽ tan vỡ. Phải hòa tan thể tà tần của Thái Vi khiến linh hồn lớn mạnh, củng cố nó thành thể linh hồn chính thức tái tạo. Ký ức và thể ấn ký linh hồn bắt đầu hòa tan. Phong Phi Vân đứng bật dậy, nhìn chằm chằm ánh sáng trắng. Năm ngón tay Phong Phi Vân siết chặt, nín thở. Vù 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 vù. Ký ức và thể ấn ký linh hồn hoàn toàn hòa tan. Nam Cung Hồng Nhan khép mắt lơ lửng trong không trung. Hốc mắt cong xinh đẹp, tóc dài sáng lấp lánh rũ xuống như đang bay. Phong Phi Vân bước tới vu ót gò má Nam Cung Hồng Nhan, rót các thánh quang vào thật sự nàng, củng cố linh hồn. Xem mi Nam Cung Hồng Nhan run run,
Phong Phi Vân vội rụt ta về. Nam Cung Hồng Nhan mở mắt ra, con ngươi trong suốt toát ra mưa ánh sáng. Nam Cung Hồng Nhan nhìn Phong Phi Vân đứng trước mặt mình, nở nụ cười chua xót mà hân hoan. Nam Cung Hồng Nhan dịu dàng nói. Rốt cuộc ngươi vẫn đến. Linh hồn Nam Cung Hồng Nhan thức tỉnh nhưng ký ức ngừng lại lúc bị cao thủ Bắc Minh Phiệt nhốt trong hỏa trận, khi a ấy là lúc sinh mệnh của nàng chấm dứt. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Ta đã đến muộn. Nam Cung Hồng Nhan chậm rãi đứng dậy, ngón tay đụng vào người mình, các đốm sáng rơi xuống. Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu cười khổ nói. Thì ra ta đã chết, đây chỉ là linh hồn. Phong Phi Vân, chắc linh hồn của ta sẽ nhanh chóng tán đi. Phong Phi Vân nói. Không, dù là địa ngục quỷ chủ đến câu hồn thì ta sẽ không cho. Nàng đừng nói chuyện, để ta giúp nàng củng cố linh hồn rồi tái tạo thân thể, khi đó chúng ta từ từ tâm sự sau. Phong Phi Vân nhìn Thái Vi, nàng ngồi trong góc tường, hai tay vò góc áo rất là uất ức. Thái Vi nữ thần ngước lên, trợn to đôi mắt đen láy đáng thương nhìn Phong Phi Vân. Thái Vi nữ thần biết mình sắp chết, sẽ bị Phong Phi Vân chặt đứt ý thức thần hồn, trở thành thuốc bổ cho linh hồn Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân do dự giây lát, nói. Thượng quan Minh Tiêm, vào đây. Thượng quan Minh Tiêm từ bên ngoài đi vào, thân hình như liễu, khí chất yêu nhã. Thượng quan Minh Tiêm chắp tay, cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Chủ nhân, hiện tại ta truyền một loại thần thông trong đạo tổ cổ kinh cho nàng, đạo tâm chủng thần. Phong Phi Vân chỉ vào đầu thượng quan Minh Tiêm, đạo văn tuôn vào cơ thể nàng, là bí quyết đạo tâm chủng thần. Phong Phi Vân đánh ra vô số đạo tắc thánh linh trợ giúp thượng quan Minh Tiêm tu luyện đạo tâm chủng thần, giúp nàng trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ bí pháp thần thông này. Phong Phi Vân có hảo cảm với Thái Vi nữ thần, không muốn vì Nam Cung Hồng Nhan khiến nàng vạn kiếp bất phục. Phong Phi Vân truyền đạo tâm chủng thần cho thượng quan Minh Tiêm là muốn gieo thần nguyên của Thái Vi vào lòng đạo tâm chủng thần. Đây xem như cơ duyên lớn cho thượng quan Minh Tiêm, dù sao thần thông như đạo tổ cổ kinh không phải người bình thường học được. Ầm 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 ầm. Nhưng lúc này dao động khổng lồ ập đến, thánh khí hùng hồn như trời đè xuống, chấn hư không lắc lư. Nhạc Tước Linh hét to. Phong Phi Vân, giáo chủ Phạn Diệt giáo đến bái phỏng, người còn không ra tiếp giá. Sóng âm phá tan từng tầng không gian chui vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhíu mày, sao lại đến phá ngay lúc này? Hiện giờ đang là phút quan trọng sống lại Nam Cung Hồng Nhan. Nhạc Tước Linh mời giáo chủ Phạn Diệt giáo đến quấy rầy tiết tấu của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân buộc phải tạm dừng, thu thể ấn ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan vào bình ngọc, cẩn thận cất chứa, lại thu hệ thần hồn của Thái Vi nữ thần vào tượng đá. Phong Phi Vân đi ra doanh trướng đại quân nhân tộc. Đại quân nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, hình thành các chu thiên đại trận, có hóa thành hình dạng mãnh hổ, hình mai rùa. Cờ chiến phần phật, như gặp đại địch. Tây môn suy tiêu. Tây môn san hô, tiên hư động chủ, trung nguyên nhất điểm qua, đám cường giả nhân loại đứng trong đại trận. Năm thánh linh dụng cụ bay trên cao, lơ lửng ngay giữa trận pháp sắc xuống cảnh tượng ánh sáng thần thánh.